các truyện hương sư hân hạnh giới thiệu bộ truyện Chuyện hàng ngày ở nông gia cổ đại của tác giả Tọa Trước Linh Linh Thủy, thuộc thể loại xuyên không, điền văn, cổ đại, bao gồm 899 chương. Phần 25. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Các Truyện Hương Xưa, xin hãy bấm đăng ký, thích và chia sẻ để giúp chúng mình có thêm động lực nhé. Xin cảm ơn các bạn. Quan Gia Trạch và Lương Tiên Khoan từng cùng trường với Trương Hồng Văn, giờ Trương Hồng Văn đã đến Phủ Thành, bọn họ tất nhiên muốn gặp lại bạn cũ và ăn bữa cơm cùng nhau. Đỗ Cẩm Ninh lắc đầu, Quan Gia Trạch hiện vẫn ở Ly Thủy huyện. Ta qua bên đó hỏi xem lão sư có ai gửi tin tức gì không. Lương Tiên Khoan thì do kinh thành biến động mà phải xử lý nhiều việc, không rảnh để đến. Quan tiên sinh có việc gì không? Vẫn bình an chứ? Đỗ Cẩm Ninh lắc đầu, hiện vẫn chưa có tin tức, nhưng hẳn là không có vấn đề gì. Quan gia vốn giữ trung lập, trong trận đoạt đích ở kinh thành, chắc không bị liên lụy. Với điều này, Đỗ Cẩm Ninh vẫn rất yên tâm, ít nhất không phải lo lắng như với Tề Bá Côn và Quan Nhạc Quần. Nói đến đây, Đỗ Cẩm Ninh đứng dậy, nương, ta qua đó một lát. Đi đi. Đến tiền viện nơi Trương Hồng Văn đang nghỉ, Đỗ Cẩm Ninh thấy Hứa Thành Nguyên và Trương Hồng Văn đang ngồi uống trà trong sân. Thấy nàng tới, Hứa Thành Nguyên rót một ly trà đưa lên bàn trước mặt nàng, nói, ngươi vừa đi khỏi, ta đã thuyết phục được mẫu thân, khiến nàng đồng ý cùng nhau vào kinh. Thật sao? Ta còn nghĩ sẽ phải tiếp tục khuyên ngươi thuyết phục nàng đây, Đỗ Cẩm Ninh nói, giọng lộ rõ vẻ mừng rỡ. Hứa Thành Nguyên cười nói, chúng ta đều đi rồi, để các nàng mẹ con vài người ở lại đây, ngươi và ta đều không an lòng, nhạc mẫu lại càng nhớ mong. Ta nương nghe ta nói vậy, liền đồng ý. Hắn ngước mắt nhìn Đỗ Cẩm Ninh, lòng đầy cảm khái. Thấy Trương Hồng Văn, hắn không khỏi nhớ tới chính mình thuở trước. Nếu khi xưa không cưới được Đỗ Phương Phỉ, không có sự dìu dắt và trợ giúp từ Đỗ Cẩm Ninh trong việc học, có lẽ cuộc sống hiện tại của hắn chỉ mạnh hơn Trương Hồng Văn một chút, may ra thi đậu tú tài là cùng. Những hy vọng lớn hơn đều chỉ là hão huyền, còn đời sống gia đình chắc chắn không thể tốt đẹp như bây giờ. Tất cả những gì hắn đạt được đều nhờ vào Đỗ Cẩm Ninh, lòng cảm kích nàng đến 10 phần vạn phần. Biết rằng Tạ Thị đã đồng ý đi kinh thành và có Trương Hồng Văn ở đây, Đỗ Cẩm Ninh không vội nhắc tới việc mở cửa hàng điểm tâm, mà chỉ cười hỏi, vừa rồi các ngươi bàn luận chuyện gì vậy? Chẳng có gì quan trọng, chỉ nói chuyện vặt trong huyện, chuyện người, chuyện đời mà thôi, Hứa Thành Nguyên đáp. Cẩm Ninh, sang năm thật sự sẽ mở ân khoa sao? Trương Hồng Văn hỏi, ánh mắt ánh lên vẻ hy vọng xen lẫn chút lo lắng. Đúng vậy, Đỗ Cẩm Ninh gật đầu đáp, tin tức từ kinh thành mới truyền đến. Cho nên chúng ta dự tính, chờ tỷ tỷ của ta xuất giá, liền lên đường đi kinh thành, chuẩn bị cho hội khảo năm sau. Ngẫm đến khi ấy, Đỗ Cẩm Ninh và mọi người có thể trở thành tiến sĩ, còn mình vẫn chỉ là một đồng sinh, thần sắc Trương Hồng Văn thoáng chút ảm đạm. Tỷ tỷ của ta hơn một tháng nữa mới thành thân, trong thời gian này ngươi cứ ở lại nhà ta. Ta sẽ dành thời gian mỗi ngày giảng văn chương cho ngươi, Đỗ Cẩm Ninh nói, khi ông bác và mọi người tới dự rượu mừng, ngươi có thể cùng họ trở về. Hảo, Trương Hồng Văn đáp, dù có chút ngượng ngùng khi nghĩ đến việc ở nhà người khác quá lâu, nhưng khi nghĩ tới kỳ vọng của phụ mẫu và sự chênh lệch giữa mình và Đỗ Cẩm Ninh, hắn quyết định nhận sự hảo ý ấy. Trong hơn một tháng sau đó, mỗi ngày Đỗ Cẩm Ninh đều dành một canh giờ để giảng bài cho Trương Hồng Văn. Lối viết văn chương và phương pháp dạy học của nàng khác hẳn với các tiên sinh đương thời, nàng còn có thể đứng ở góc độ học trò để hiểu và căn cứ vào tình hình thực tế của Trương Hồng Văn mà truyền dạy. Qua một tháng, Trương Hồng Văn thu hoạch rất lớn, văn chương đã có bước tiến dài. Hắn tin tưởng rằng lần này, nếu tham gia phủ thí, nhất định sẽ thông qua một cách thuận lợi, thậm chí còn có hy vọng vượt qua viện thí. Biết đâu, năm sau hắn cũng có thể mang về cho mình danh hiệu tú tài. Vì thế, hắn đối với Đỗ Cẩm Ninh cảm kích vô cùng. Mấy ngày trước khi Đỗ Phương Huệ xuất giá, Đỗ Cẩm Ninh đã phái hộ viện vào huyện đón Đỗ Dần Sinh, Đỗ Vân Sương, Đỗ Vân Cảnh và Trương Thị lên Phủ Thành. Trần Thị lo lắng hỏi, ngươi tam tỷ xuất giá khi, chẳng phải chỉ tiếp đón đại bá phụ sao? Cớ gì lần này lại mời cả ông bác và tứ thúc tới dự? Trong thôn liệu có xì xào không hay chăng? Việc tiếp đón thân tổ phụ cùng tổ phụ là điều đương nhiên, nhưng nếu mời thêm ông bác và đường thúc từ một chi khác đến, liệu người trong thôn có lời ra tiếng vào hay không? Không đâu, nương yên tâm, Đỗ Cẩm Ninh đáp, mọi việc ta đã tính kỹ. Nếu như lần về quê trước, Đỗ Thần Sinh và Ngưu Thị tỏ ra biết điều và không quá lộ liễu, thì hành động chỉ tiếp đón ông bác mà không mời tổ phụ có thể sẽ bị người trong thôn chỉ trích đôi lời. Rốt cuộc, lòng người thường thiên vị kẻ yếu, cảm thông với kẻ khó khăn, nên nếu Đỗ Cẩm Ninh lúc này phát đạt mà tính toán chi ly với lão nhân, e rằng sẽ bị xem là hẹp hòi. Tuy nhiên, với việc Đỗ Thần Sinh và Ngưu Thị lần trước lộ ra tham vọng vì 100 lượng bạc, người trong thôn đã đem chuyện cũ ra bàn tán. Giờ đây, khi Đỗ Phương Huệ xuất giá, Đỗ Cẩm Ninh chỉ tiếp đón Đỗ Dần Sinh cùng những người gần gũi nhất, nàng tự tin rằng ít ai sẽ chê bai nàng. Trần Thị nghe Đỗ Cẩm Ninh nói như vậy, liền không hỏi thêm gì nữa. Đỗ Cẩm Ninh làm việc, nàng đã quen lòng tin tưởng, lời nàng đã nói, nhất định sẽ vẹn toàn. Vì tuổi tác đã cao, Đỗ Dần Sinh cần cả một ngày đi xe ngựa từ huyện về Phủ Thành. Bởi thế, hộ viện đã lên đường từ hôm trước, theo đúng lời dặn của Đỗ Cẩm Ninh, không vào làng ngay mà nghỉ đêm tại khách điếm, rồi sáng sớm hôm sau mới tới Đào Hoa Thôn đón người. Việc này đã được Đỗ Cẩm Ninh báo trước qua thư, nên Đỗ Dần Sinh cùng Đỗ Vân Sương chuẩn bị sẵn sàng. Thấy người tới, họ lặng lẽ mang hành lý rời thôn, lên xe ngựa, gặp Đỗ Vân Cảnh và phu thê trên chiếc xe ngựa khác, rồi cùng lên đường về Phủ Thành mà không làm kinh động tới Đỗ Thần Sinh. Sau một ngày đường, đến chiều tối, xe ngựa đã tới Phủ Thành. Khi xe lăn bánh vào ngõ nhỏ, Đỗ Dần Sinh nhìn thấy ba chữ Hồ Lô Hẻm được khắc trên tấm biển, không khỏi cả kinh, quay sang hỏi Đỗ Cẩm Ninh đang đứng đợi ngoài cổng, này ngõ nhỏ, chẳng phải là nơi Đỗ gia tổ trạch tọa lạc đó sao? Đúng vậy, Đỗ Cẩm Ninh đáp, Đỗ gia tổ trạch nằm ngay đối diện nhà mới của ta, hơi chết một chút. Nói đoạn, nàng nhìn về phía Đỗ Dần Sinh. Đỗ Dần Sinh môi run run, khẽ vén màn xe để nhìn ra ngoài. Nhìn một hồi lâu, ông quay đầu lại, ánh mắt lộ vẻ vừa do dự vừa hy vọng, dõi theo Đỗ Cẩm Ninh. Đỗ Cẩm Ninh tự nhiên hiểu rõ ý tứ của Đỗ Dần Sinh. Nếu triều đình không khai ân khoa, nàng quả thực không muốn đối diện việc nhận thân, vì cuối hẻm Đỗ gia đại biểu cho nhiều rắc rối. Để làm vừa lòng một nguyện vọng nhỏ bé của Đỗ Dần Sinh mà khiến cho cả nhà nàng phải đối mặt với bao phiền phức, nàng chưa tới mức quên mình vì người như thế. Nhưng nay, nàng sắp rời khỏi Phủ Thành, liệu có còn trở lại Quế Tỉnh hay không vẫn còn là điều bất định. Nghĩ đến điều ấy, nàng lại muốn thành toàn cho tâm nguyện cuối đời của Đỗ Dần Sinh. Nàng chủ động hỏi, ông bác có muốn đi nhận tổ quy tông chăng? Đỗ Dần Sinh do dự một lát, rồi lắc đầu, giọng trầm xuống, thôi thì bỏ qua. Ta tuổi tác đã cao, ngày tháng còn lại không bao nhiêu, nhưng các ngươi còn cả tương lai dài. Nếu nhận thân mà mang đến phiền toái cho các ngươi, chẳng thà không nhận còn hơn. Lời tuy nói như vậy, nhưng nét mặt thất vọng của ông lại không che giấu được nỗi khát khao trở về Đỗ gia tổ trạch. Chờ hỷ yến của tỷ tỷ ta kết thúc, ta sẽ đưa các ngươi đi nhận thân, Đỗ Cẩm Ninh nói. Nàng không muốn để ngày hỷ sự của Đỗ Phương Huệ bị khuấy động bởi những chuyện phiền phức. Nếu phải nhận thân, nàng thà để việc ấy diễn ra sau hỷ yến, trước khi các nàng lên đường về kinh. Hảo, hảo. Đỗ Dần Sinh nghe xong, nước mắt không kìm được mà rơi xuống. Đỗ Vân Sương trong lòng vui mừng vì nguyện vọng của lão phụ có thể thực hiện, nhưng lại lo ngại liệu việc này có đem đến phiền toái cho Đỗ Cẩm Ninh hay không, khiến tâm tư ông mâu thuẫn, chỉ biết giương miệng mà không nói thành lời. Còn Đỗ Vân Cảnh và Trương Thị thì lòng đầy phấn khích. Họ không quá bận tâm đến tổ tông hay huyết mạch, điều họ để ý là nếu họ nhận tổ quy tông, liệu Đỗ gia tổ trạch có thể được chia phần cho nhà họ hay không. Họ đã từng nghe Đỗ Dần Sinh nói rằng Đỗ gia là một phú hộ lớn trong Phủ Thành, sở hữu nhiều sản nghiệp và một tòa nhà lớn. Tổ phụ của họ vốn là đích trưởng tử, lẽ ra khi phân gia phải được chia phần lớn tài sản, bao gồm cả tổ trạch. Nhưng năm đó, tổ phụ giận dỗi bỏ đi, khiến tài sản bị các con của mẹ kế chiếm đoạt hết. Điều này, xét về lý lẽ, không đâu hợp tình. Nếu giờ đây nhận tổ quy tông và tìm người phân xử, chẳng phải nhà cửa và sản nghiệp sẽ trở lại với họ sao? Ngẫm lại chuyện trong Phủ Thành có một tòa nhà lớn cho bọn họ trụ, còn có sản nghiệp kế thừa, Đỗ Vân Cảnh và Trương Thị cả người nóng bừng, trong lòng tràn đầy hy vọng. Tuy nhiên, việc này còn phải dựa vào Đỗ Cẩm Ninh chu toàn, nên trong lòng họ dù có toan tính nhưng không dám để lộ nửa phần thần sắc ra ngoài. Khi đang nói chuyện, xe ngựa đã dừng trước cổng lớn của Đỗ gia. Thiếu gia, ngài đã trở lại. Diêu Thư Kỳ dẫn theo hai nam phó ra đón, cung kính chào, lão thái gia, đại gia, tứ gia một đường vất vả. Nói rồi, y đưa tay đỡ Đỗ Dần Sinh xuống xe. Đây là... Đỗ Dần Sinh vừa xuống xe, ánh mắt dừng trên người nam phó Mạc Thanh Y, sau đó lại nhìn Diêu Thư Kỳ, trong lòng dù có suy đoán nhưng không dám khẳng định. Ông bác, đây là quản gia trong phủ ta, họ Diêu. Đỗ Cẩm Ninh giới thiệu, rồi chỉ vào hai nam phó khác, người cao vóc là A Võ, người thấp hơn là Lục Tử, bọn họ sẽ phân biệt hầu hạ trong viện của các ngươi. Có việc gì hoặc muốn đi đâu, cứ bảo bọn họ chuyển lời tới ta hoặc dẫn đường. Rồi nàng làm động tác mời vào, ông bác, xin mời vào. Trông thấy những nô bộc chỉnh tề, nhìn đại môn thập phần khí phái, Đỗ Dần Sinh và Đỗ Vân Sương đứng ngẩn một lúc lâu, như không thể tin vào mắt mình. Cẩm Ninh, đây là tòa nhà của ngươi sao? Đỗ Dần Sinh run run hỏi. Đúng vậy. Đỗ Cẩm Ninh gật đầu, đồng thời quay sang nhìn Đỗ Vân Cảnh một cái đầy ý nhắc nhở. Trương Thị, không đợi Đỗ Vân Cảnh lên tiếng, đã nở nụ cười nịnh bợ, nói với Đỗ Cẩm Ninh, lần trước khi tới uống rượu mừng của Linh Tỷ Nhi, sợ cha mẹ biết các ngươi sống tốt mà lại kéo tới Phủ Thành gây chuyện, chúng ta không dám nói sự thật. Chỉ bảo là các ngươi thuê một tiểu viện nhỏ, sống bằng việc làm ăn nhỏ lẻ, cuộc sống không dư dả như hồi còn ở trong huyện. Nàng quay sang xin lỗi Đỗ Dần Sinh, bá phụ, chúng con không phải đề phòng ngài, mà là lo cha mẹ sẽ khiến Cẩm Ninh thêm phiền. Nghe đến đây, nét mặt Đỗ Vân Cảnh thoáng chút xấu hổ. Các ngươi làm như vậy là phải lắm. Đỗ Dần Sinh thở dài, nói, Ninh ca nhi tín nhiệm các ngươi, tiếp đón các ngươi tới uống rượu mừng, không thể để hắn phải chịu phiền phức thêm. Chúng ta đều hiểu, không cần lo lắng. Đỗ Vân Cảnh vội nói, giọng điệu đầy lấy lòng. Trong lòng hắn biết rõ, Đỗ Cẩm Ninh hiện tại danh vọng và địa vị càng ngày càng cao, chỉ có cách nịnh bợ và lấy lòng mới mong hưởng chút ân sủng, nào dám khiến nàng thêm phiền toái. Hắn không như Đỗ Thần Sinh hay Đỗ Vân Niên, những kẻ chỉ biết dùng sức mạnh và mưu đồ thô thiển. Đỗ Cẩm Ninh và Trần Thị đều là người phân minh, hiểu rõ yêu ghét, ai tốt với họ thì tự nhiên được hồi đáp. Nhìn vào Trương Quan Nghĩa cùng Đỗ Dần Sinh, có thể thấy rõ điều này. Trong những năm qua, lễ vật Đỗ Cẩm Ninh gửi cho họ vào các dịp lễ, Tết không ít, tính ra có thể đến cả 100 lượng bạc. Đoàn người vào trong, Đỗ Dần Sinh và Đỗ Vân Sương nhìn quanh vườn hoa tinh xảo, đẹp đẽ, đến mức há hốc miệng vì kinh ngạc không khép lại được. Ngày hôm sau, chính là ngày Đỗ Phương Huệ xuất giá. Thị yến lần này ngoài bạn bè như Tề Mộ Viễn và Quan Gia Trạch, hàng xóm ở Hồ Lô Hẻm, còn có các giáo thụ và tiên sinh của Nam Lộc Thư Viện, cùng một số bạn đồng môn. Điều khiến mọi người kinh ngạc và không khỏi giật mình là sự xuất hiện của Dương Vân Đào, Tri Phủ Đại Nhân, đích thân đến dự tiệc mừng. Kia có phải là Tri Phủ Đại Nhân? Đỗ Dần Sinh sợ hãi, nói năng lắp bắp. Đứng phía sau, A Võ cung kính đáp, đúng vậy. Tri Phủ Đại Nhân có giao tình với Tề Lão Thái Gia, đến dự hỷ yến này cũng là nể mặt Tề Gia. Đỗ Dần Sinh chỉ biết thở dài thán phục với nhân mạch của Đỗ Cẩm Ninh, nhưng Đỗ Vân Cảnh và Trương Thị thì khác, trong mắt lóe lên tính toán khi nhìn bóng dáng Dương Vân Đào. Lại thấy từng đợt khách lục tục vào nhà, Đỗ Dần Sinh hỏi nhỏ, đối diện Đỗ Gia có ai đến không? A Võ lắc đầu, chưa chắc. Trước kia vì một tấm biển mà đối diện Đỗ Gia đã xảy ra tranh chấp lớn với nhà chúng ta. Vì sao lại nổi lên tranh chấp? Đỗ Dần Sinh lập tức hỏi. A Võ kể lại chuyện lúc trước, khi đối diện Đỗ Gia dựa vào quyền thế mà tìm cách ức hiếp Đỗ Cẩm Ninh. Sự việc này vốn được Diêu Thư Kỳ sắp xếp kể lại để làm rõ mâu thuẫn. Đỗ Dần Sinh nghe xong, nổi giận, thật là một chi họ vô giáo dưỡng. Đỗ Vân Cảnh nhanh chóng tiếp lời, bá phụ, nếu như vậy, chúng ta đến tranh giành gia sản cũng không cần gánh nặng tâm lý. Đỗ Dần Sinh nhìn hắn một lúc, không đáp. Thấy vậy, Đỗ Vân Cảnh sốt ruột, nói tiếp, bá phụ, chẳng lẽ ngài chỉ định đốt nén hương và bái tổ tiên thôi sao? Đừng quên rằng phần lớn tài sản trong nhà vốn thuộc về chi chúng ta, chỉ là bị kẻ khác chiếm đoạt bằng thủ đoạn hèn hạ. Tổ phụ đã chịu khổ nhiều thập kỷ vì chuyện đó. Chúng ta chiếm lý, lại có. Hắn liếc nhìn về phía Dương Vân Đào và chu môi ám chỉ, không sợ thua kiện. Đỗ Dần Sinh vuốt râu, liếc nhìn Đỗ Vân Sương, rồi chậm rãi gật đầu. Ông tuy không ham tranh giành, nhưng vì tương lai của con cháu, thứ gì đáng thuộc về chi mình, ông nhất định sẽ đấu tranh để giành lại. Làm bên nhà gái, khi tiễn nữ nhi xuất giá, lại thỉnh khách nhân dùng bữa, sau đó tiệc tan ai về nhà nấy. Chờ khách nhân rời khỏi, Đỗ Dần Sinh liền đem việc tranh sản nói cùng Đỗ Cẩm Ninh. Đỗ Cẩm Ninh tự nhiên thấu hiểu, có Đỗ Vân Cảnh cùng Trương Thị ở đó, lúc nhận tổ quy tông không thể tránh khỏi tranh giành gia sản. Nàng nói, chi chúng ta đã từng viết đoạn tuyệt công văn với Đỗ gia. Các ngươi muốn tranh sản, ta không tham dự, đến lúc tài sản lấy về, ta cũng không lấy một xu nào. Sao lại như vậy được? Đỗ Dần Sinh cùng Đỗ Vân Cảnh đồng thanh nói. Lời vừa dứt, hai người nhìn nhau một cái, rồi lại quay đầu nhìn về phía Đỗ Cẩm Ninh. Đỗ Cẩm Ninh hiểu rõ, Đỗ Dần Sinh có lẽ cảm thấy nàng là một phần tử của Đỗ gia, lẽ nên được phân chia một phần tài sản, còn Đỗ Vân Cảnh thì cho rằng, nếu không có nàng đứng sau với nhân mạch, chi của họ muốn đoạt lại tài sản sẽ không dễ dàng. Cùng với việc không lấy được gì, chi bằng chia cho nàng một phần để giữ sự ủng hộ. Nàng lắc đầu, hỏi Đỗ Dần Sinh, Tằng tổ phụ năm đó khi ra đi, có mang theo bằng chứng mình là con cháu Đỗ gia không? Đỗ Dần Sinh gật đầu đáp, có. Bởi vẫn luôn mong muốn nhận tổ quy tông, cho nên khi Tằng tổ phụ rời đi, đã cố ý ra nha môn là một phần chứng minh thân phận. Ngoài ra, còn có đường dẫn, cũng coi như bằng chứng. Nếu đã như vậy, ngày mai các ngươi cứ qua đó, trước tiên bàn bạc với bọn họ. Nếu không thể đồng thuận, liền mang những bằng chứng này đến nha môn, thỉnh nha môn phân xử. Đỗ Cẩm Ninh nói. Ngươi không đi sao? Đỗ Dần Sinh và Đỗ Vân Cảnh kinh ngạc. Nghe lời này, tựa như Đỗ Cẩm Ninh không định đi nhận tổ quy tông. Ta đã đoạn tuyệt quan hệ với Đỗ gia, còn đi nhận tổ quy tông làm gì? Đỗ Cẩm Ninh lắc đầu đáp. Nàng hướng về Đỗ Dần Sinh mà nói, ta không ngại ngươi cho rằng ta thuộc về chi của các ngươi, nhưng chuyện dân hương trước tổ tông vẫn là nên miễn đi. Như vậy sao được? Đỗ Dần Sinh hoang mang, không biết phải đối đáp thế nào. Trước nay hắn chưa từng cảm thấy khoảng cách giữa Đỗ Cẩm Ninh và Đỗ gia lại xa vời đến thế, tựa như nàng đã tách mình ra khỏi dòng họ. Cứ quyết định như vậy. Đỗ Cẩm Ninh đứng dậy, ta còn có chút việc cần giải quyết, xin phép trở về viện trước. Các ngươi nên nghỉ ngơi sớm. Nàng bước được hai bước, lại dừng lại nói, 5 ngày nữa ta sẽ lên đường vào kinh. Nếu các ngươi cùng tổ trạch bàn bạc chưa xong, ta sẽ sắp xếp cho các ngươi ở một tiểu viện khách điếm, chi phí do ta gánh vác. Tòa nhà này lúc ban đầu được dựng lên cùng lương gia, vốn để cho người mua làm lâm viên triển lãm, thường xuyên sẽ có khách tới tham quan, giữa các ngươi ở lại không tiện, mong ông bác thứ lỗi. Nàng khẽ chắp tay, không đợi Đỗ Dần Sinh hay Đỗ Vân Cảnh mở lời, liền quay người đi khỏi. Việc không để họ ở lại trong tòa nhà này là để đề phòng Đỗ Vân Cảnh. Dù lòng tham của Đỗ Vân Cảnh và Trương Thị không kém gì Đỗ Thần Sinh hay Ngưu Thị, nhưng họ khéo léo hơn, biết giấu đi dục vọng, không làm nàng sinh lòng phản cảm. Một khi để họ ở lại đây, dễ sinh ra cảm giác mình là chủ nhân tòa nhà này, khi Đỗ Cẩm Ninh và Trần Thị vào kinh, chẳng phải ngôi nhà ấy sẽ không ai trông coi, họ ở lại cũng không bị coi là lãng phí. Một khi đã quen thuộc với tiện nghi, đuổi họ đi sẽ không dễ, e rằng lúc đó sẽ có những tranh chấp không hay. Đỗ Cẩm Ninh không muốn hao phí tinh lực vào những rắc rối của thân tộc, một chút cũng không có ý định ấy. Do vậy, tránh được phiền toái bao nhiêu thì tránh bấy nhiêu. Tuy nhiên, để ngăn ngừa việc lão thử làm thương tổn Bình Ngọc, đợi đến khi Đỗ Vân Cảnh cùng Trương Thị rời khỏi, khách viện chỉ còn lại Đỗ Dần Sinh và Đỗ Vân Sương, Diêu Thư Kỳ liền đến gặp và truyền lại lời của Đỗ Cẩm Ninh, nói, thiếu gia lo lắng lão thái gia và tứ gia hiểu lầm, nên đã phân phó ta đến đây giải thích. Chính thiếu gia không tiện tới, sợ mọi người nhìn thấy không tốt. Lại nói thêm, thiếu gia cũng nói, sau này khi làm quan, Đỗ gia tổ trạch cùng người nhị phòng, như nhị gia của nhị phòng, khó tránh việc họ lợi dụng danh nghĩa mà làm điều sai trái. Nay đoạn tuyệt quan hệ, bọn họ không còn nơi nương tựa, sẽ có chút e dè, không dám vi phạm pháp luật mà gặp kết cục xấu. Nghe xong lời Diêu Thư Kỳ, trong lòng Đỗ Dần Sinh từ cảm giác khó chịu vì Đỗ Cẩm Ninh từ bỏ tổ tiên, đã nhẹ nhõm phần nào. Là Đỗ gia trưởng tử, hắn luôn mong có kẻ rạng danh, dẫn dắt gia đình phồn thịnh. Nay Đỗ Cẩm Ninh thành đạt mà lại đoạn tuyệt, hắn không khỏi cho rằng nàng quá lạnh nhạt, vô tình. Nhưng sau lời giải thích của Diêu Thư Kỳ, hắn cảm thấy thông suốt phần nào, cũng hiểu được băn khoăn của Đỗ Cẩm Ninh. Và từ đó, hắn bắt đầu suy nghĩ sâu xa hơn. Dẫu chỉ là một đồng sinh và cả đời chỉ quanh quẩn ở nông thôn, nhưng nhờ kết giao với Hoàng Trường Minh và những người khác, hắn đã nghe không ít chuyện. Có người cả đời phấn đấu, vất vả thi đậu tiến sĩ, lên làm quan, nhưng không biết nghiêm quản trong nhà, để phụ huynh hành sự lỗ mãng, gây nên chuyện chiếm đoạt ruộng đất, ức hiếp kẻ yếu. Cuối cùng, bị ngự sử buộc tội, mất chức, bãi quan, hủy hoại cả sự nghiệp trong chớp mắt. Nghĩ tới tính tình Đỗ Vân Niên, hắn là kẻ dốt nát lại gan lớn, bài bạc, bán chất nữ, thậm chí tham gia những trò tiên nhân nhảy, không gì hắn không dám thử. Nếu mai sau Đỗ Cẩm Ninh làm quan, nhất là khi làm đại quan, chẳng phải Đỗ Vân Niên sẽ lấy danh Đỗ đại nhân bá phụ, đem tên nàng ra lợi dụng, lộng hành ngoài xã hội sao? Đỗ gia không chỉ có Đỗ Vân Niên, mà còn có Đỗ Cẩm Thọ và những kẻ trong Đỗ gia tổ trạch ở Phủ Thành. Những người ấy đều chẳng phải loại đức hạnh gì. Ai dám chắc họ không nhân danh Đỗ Cẩm Ninh mà làm điều bất chính? Những người ấy cùng nàng vốn không chút tình cảm, nếu gây liên lụy, nàng biết trách vào đâu? Lẽ nào Đỗ Cẩm Ninh phải chịu hy sinh công sức học hành khổ cực, bao nhiêu năm nhọc nhằn chỉ để rồi mất tất cả vì những kẻ ấy? Nếu như họ từng đối xử tốt với nàng, nuôi nấng, chở che, thì việc nàng chịu liên lụy còn có thể hiểu được. Nhưng Đỗ Cẩm Ninh chưa từng hưởng chút ơn nào từ họ, trái lại còn chịu đủ điều cay đắng, khổ sở. Đỗ Vân Niên thì không cần nói, còn những kẻ ở Đỗ gia tổ trạch, ai cũng từng khi dễ nàng. Nếu không nhờ Tề gia và sự che chở của Dương đại nhân, nàng đã sớm bị chèn ép đến cùng cực. Giờ đây, Đỗ Cẩm Ninh đạt được thành tựu, nhưng họ lại muốn dựa vào danh tiếng của nàng để hưởng phúc, sống sung túc. Rồi cuối cùng lại lấy danh nghĩa nàng mà gây chuyện, hại cả thanh danh của nàng, lẽ nào công bằng? Dựa vào đâu nàng phải chịu thiệt thòi vì họ? Khi phân gia, những người ấy đã chẳng màng tới nàng, còn ký giấy đoạn tuyệt. Nay nàng thành đạt, Đỗ gia lại mong nhận nàng về để hưởng lợi, trên đời này sao có chuyện dễ dàng đến vậy? Nghĩ đến đó, mặt Đỗ Dần Sinh nóng bừng, cảm thấy hổ thẹn đến nỗi chẳng dám ngẩng đầu nhìn Đỗ Cẩm Ninh. Thấy Diêu Thư Kỳ nói xong, Đỗ Dần Sinh không có phản ứng gì, mặt mũi lúc đỏ lúc trắng. Đỗ Vân Sương lo lắng phụ thân thật sự giận Đỗ Cẩm Ninh, liền thốt lên, cha, cha. Đỗ Dần Sinh hoàn hồn, vội nói với Diêu Thư Kỳ, Diêu quản gia, xin yên tâm, ta hiểu tâm ý của Ninh ca nhi, ta không trách hắn. Nói rồi, mặt ông lại đỏ bừng. Lúc nãy, ông thực sự đã trách cứ Đỗ Cẩm Ninh, đúng là không nên. Diêu Thư Kỳ thấy lời của mình có tác dụng, thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần lão thái gia không trách thiếu gia chúng ta thì tốt. Ông thở dài, ngài đâu biết, thiếu gia nhà ta từ một nghèo hai trắng, không có chỗ dựa, phải tránh xa phân gia mà vươn lên. Việc thi đỗ cử nhân, tưởng là thuận buồm xuôi gió, nhưng đã tốn bao công sức, gặp bao trở ngại, nào ai hiểu thấu. Ai nhìn thấy được gian khổ sau lưng người khác? Đỗ Dần Sinh kinh ngạc hỏi, lẽ nào hắn đã gặp phải chuyện không hay gì sao? Diêu Thư Kỳ chủ tâm nhận lấy chuyện này để xua tan hiểu lầm. Ông biết Đỗ Cẩm Ninh rất coi trọng Đỗ Dần Sinh, không muốn giữa họ nảy sinh khoảng cách. Làm quản gia, ông có trách nhiệm thay chủ gia giải quyết ưu phiền. Có những điều Đỗ Cẩm Ninh khó nói ra, để ông nói thì thuận lợi hơn nhiều. Ngay lập tức, ông kể lại những gian khó Đỗ Cẩm Ninh từng trải qua, từ việc bị Chu Duệ và Kỳ Tư Dục gây khó dễ, đến hiểm nguy trong kỳ thi hương. Đỗ Dần Sinh và Đỗ Vân Sương nghe mà kinh hãi, không khỏi thổn thức. Đứa trẻ này, thật sự quá đổi vất vả, ai? Đỗ Dần Sinh thở dài sâu sắc, chúng ta chẳng giúp được gì, lại còn mong hưởng lộc từ nó, nghĩ lại thật đáng hổ thẹn. Đỗ Dần Sinh đứng dậy, nghiêm nghị đối diện Diêu Thư Kỳ mà nói, Diêu quản gia, vì ngươi chuyển lời cho Cẩm Ninh, hắn không đến tổ trạch là lẽ phải, ta tuyệt không có ý trách cứ. Mặt khác, về sau ta sẽ nghiêm ước thúc người Đỗ gia, không để bọn họ gây phiền hà cho Cẩm Ninh. Đa tạ lão thái gia đã thấu hiểu. Diêu Thư Kỳ cung kính đáp. Chuyến đi này của Diêu Thư Kỳ chính là để Đỗ Dần Sinh thấu hiểu tấm lòng và quyết định của Đỗ Cẩm Ninh. Giờ mục đích đã đạt, hắn lập tức xin cáo từ. Ngươi hãy gọi Vân Cảnh tới đây. Đỗ Dần Sinh quay sang phân phó Đỗ Vân Sương. A Võ, người hầu vẫn đứng bên cạnh, nghe thấy vậy liền bước lên, nói nhanh, tứ gia xin nghỉ ngơi, để tiểu nhân đi thì hơn. Nói rồi, hắn lập tức bước ra ngoài. Chẳng bao lâu sau, Đỗ Vân Cảnh theo chân A Võ mà vào, cung kính chắp tay, bá phụ, ngài cho gọi ta. Từ khi Đỗ Cẩm Ninh thi đậu tú tài, tránh khỏi sự tranh chấp về gia sản, Đỗ Vân Cảnh đã trở nên kính cẩn với Đỗ Dần Sinh hơn bao giờ hết. Hắn và Trương Thị đều hiểu rằng sở dĩ Đỗ Cẩm Ninh còn trở về Đào Hoa Thôn và tặng lễ vào dịp lễ Tết, phần lớn là vì nể mặt Đỗ Dần Sinh. Muốn lấy lòng Đỗ Cẩm Ninh, hắn phải tỏ ra tôn kính Đỗ Dần Sinh. Vân Cảnh, ta gọi ngươi đến là để khuyên ngươi đừng khuyên bảo Cẩm Ninh nhận tổ quy tông nữa. Đỗ Dần Sinh mở lời. Đỗ Vân Cảnh ngạc nhiên, liền hỏi, vì cớ chi, thưa bá phủ? Đỗ Dần Sinh không trả lời ngay, chỉ nhìn thẳng vào mắt Đỗ Vân Cảnh, hỏi ngược lại, ngươi thử nói vì sao ngươi muốn Cẩm Ninh nhận tổ quy tông? Cẩm Ninh vốn là người Đỗ gia chúng ta, lẽ nào chỉ vì một mảnh giấy mà đoạn tuyệt hết thảy? Đỗ Vân Cảnh đáp, ánh mắt đầy nghi hoặc nhìn về phía Đỗ Dần Sinh, chẳng lẽ bá phụ thực lòng muốn đoạn tuyệt quan hệ với hắn sao? Sau một hồi trầm ngâm, Đỗ Dần Sinh chậm rãi nói, ngươi chẳng lẽ không nghĩ rằng, thiếu đi bọn họ một phòng người, chúng ta sẽ được hưởng thêm một phần tài sản sao? Đỗ Vân Cảnh nhìn vào mắt bá phụ, rồi lại nhìn sang Đỗ Vân Sương, tưởng rằng hai người này cùng chung suy tính với mình. Thấy A Võ đã rời đi mà Lục Tử không theo cùng, hắn liền cố thuyết phục, bá phụ, ngài nghĩ như vậy là chưa thấu đáo. Đúng là không có Ninh Ca Nhi, chúng ta có thể chia thêm tài sản, nhưng sau này khi hắn làm quan, chúng ta sẽ được hưởng lợi nhiều biết bao nhiêu. Nếu chúng ta có hắn làm chỗ dựa, làm ăn kinh doanh chẳng phải không cần lo lắng. Không cần ngài và tứ thúc phải bận tâm, chỉ cần đầu tư chút vốn, ta sẽ chia hoa hồng cho các người. Các vị tri phủ, huyện Thái Gia không cần nói tới, ngay cả bọn nha dịch, bộ đầu nhỏ nhất, ai dám không nể mặt chúng ta. Khi đó, ai dám đến gây chuyện. Nếu sinh ý làm tốt, tiền bạc thu về bao nhiêu cũng không hết. Chúng ta phải nhìn xa một chút, đừng chỉ chăm chăm vào lợi ích trước mắt. Cùng Ninh Ca Nhi kết dây bền chặt, không chỉ chúng ta, mà con cháu đời sau cũng sẽ được hưởng phúc phần ấy. Đỗ Dần Sinh tính vốn đôn hậu, ngày thường không quen nghĩ xấu cho ai. Dù biết Đỗ Vân Cảnh và Trương Thị khôn khéo, hắn vẫn luôn tin tưởng Đỗ Vân Cảnh là người có hiếu tâm, trong nhị phòng là người có nhân tính nhất. Nhưng khi nghe lời của Đỗ Vân Cảnh vừa rồi, hắn chợt hiểu rõ hơn những băn khoăn của Đỗ Cẩm Ninh. Ngay đến Đỗ Vân Cảnh còn muốn dựa vào danh tiếng của Đỗ Cẩm Ninh để mưu lợi, thì Đỗ Thần Sinh, Ngưu Thị và Đỗ Vân Niên sẽ hành động ra sao nữa? Chưa kể tới đám người ở tổ trạch kia. Nghĩ tới đó, Đỗ Dần Sinh lập tức tỉnh táo, quyết tâm khuyên nhủ Đỗ Vân Cảnh. Sau khi cùng Đỗ Dần Sinh nói rõ mọi chuyện, Đỗ Cẩm Ninh liền gác lại vấn đề đó và bắt đầu cùng Trần Thị sắp xếp hành lý, lo liệu việc lên kinh. Ban đầu nàng vẫn tưởng rằng thi hội sẽ diễn ra trong 2 năm tới, nên không hề có sự chuẩn bị cho việc lên kinh. May mắn trong nhà đã an bài ổn thỏa, chỉ cần phong kín cánh cổng nối liền lâm viên và ngôi nhà, lưu lại vài hộ viện giữ nhà là được. Tuy nhiên, sinh ý dưới tay Trang Việt và những công việc bên Tần lão lục cũng cần xử lý chu đáo. Thiếu gia, để ta cùng ngài thượng kinh. Hiện giờ Vương Lộ Sinh cũng đủ sức đảm đương đại sự, giao sinh ý nơi này cho hắn quản lý, ngài có thể yên lòng. Trang Việt lên tiếng đề xuất. Cũng được, Đỗ Cẩm Ninh gật đầu đồng ý. Các quán trà, vườn trà, thư phô đều có trưởng quầy đáng tin cậy, Vương Lộ Sinh tiếp nhận vị trí của Trang Việt cũng không có gì đáng ngại. Hắn là người do Diêu Thư Kỳ và Trang Việt cùng đào tạo, là huynh đệ kết bái của Lỗ Tiểu Bắc, làm người trung hậu, năng lực lại tốt, khiến Đỗ Cẩm Ninh hoàn toàn an tâm giao sự vụ cho hắn. Còn kinh thành, vì xa cách không dễ quản lý, Đỗ Cẩm Ninh không muốn để Lỗ Tiểu Bắc phân tâm để giúp quản lý sinh ý của nàng. Vì vậy, mấy năm qua nàng chỉ mở một số vườn trà và cửa hàng. Ở Giang Nam, lá trà có phẩm chất tuyệt hảo, cửa hàng thuê mướn không thiếu, tài nguyên đó không để lãng phí, nhưng tòa nhà thì khác. Thời này, bất động sản không tăng giá, nên nàng không vội mua nếu không ở đó. Trang Việt đi cùng nàng lên kinh sẽ giúp mở rộng sinh ý ở đó. Kinh thành là trung tâm chính trị và kinh tế cả nước, chỉ cần buôn bán tốt thì lợi lộc tất nhiên vượt xa một nơi thâm sơn cùng cốc như Quế Tỉnh. Vậy ta sẽ về thông báo với Vương Lộ Sinh và thu xếp đồ đạc để vào kinh. Trang Việt đứng dậy cáo từ. Khi Trang Việt vừa rời đi, Đỗ Cẩm Ninh liền viết một tờ giấy giao cho Diêu Thư Kỳ. Đợi khi chúng ta đã an định ở kinh thành, ngươi hãy mua một tòa nhà ngoại thành, để Tần lão lục cùng người nhà có thể dọn đến đó. Dạ. Diêu Thư Kỳ tiếp nhận tờ giấy, rồi đến tiểu trà phô của Tần lão lục truyền lời. Lo liệu xong việc này, Đỗ Cẩm Ninh lại cùng Lỗ Tiểu Bắc thương nghị về việc mua tòa nhà, bàn định xem nên mua ở đâu, diện tích bao lớn. Sau khi thương thảo xong, nàng liền phái người lên đường trước, đến kinh thành báo tin cho quản gia của Lỗ Tiểu Bắc để bắt đầu việc xem xét tòa nhà. Những việc này qua đi, thoáng chốc mấy ngày liền trôi qua. Còn chuyện của Đỗ Dần Sinh, Đỗ Vân Cảnh và việc tranh chấp với bên tổ trạch, từ lúc Diêu Thư Kỳ báo tin tới việc quan phủ can thiệp, cuối cùng cũng đi đến kết quả. Đỗ Dần Sinh, người vốn ôn hòa và nhã nhặn, ban đầu vẫn giữ thái độ bình thản. Ngay sau ngày hỷ yến, ông gửi thiệp đến tổ trạch Đỗ gia, đích thân đến bái phỏng và nhận thân. Nếu chỉ là chuyện nhận thân, bên đối diện Đỗ gia rất lấy làm vui mừng. Rốt cuộc, người trẻ tuổi cuối cùng Đỗ đạt cao nhất trong gia tộc họ là Đỗ Triết Ngạn, cha của họ, cũng đã ngoài 40 tuổi. Từ khi làm Hưng Ninh huyện chủ chăn mỏng loát, ông không còn cách nào bước chân vào con đường làm quan, cuộc đời cũng dần tắt hy vọng. Lúc này, việc kết giao với một nhân tài mới nổi, tiền đồ sáng lạ như Đỗ Cẩm Ninh khiến đối diện Đỗ gia mừng rỡ, sẵn lòng bỏ qua mọi hận thù trước đây để giao hảo. Nhưng khi biết rằng chỉ Đỗ Dần Sinh và Đỗ Vân Cảnh, chi thứ nhận tổ quy tông, và lại còn muốn phân chia tài sản, sắc mặt của họ lập tức biến đổi, không chút khách khí mà thoá mạ và đuổi bọn họ ra khỏi cửa. Đỗ Dần Sinh được Đỗ Cẩm Ninh dặn dò từ trước, liền lập tức nộp đơn kiện lên nha môn. Trên tay họ có đủ giấy tờ chứng minh thân phận. Dương Vân Đào, sau khi sai người tìm hiểu kỹ sự việc, lập tức phán quyết tổ trạch Đỗ gia phải chia một nửa tài sản cho chi Đỗ Dần Sinh. Các ngươi chi này vốn là đích trưởng tử, lẽ ra phải được chia phần lớn tài sản. Nhưng từ khi tài sản được truyền lại, bên họ kinh doanh thêm được nhiều lợi lộc. Nay, họ giữ lại một nửa để tính công sức kinh doanh bấy lâu. Nếu các ngươi không có ý kiến về cách phân chia này, bản quan sẽ giúp các ngươi hoàn tất việc phân chia. Dương Vân Đào vừa cười vừa nói với Đỗ Dần Sinh và Đỗ Vân Cảnh. Việc có thể giữ được một nửa tài sản, Đỗ Vân Cảnh cũng coi như thỏa mãn, nghe xong lời Dương Tri Phủ nói liền hỏi, thế nào là cách chia phân tế? Dương Vân Đào đáp, các ngươi chi này, ngươi bá phụ vốn là đích trưởng tử, lẽ ra phải được 7/10 tài sản. Phần còn lại, ngươi là nhị phòng đích trưởng tử, theo lẽ nên được 7/10 trong đó. Số 3 phần còn lại sẽ chia cho đệ đệ của ngươi, nhưng xét thấy hắn là người không đáng tin cậy, phần tài sản này sẽ giao phụ thân ngươi quản lý. Ngươi có ý kiến gì chăng? Nghe xong, Đỗ Vân Cảnh không biết nên đáp lại thế nào cho phải. Phụ thân hắn, Đỗ Thần Sinh, vẫn còn sống, nên nếu chia theo cách tam thất, Đỗ Thần Sinh cũng nên được 3 phần. Đợi khi ông không còn nữa, phần tài sản của ông mới được chia theo tam thất cho Đỗ Vân Niên và hắn. Nhưng nay, Dương Vân Đào lại quyết định bỏ qua một bên Đỗ Thần Sinh, chia tài sản cho hai huynh đệ hắn. Tuy rằng phần của Đỗ Vân Niên vẫn sẽ do Đỗ Thần Sinh tạm giữ, nhưng điều này cũng là do Đỗ Thần Sinh, so với Đỗ Vân Niên, đắc tội Đỗ Cẩm Ninh sâu hơn. Dương Tri Phủ rõ ràng đã dùng tiêu chuẩn Đỗ Cẩm Ninh yêu quý người xa cách người gần để định đoạt việc phân tài sản này. Đỗ Vân Cảnh muốn phản đối, nhưng hiểu rằng Dương Vân Đào, một vị tri phủ đường hoàng, ra mặt phân xử việc phân gia này hoàn toàn là nể mặt Đỗ Cẩm Ninh. Nếu làm hắn phật lòng, chi nhà họ khó lòng mà lấy được phần tài sản nào, chỉ e cả 7 phần trong 3 phần cuối cũng khó mà giữ. Không. Tiểu nhân không có ý kiến. Đỗ Vân Cảnh cúi đầu đáp. Dương Vân Đào gật đầu, bảo sư gia lập thành văn bản và chuyển về huyện Ly Thủy, rồi lui đường. Tổ trạch Đỗ gia từng nhiều lần chịu thiệt dưới tay Đỗ Cẩm Ninh, vốn đã sợ hãi, nay thấy tri phủ đích thân can thiệp và còn sai nha dịch đến chấp hành, cả nhà chỉ hận đến phát run nhưng không ai dám phản đối. Đỗ lão thái gia đành run rẩy mà lấy sổ sách ra, cùng hai con thảo luận hồi lâu rồi buộc lòng đem một nửa tài sản giao ra, những thứ này đều đã đăng ký tại nha môn, có muốn giấu cũng không thể. Bọn họ vốn định giữ lại ngôi nhà cũ cho chính mình ở, còn các tòa nhà khác sẽ cấp cho chi của Đỗ Dần Sinh. Nhưng Đỗ Dần Sinh thà rằng từ bỏ những sản nghiệp khác, chỉ mong được giữ lại ngôi nhà cũ này. Vì chi của ông là đích trưởng, nha môn tất nhiên thiên vị Đỗ Dần Sinh, cuối cùng sau nhiều phen qua lại thảo luận, Đỗ lão thái gia đành dẫn con cháu rời khỏi nơi ấy. Ông bác, hiện tại tòa nhà này liền là của ngài. Tổ phụ ta cùng gia đình chỉ được chia 3 phần, các ngươi có thể quy đổi 3 phần ấy thành ngân lượng, hoặc chuyển thành sản nghiệp tại Đào Hoa Thôn cho họ. Ngài dọn về Phủ Thành mà ở, tứ thúc dù tiếp nhận sản nghiệp cũng tốt, nếu muốn làm gì khác cũng không sao. Ta dù sao cũng có chút sinh ý và nhân mạch tại Phủ Thành, tìm cho tứ thúc một việc làm phù hợp không phải khó. Chuyển về Phủ Thành, đối với Phúc Ca Nhi lại càng có lợi, tư thục nơi đây bất luận điều kiện hay chất lượng giáo dục đều vượt xa quê nhà. Đỗ Cẩm Ninh khuyên Đỗ Dần Sinh. Nghe lời khuyên, Đỗ Dần Sinh quả thực có chút động tâm. Đỗ Cẩm Phúc từ lúc 6 tuổi đã theo ông học vỡ lòng, nay đã 3 năm dùi mài sách vở. Dù không bằng tư chất Đỗ Cẩm Ninh, nhưng đứa trẻ ấy cũng thông minh, nếu có cơ hội đến Phủ Thành học tập, hẳn sẽ có lợi cho tiền đồ của nó. Thấy Đỗ Dần Sinh lặng thinh, Đỗ Cẩm Ninh lại tiếp, lần này phân chia tài sản, ngài đã được đến 7 phần. Nếu vẫn cùng sống chung với tổ phụ và gia đình họ, e rằng lòng bất mãn sẽ khiến họ thường xuyên sinh sự. Khi đó, chỉ sợ rằng ngài sẽ không thể có được những ngày yên ổn. Hơn nữa, Đào Hoa Thôn cũng chẳng phải nguyên quán, ngài còn lưu luyến điều gì? Nếu chúng ta đã nhận tổ quy tông, vậy mộ phần của Tằng tổ phụ và Tằng tổ mẫu cũng nên dời về Phủ Thành, phải không? Chẳng lẽ mỗi năm ngài còn phải từ Đào Hoa Thôn tới đây mà tế tổ sao? Đỗ Dần Sinh nghe Đỗ Cẩm Ninh nói mà lòng đã động, nay lại nghe thêm lời cuối cùng, liền triệt để bị thuyết phục. Hảo, chúng ta sẽ dọn tới đây. Hắn gật đầu đáp. Đỗ Vân Sương thấy Đỗ Cẩm Ninh nhìn mình, vội vàng lên tiếng, ta trước kia chỉ biết đọc sách, ngoài ra việc dạy học hay quản lý gì cũng không hiểu. Hiện nay trong nhà có sản nghiệp, ta cũng phải học cách xử lý những công việc này. Việc khác thì không cần làm phiền, đa tạ Ninh ca nhi đã nghĩ đến ta. Đỗ Dần Sinh thấy Đỗ Cẩm Ninh lo lắng cho gia đình mình, lần này phân gia rõ ràng có sự can thiệp của Đỗ Cẩm Ninh, lòng ông đầy cảm động. Ông nói, Ninh ca nhi, nhờ có Dương đại nhân phân phó, quan lại nhỏ đều làm việc mau lẹ, sản nghiệp này nay đã thuộc về danh nghĩa của ta, sẽ không còn chi tiết gì rắc rối nữa. Ngươi cứ mau mau thượng kinh, chúng ta cũng không ở lâu thêm, dự tính sáng sớm ngày mai sẽ trở về. Đến lúc đó, ta sẽ để lại phòng ốc và đồng ruộng tại Đào Hoa Thôn cho tổ phụ ngươi cùng đại bá, rồi mang theo bà bác và người nhà lên Phủ Thành. Ngươi hãy yên lòng mà thượng kinh phó khảo, chờ khi ngươi thi đậu tiến sĩ, nếu có dịp về quê, hãy đến đây tìm chúng ta. Hạo. Đỗ Cẩm Ninh thấy Đỗ Dần Sinh đã an bài mọi việc ổn thỏa, trong lòng liền an tâm. Ngày hôm sau, Đỗ Dần Sinh mang theo các con và vợ chồng Đỗ Vân Cảnh trở về Ly Thủy huyện. 2 ngày sau, Quan Gia Trạch từ huyện lên đường, gặp lại Đỗ Cẩm Ninh, đoàn người đông đảo cùng nhau hướng kinh thành tiến bước. Nhờ có sự hướng dẫn của Quan Gia Trạch, Tề Mộ Viễn và những người quen thuộc đường đi như Lỗ Tiểu Bắc, cả đoàn, gồm mấy chục người, đi lại thuận lợi. Họ bắt đầu bằng một chặng đường bộ, sau đó chuyển sang đi thuyền dọc bờ biển để bớt khổ nhọc trên đường. Dù hành trình có dài hơn so với đi đường bộ, nhưng lại giúp tránh được những đoạn đường xóc nảy. Đi hơn 20 ngày, đoàn người cuối cùng cũng tới kinh thành. Khi vào thành, Đỗ Cẩm Ninh liền hướng Quan Gia Trạch và Tề Mộ Viễn mà cáo biệt, chúng ta sẽ tạm trú tại nhà Lỗ Tiểu Bắc, đợi tìm được tòa nhà thích hợp sẽ dọn vào. Nếu có biến động gì, sẽ thông báo ngay. Quan Gia Trạch vốn đã quen thuộc Lỗ Tiểu Bắc, biết rõ nhà hắn ở đâu. Tề Mộ Viễn cũng đã biết địa chỉ của Lỗ Tiểu Bắc. Tề Mộ Viễn nói, dù ta đã mấy năm chưa trở lại kinh thành, nhưng vẫn coi đây là quê nhà. Đợi ngày mai khi mọi sự ổn thỏa, ta cùng Quan Gia Trạch sẽ làm trọn bổn phận chủ nhà, bồi ngươi dạo chơi khắp kinh thành. Phải đấy, nhất định là vậy. Quan Gia Trạch phụ họa, ngày mai chúng ta sẽ phái người truyền tin đến ngươi. Hạo. Cả đoàn người liền chắp tay từ biệt. Từ khi lên bờ sau hành trình biển, đoàn còn phải đi thêm vài ngày đường bộ nữa. Lúc này cuối thu mát mẻ, cảnh sắc hữu tình, Quan Gia Trạch không muốn ngồi trong xe mà đề nghị cưỡi ngựa, Đỗ Cẩm Ninh liền theo chân mọi người cưỡi ngựa vào thành. Khi nàng quay ngựa đi theo hướng nhà Lỗ Tiểu Bắc, bỗng nghe phía trước tiếng la thất thanh, cẩn thận. Nàng ngẩng đầu nhìn, thấy một chiếc xe ngựa phi loạn hướng về phía mình, sau xe có mấy nam nhân hối hả đuổi theo. Con ngựa kéo xe rõ ràng đã hoảng loạn, chạy như điên, chiếc xe bị kéo nghiêng ngã. Sa Phu ngồi trên càng xe không rõ là đã chết hay ngất đi, nằm bất động. Mau tránh ra. Đỗ Cẩm Ninh vội kêu lên, điều khiển ngựa tránh sang một bên. Thiếu gia, có cần thít dây cương lại không? Hộ viện Trương Thông phía sau lên tiếng hỏi. Con ngựa dù đang hoảng loạn, nhưng chỉ cần đến gần được và người đánh xe khéo léo thít chặt dây cương, chắc chắn nó sẽ dừng lại. Trương Thông với công phu vững vàng, tự tin có thể làm được. Không cần, Đỗ Cẩm Ninh cất giọng nói. Nơi này chính là kinh thành, ai mà biết trong xe ngựa kia ngồi là nhân vật nào, vì sao Sa Phu lại tử vong hay bất tỉnh, và tại sao con ngựa lại điên cuồng. Kinh thành mới vừa trải qua một hồi chính biến, hiện giờ vẫn còn đầy rẫy nguy cơ. Nàng nếu mạo hiểm tiến lên để làm việc nghĩa, khống chế con ngựa, không chừng sẽ gây rắc rối đến việc lớn của người khác, đến nỗi nàng, một cử nhân nhỏ bé, có thể không rõ ràng chết như thế nào. Thành thật mà làm người qua đường giáp vẫn là an toàn hơn. Còn về việc xe ngựa điên cuồng có thể thương hại đến người vô tội, đó là trách nhiệm của chủ nhân xe ngựa hoặc kẻ đã khiến con ngựa phát điên, dù bị người ta trách móc là máu lạnh hay bạc bẽo, nàng cũng không ôm loại trách nhiệm ấy vào mình. Nàng có ý tránh đi, nhưng con ngựa kia như thể cố ý nhằm vào nàng, lao thẳng tới. Trương Thông thấy thế, không đợi lời nào, liền nhảy lên xe ngựa, dùng sức giật mạnh dây cương. Con ngựa hí lên thê thiết vài tiếng, trước chân nhấc cao, rồi rơi xuống và chạy thêm vài bước theo quán tính, cuối cùng khó khăn lắm mới dừng lại ngay trước mặt Đỗ Cẩm Ninh. Mấy nam nhân truy đuổi phía sau vội vã đến nơi, nhanh chóng nhảy xuống ngựa, gấp giọng hỏi, "Công cô nương, ngài có khỏe không?" Trong xe ngựa ban đầu không có động tĩnh, mãi khi người ngoài gần như không kiềm chế nổi muốn đưa tay xốc màn xe thì từ trong xe mới vươn ra một bàn tay, chậm chậm kéo màn xe, để lộ một gương mặt minh diễm. Xe ngựa dừng ngay trước mặt Đỗ Cẩm Ninh, nàng muốn tránh cũng không thể, đành trơ mắt đối diện với nữ tử trong xe. Đỗ Cẩm Ninh nhớ lời Quan Gia Trạch và Lỗ Tiểu Bắc từng kể rằng nữ tử kinh thành ít chịu gò bó, ngày thường cưỡi ngựa dạo phố là chuyện thường, chẳng phải việc xuất đầu lộ diện gì to tát. Giờ đây nữ tử này từ trong xe lộ mặt ra, không phải qua cửa sổ vươn đầu ra ngoài đối diện với nàng, căn bản không cần thiết phải né tránh. Nhưng để tránh rắc rối, nàng cúi mắt xuống, thu ánh mắt tránh đi. "Ngươi là người đọc sách?" Giọng nói trong trẻo của nữ tử từ trong xe vang lên. Đỗ Cẩm Ninh đang cúi đầu suy nghĩ không biết nàng hỏi ai, thì nam nhân bên cạnh khẽ đẩy nàng một chút, "Cô nương nhà ta hỏi ngươi đó." Đỗ Cẩm Ninh nhíu mày, ngẩng đầu lên, nghi hoặc nhìn nữ tử trong xe. Đôi mắt phượng và sống mũi thanh tú, nàng ấy là một mỹ nhân minh diễm khoảng 14, 15 tuổi. Thấy Đỗ Cẩm Ninh không trả lời ngay, nữ tử kia khẽ nhếch môi, có chút không vui mà hỏi lại, "Ngươi là người đọc sách?" Đỗ Cẩm Ninh càng nhíu mày sâu hơn, hỏi cái này để làm gì? Bên cạnh nam nhân thấy thế, bất mãn quát Đỗ Cẩm Ninh, "Uy, hỏi ngươi thì ngươi thành thật trả lời là được rồi. Ngươi có biết cô nương nhà ta là ai không đấy?" Đỗ Cẩm Ninh nhíu mày, lạnh lùng đáp, "Con ngựa của ngươi phát cuồng, là hộ viện của ta đã ra tay khống chế, cứu mạng các ngươi. Nếu ngươi hỏi ta danh tính để báo đáp, ta đây nói thẳng, không cần, ta không muốn ngươi báo đáp. Còn nữa, chúng ta chỉ là người qua đường, ngươi không phải sai dịch của nha môn điều tra hộ tịch, ta cũng không có nghĩa vụ phải trả lời ngươi. Vậy nên, đừng nhiều lời." Nói xong, Đỗ Cẩm Ninh chắp tay, khẽ giật dây cương chuẩn bị dẫn ngựa vòng qua xe ngựa để rời đi. Bốn hộ viện Đỗ gia từ lâu đã lo sợ Đỗ Cẩm Ninh gặp nguy, liền bước lên bảo vệ phía sau nàng. Lúc này, thấy nàng vừa cất bước, họ cũng theo sát phía sau, còn Trương Thông đã âm thầm nhìn nữ tử trong xe, rồi nhanh chóng theo sát Đỗ Cẩm Ninh rời đi. Nam nhân định tiến lên ngăn cản, nhưng nữ tử trong xe nhẹ giọng nói, "Vương Uy, thả cho hắn đi." Vương Uy đành phải đứng lại, nhìn Đỗ Cẩm Ninh cùng đoàn người rời đi. Đỗ Cẩm Ninh một lần nữa lên ngựa, dẫn Trương Thông và nhóm hộ viện tiến bước về phía trước. Vì đã từ biệt Tề Mộ Viễn và Quan Gia Trạch, nàng đi ở phía sau đoàn xe, cũng không cần phải lo lắng không theo kịp. Nàng giữ tốc độ vừa phải, không nhanh không chậm, cách đoàn xe phía trước khoảng 2-30 thước. "Thiếu gia, sao chúng ta không đuổi theo họ?" Trương Thông thắc mắc, giọng có chút ngạc nhiên. "Trước cứ nhìn xem đã," Đỗ Cẩm Ninh bình tĩnh đáp. Trương Thông im lặng, theo sau nàng mà đi. Đi một đoạn, Trương Thông lại ghé sát Đỗ Cẩm Ninh, thấp giọng báo, "Thiếu gia, có người đang bám theo chúng ta." Trong giọng nói ẩn chứa vẻ ngưỡng mộ. Đỗ Cẩm Ninh khẽ cau mày, dừng ngựa quay đầu nhìn lại. Hai nam nhân phía sau cũng ngừng lại. Một người mặt đầy râu quai nón, ghé vào tai đồng bạn thì thầm, "Đại ca, hắn phát hiện chúng ta rồi." Vương Uy cười nhạt, "Phát hiện thì đã sao? Đường này chẳng lẽ là của nhà hắn mà hắn đi được còn ta thì không?" Người râu quai nón tên là Hồ Hoa, cất giọng hoài nghi, "Đại ca, ngươi nói xem, cô nương bảo chúng ta đi theo hắn làm gì? Vừa rồi hắn đâu có đắc tội cô nương. Hay là cô nương thật muốn báo đáp hắn, nên muốn chúng ta tìm hiểu chỗ ở của hắn?" "Ngươi hỏi lắm thế làm gì?" Vương Uy lườm Hồ Hoa một cái, "Cô nương bảo làm thì làm, từ bao giờ đến lượt ngươi quyết định?" "Hắc hắc, ta chẳng qua là buồn bực, muốn hỏi đại ca thôi mà," Hồ Hoa cười nịnh. Trong khi đó, Trương Thông ở phía trước hỏi Đỗ Cẩm Ninh, "Thiếu gia, có cần ta tới gặp bọn họ một phen không?" Đỗ Cẩm Ninh hơi ngẫm nghĩ, rồi gật đầu, "Được, đi hỏi đi. Không cần quá khách khí, cứu người mà còn sinh chuyện, thật là phiền toái." Trương Thông đi chốc lát rồi quay lại, báo cáo, "Hắn nói không bám theo chúng ta, chỉ là trùng hợp cùng hướng đi." Đỗ Cẩm Ninh cười nhạt, phân phó Tôn Khôn, "Ngươi đến ngã rẽ phía trước, chọn đường khác mà đi. Nếu bọn họ không theo, ngươi tới tòa nhà của Tam Cô Gia báo tin, trấn an thái thái. Nếu họ theo ngươi, ngươi cứ dẫn họ vòng quanh kinh thành." Nàng quay lại nói với Trương Thông, chúng ta chia hai đường, xem bọn họ theo ai. Ai bị theo thì cứ dạo quanh kinh thành, người còn lại về báo tin. Rõ, Tôn Khôn và Trương Thông đồng thanh đáp. Khi đến ngã rẽ, Tôn Khôn lập tức chọn một lối khác, còn Đỗ Cẩm Ninh đi tiếp con đường chính. Sau chút do dự, hai kẻ theo đuôi cũng tách ra, mỗi người theo một hướng. Đỗ Cẩm Ninh không quan tâm, đến ngã rẽ tiếp theo, Trương Thông tự nhiên chọn lối khác mà đi. Người kia nhìn nàng, rồi quyết định bám theo. Đi thôi, thiếu gia dẫn các ngươi dạo quanh kinh thành, Đỗ Cẩm Ninh khẽ cười nói với hai hộ viện còn lại. Ba người cưỡi ngựa chậm rãi dạo qua phố phường kinh thành, thưởng lãm phong cảnh. Vương Uy theo sau, nhìn mà tức đến suýt hộc máu. Không ai ngờ nàng lại làm khó hắn đến vậy. Là một người từng làm bút khách trên Internet và có lòng đam mê sâu sắc với văn hóa truyền thống, Đỗ Cẩm Ninh đối với phong thổ cổ đại càng thêm phần hứng thú. Nàng thỏa thích đi dạo một vòng quanh kinh thành, ngắm nhìn đủ loại cảnh sắc, phong thái. Mắt thấy đã qua nửa canh giờ, nàng bỗng nhớ đến Trần Thị và Lỗ Tiểu Bắc có lẽ đã mong chờ mình, liền quyết định dẹp đường hồi phủ. Nhìn hai hộ viện theo sát phía sau, Đỗ Cẩm Ninh khẽ gọi thân hình cao lớn, thân thủ giỏi giang La Đại Khánh, Quốc Khánh, ngươi nhìn thấy ngã rẽ trước mặt kia chứ? La Đại Khánh nhìn theo chỉ dẫn, gật đầu đáp, thấy được rồi, thiếu gia. Chút nữa khi chúng ta đến đó, ta cùng Chu Hưng sẽ giục ngựa đi nhanh hơn, còn ngươi hãy dừng lại chờ. Đợi tên theo dõi kia đến nơi, ngươi phải ra ngăn lại, cố gắng quấn lấy hắn nhưng cẩn thận, đừng để bản thân bị thương. Những hộ viện này đều do Diêu Thư Kỳ, Trang Việt hoặc Tần Lão Lục kỹ lưỡng tuyển chọn. Họ không chỉ giỏi võ công, đáng tin cậy mà còn có đầu óc nhanh nhạy, thông minh, tránh xa loại ngốc nghếch, không biết suy xét. La Đại Khánh, dù nhìn vẻ ngoài thô kệch như cột sắt, thực chất lại là người cơ mẫn, nhạy bén. Hắn vội đáp, thiếu gia yên tâm, ta hiểu ý ngài. Còn nữa, Đỗ Cẩm Ninh tiếp tục, kinh thành nơi này khắp nơi đều là hoàng thân quốc thích và quan lại. Tên kia nói chuyện kiêu ngạo, chắc rằng chủ tử hắn cũng có chút bối cảnh. Chúng ta vừa mới đến, nên cẩn thận là hơn. Nếu hắn động thủ, ngươi có thể đáp trả, nhưng chớ làm hắn bị thương quá nặng, chỉ cần giữ chặt hắn, đừng để hắn rời đi. La Đại Khánh gật đầu, chắp tay thưa, thiếu gia cứ an tâm, tiểu nhân đã rõ. Đỗ Cẩm Ninh trầm ngâm một lát, rồi nói thêm, nếu ngươi có thể không chỉ ngăn hắn lại, mà còn tìm hiểu được chủ nhân của hắn là ai, ta sẽ trọng thưởng. Nhưng nhớ kỹ, đừng gây chuyện, giữ an toàn cho bản thân là trước hết. La Đại Khánh không người, giọng đầy hào hứng, đa tạ thiếu gia quan tâm, tiểu nhân sẽ tùy cơ ứng biến. Đỗ Cẩm Ninh hài lòng gật đầu. Nàng liếc nhìn Vương Uy, kẻ vẫn duy trì khoảng cách 3-40 bước và giả vờ mua sắm bên đường, rồi quay lại ra hiệu cho mọi người tiếp tục. Nàng thúc nhẹ ngựa, giữ tư thái nhàn nhã, vừa đi vừa ngắm nhìn, dần tiến gần đến ngã rẽ. Ban đầu, Vương Uy luôn cảnh giác khi gặp ngã rẽ, sợ rằng Đỗ Cẩm Ninh sẽ bất ngờ rẽ lối để bỏ xa hắn. Nhưng sau vài lần như vậy, hắn phát hiện mình vẫn duy trì được khoảng cách, dù Đỗ Cẩm Ninh có quẹo vào đâu, hắn chỉ cần chậm rãi vòng qua, vẫn có thể nhìn thấy nàng ngay. Dần dà, hắn buông lỏng cảnh giác, tự tin theo dõi mà không nghĩ đến sự bất ngờ phía trước. Thấy Đỗ Cẩm Ninh cùng bọn hộ vệ thông thả dạo bước, thần sắc ung dung rẽ vào ngõ, Vương Uy chỉ hơi đẩy nhanh bước chân, trong lòng không mảy may cảnh giác. Khi hắn vừa quẹo vào góc ngõ, một hán tử mặt đen bất ngờ nắm dây cương bước ra, chắn trước mặt. Kẻ này chính là La Đại Khánh, hộ vệ thường xuyên kề bên thiếu niên tuấn mỹ kia. Vương Uy lập tức cảm giác không ổn, vội vàng ngước mắt nhìn, nhưng bóng dáng Đỗ Cẩm Ninh đã biến mất từ lúc nào. Không muốn phí thời gian với La Đại Khánh, Vương Uy định xoay người lên ngựa đuổi theo. Thế nhưng chân trái vừa nhấc lên chưa kịp ổn định, La Đại Khánh đã nhanh tay túm lấy cánh tay hắn, kéo mạnh khiến hắn ngã xuống đất. Ngươi làm gì vậy? Vương Uy tức giận hét lớn. La Đại Khánh nhếch môi cười lạnh, làm gì ư? Ta còn muốn hỏi ngươi, ngươi theo chúng ta lâu như vậy là có ý gì? Ai theo ngươi? Ta đi con đường của ta, sao biết được lại trùng hướng với các ngươi? Lẽ nào con đường này là nhà ngươi, chỉ cho các ngươi đi, không cho ta qua sao? Vương Uy biện minh, giọng lúng túng. La Đại Khánh cười nhạt, giọng điệu khinh thường, đừng giả vờ nữa. Chúng ta vừa rồi vòng một vòng lớn từ đông sang tây, rồi lại bắc qua nam, ngươi dám bảo ngươi cũng chỉ ngẫu nhiên loanh quanh. Không thấy Đỗ Cẩm Ninh đâu, lòng Vương Uy thêm phần sốt ruột, không còn kiên nhẫn để đôi co với La Đại Khánh. Hắn cố gắng đẩy mạnh La Đại Khánh để rút tay về, nhưng sức lực ấy chỉ như gãi ngứa, còn La Đại Khánh vẫn đứng đó vững vàng như một cột đồng sừng sững. Vương Uy trong lòng âm thầm kinh hãi, không dám giấy động võ lực với La Đại Khánh, phần vì không rõ ý tứ chủ tử nhà mình, không biết chủ nhân rốt cuộc có điều gì để ý đến thiếu niên tuấn tú kia. Nếu quả thật là như vậy, mà sau này hai bên lại có giao thoa, thân phận hộ vệ nhỏ nhoi như hắn chắc chắn sẽ khó có ngày yên ổn. Đó cũng chính là lý do khiến hắn suốt dọc đường theo sát, nhưng không dám dùng biện pháp cứng rắn để ngăn chặn Đỗ Cẩm Ninh. Võ nghệ kém, lại không muốn chuốc họa vào thân, hắn đành nở nụ cười gượng gạo, nói, vị đại ca này, ta thật có việc cần làm, chỉ là tình cờ đi cùng đường với các ngươi mà thôi. Vậy thế này đi, lát nữa ta sẽ rẽ sang hướng khác, được chứ? Ta sẽ không đi cùng đường nữa. La Đại Khánh thấy hắn dễ nói chuyện, liền nắm lấy cơ hội, chỉ về phía sau Vương Uy và nói, trừ phi ngươi quay đầu trở về, ta mới tin ngươi. Nói rồi, không để Vương Uy phản ứng, hắn liếc mắt nhìn thẳng Vương Uy và nói thêm, đường xá kinh thành ngay ngắn, bốn phương thông suốt. Dù ngươi quay đầu trở lại, chỉ cần đi một đoạn rồi vòng lại cũng chẳng ngăn ngươi làm việc của mình. Ngươi đừng nói với ta là không được. Nói đến đây, Vương Uy cũng biết rằng, dù hiện tại hắn có tránh khỏi La Đại Khánh, cũng khó lòng đuổi kịp thiếu niên tuấn tú kia. Đành phải nhẫn nhịn đáp, vậy thì được, ta sẽ quay lại. Nói rồi, hắn đổi đầu ngựa, lên ngựa mà quay trở về. La Đại Khánh cũng nhảy lên ngựa, chậm rãi theo sau Vương Uy, không rời nửa bước. Vương Uy là người bản địa, thuộc lòng đường xá kinh thành như lòng bàn tay. Ban đầu, hắn tính nhờ lợi thế địa hình quen thuộc, nhanh chóng vòng qua đường tắt để chặn trước Đỗ Cẩm Ninh. Nhưng thấy La Đại Khánh kiên quyết theo sát, hắn hiểu rõ rằng nhiệm vụ hôm nay không thể hoàn thành được. Dù có tìm thấy Đỗ Cẩm Ninh, chỉ cần La Đại Khánh một lần nữa ra tay ngăn cản, kéo dài thời gian, Đỗ Cẩm Ninh vẫn có thể thản nhiên rời đi trước mắt hắn. Hắn đành ủ rũ cụp đuôi, chậm rãi xoay ngựa, chuẩn bị dẹp đường hồi phủ. La Đại Khánh vẫn kiên trì, không nhanh không chậm, bám sát phía sau như cái bóng. Tình thế giữa hai người nay đã đảo ngược. La Đại Khánh vốn nghĩ rằng, khi bị theo dõi như vậy, Vương Uy sẽ nổi giận đùng đùng, không chừng còn kháng nghị kịch liệt hay thậm chí động thủ một trận. Nào ngờ, Vương Uy trên đường đi tới, dù biết rõ La Đại Khánh vẫn lặng lẽ bám theo, cũng không hề có phản ứng gì đặc biệt, chỉ lặng lẽ giục ngựa đi tiếp. Đến khi tới trước một cửa lớn, hắn dừng lại, xuống ngựa, thong thả bước vào. La Đại Khánh nhìn từ xa, giữ khoảng cách mà dừng lại, không tiến thêm bước nào. Vương Uy quay đầu lại, mắt lóe lên một tia thị uy, nhìn La Đại Khánh thoáng qua rồi cất giọng ị oai ê một tiếng, sau đó kéo ngựa vào cửa. La Đại Khánh nhìn cánh cửa kia, không nhận ra dòng chữ nào khắc bên cạnh. Hắn nhẹ nhàng cho ngựa xoay lại, từ từ vòng quanh bức tường bao rộng lớn. Sau một vòng đi dạo, cuối cùng hắn đã dừng lại trước một con đường rộng mở, nơi có cánh cổng cao lớn sơn đỏ thẫm. Trên cổng lớn hiện rõ hai chữ to vàng rực, Vệ Quốc Công Phủ. La Đại Khánh cảm thấy mỹ mãn, giục ngựa rời khỏi Vệ Quốc Công Phủ, men theo những lời hỏi thăm trên đường, cuối cùng sau nửa ngày tìm kiếm cũng đến được phủ đệ của Lỗ Tiểu Bắc. Vệ Quốc Công Phủ. Nghe La Đại Khánh bẩm báo, Đỗ Cẩm Ninh lập tức cau mày. Như thế nào, có điều gì không ổn sao? Diêu Thư Kỳ dò hỏi. Đỗ Cẩm Ninh gặp chuyện trên đường, vừa trở về đã tỉ mỉ thuật lại với Trần Thị và Diêu Thư Kỳ, để đề phòng nếu tương lai gặp phải Vương Uy cùng chủ tử của hắn, Trần Thị và Diêu Thư Kỳ có thể hiểu rõ tình hình mà ứng phó. Do vậy, Diêu Thư Kỳ mới tỏ ra lo lắng. Trong mắt hắn, nếu vị cô nương kia là tiểu thư Vệ Quốc Công Phủ, tính tình kiêu ngạo cũng là lẽ thường. Dù sao, quốc công là huân quý địa vị tôn quý nhất triều. Đỗ Cẩm Ninh nhìn thẳng hắn, vẻ mặt nghiêm nghị, nếu ta không lầm, vị cô nương kia rất có thể là Lỗ quốc trưởng công chúa. Cái gì? Diêu Thư Kỳ kinh ngạc thốt lên, không thể nào. Đỗ Cẩm Ninh chỉ liếc hắn một cái, không đáp. Diêu Thư Kỳ hiểu rõ, thiếu gia nhà mình xưa nay nói năng cẩn trọng, nếu không nắm chắc, nàng sẽ không khẳng định như vậy. Hắn vừa rồi chỉ là chưa dám tin tưởng vào tai mình. Nhưng, chẳng phải đó là Vệ Quốc Công Phủ sao? Nếu hộ vệ kia đúng là hộ vệ của công chúa, vì cớ gì không trở về trong cung hay công chúa phủ, mà lại đi đến Vệ Quốc Công Phủ? Diêu Thư Kỳ hỏi. Đỗ Cẩm Ninh chậm rãi rót trà vào chén, nhấp một ngụm, không nhìn hắn mà nhàn nhạt hỏi, ngươi thử nghĩ xem. biểu cảm của Diêu Thư Kỳ trở nên cứng lại. Hắn chợt hiểu ra. Đỗ Cẩm Ninh, trước khi lên kinh tham dự kỳ ân khoa, đã cẩn thận cùng Tề Mộ Viễn và Quan Gia Trạch nghiên cứu và viết ra một biểu đồ mối quan hệ giữa các thế lực lớn trong kinh thành. Trần Thị là Đỗ gia thái thái, Hứa Thành Nguyên là gia chủ Hứa gia, Lỗ Tiểu Bắc phát triển sinh ý ngày càng lớn, Đỗ Phương Huệ kết duyên cùng Phương Thiếu Hoa, thêm vào đó là Diêu Thư Kỳ, Trang Việt, Tần Lão Lục đều là những phụ tá đắc lực của Đỗ Cẩm Ninh. Bất kỳ điều gì liên quan đến triều chính đều cần được lưu ý và đặt ra trong biểu đồ mối quan hệ dày đặc kia. Mà trong đó, 6 phần nội dung là về các gia tộc huân quý. Đại Tống lập quốc đã lâu, huân quý nơi đây trải qua nhiều thế hệ phát triển lớn mạnh, rễ cắm sâu xa, trở thành một thế lực hùng hậu khiến các đời hoàng đế không khỏi kiêng dè. Nhiều học sinh nghèo như Đỗ Cẩm Ninh sau khi thi đỗ tiến sĩ, thường bị các gia tộc huân quý hấp thu vào vòng xoay của họ qua những cuộc hôn nhân liên kết, quan hệ thầy trò hoặc ban ân huệ, trở thành một phần của tầng lớp quyền lực bên ngoài. Tình thế tranh chấp giữa các gia tộc lớn nhỏ ở Ly Thủy huyện thực ra chỉ là một hình ảnh thu nhỏ của cục diện triều đình phức tạp. Ngoại trừ vương gia, trong các bậc huân quý như công, hầu, bá, tử, nam, địa vị cao nhất không gì sánh bằng các công phủ, mà đứng đầu 7 công phủ ấy chính là Vệ Quốc Công Phủ. Nguyên do không gì khác, vì mẫu thân của Tiên Hoàng là Thái Hậu đương triều, xuất thân từ Vệ Quốc Công Phủ. Nói cách khác, Vệ Quốc Công Phủ chính là gia tộc ngoại thích của Tân Hoàng. Vệ Quốc Công đời này mang họ Trịnh, năm nay hơn 60 tuổi, là phụ thân thân sinh của Thái Hậu. Thái Hậu ngoài Tân Hoàng Triệu Ngộ vừa mới lên ngôi, còn có một ái nữ là Triệu Minh Nguyệt. Hiện nay, Triệu Minh Nguyệt 14 tuổi, trước đây được phong là An Ninh Công Chúa. Sau khi Tân Hoàng đăng cơ, nàng được ban cho thực ấp tại Sơn Đông và phong hào đổi thành Lỗ Quốc Trưởng Công Chúa. Vệ Quốc Công Phủ là nơi trưởng công chúa xuất thân, Vương Uy là hộ vệ của trưởng công chúa, vì tránh bại lộ thân phận công chúa nên đã vào Vệ Quốc Công Phủ để tạm nghỉ chân, đồng thời cắt đuôi La Đại Khánh. Điều này hoàn toàn hợp lý. Diêu Thư Kỳ sau khi suy xét kỹ lưỡng, nhanh chóng bày tỏ phỏng đoán của mình. Thấy vẻ mặt Đỗ Cẩm Ninh khẽ giãn ra, hắn mới cảm thấy nhẹ nhõm. Tuy rằng tuổi của Đỗ Cẩm Ninh còn trẻ, giọng nói ngày thường nhỏ nhẹ, tự hồ không có gì uy nghiêm, lại luôn hòa nhã với mọi người, nhưng Diêu Thư Kỳ biết rõ thủ đoạn của nàng nên trong lòng vừa kính nể vừa sợ hãi, không dám tỏ ra sơ suất. Thấy Diêu Thư Kỳ có thể suy luận tường tận, Đỗ Cẩm Ninh không nói gì thêm, chỉ nhìn về phía La Đại Khánh và hỏi, ngươi cứ thế mà quay về thẳng tắp, không dừng lại để quan sát xem có ai theo dõi ngươi chăng? La Đại Khánh, vốn đang mong đợi phần thưởng hậu hĩnh, nghe vậy liền bối rối, ngẩng đầu lên ngơ ngác nói, không thể nào. Làm sao lại không thể? Ngươi thử nghĩ, hắn tử kia đã là hộ vệ của công chúa, nếu công chúa hạ lệnh phải biết rõ thân phận ta, hắn sao dám thất bại trong việc này mà trở về diện kiến? Nếu không theo dõi ta được nữa, hắn chắc chắn sẽ quay về Vệ Quốc Công Phủ, gọi một hộ vệ khác tiếp tục theo dõi ngươi. Còn ngươi, lòng vui mừng vì nghĩ đã biết thân phận hắn, trở về không phòng bị, lại chẳng có ấn tượng gì với hộ vệ mới. Vậy chẳng phải là mắc mưu sao? Hiện giờ, hắn tự ấy có lẽ đang tự mãn vì cho rằng hắn đã hiểu rõ ta, trong khi ta lại tin rằng cô nương kia chỉ là Thiên Kim Trịnh gia mà thôi. La Đại Khánh ngây người đứng đó, môi mấp máy một hồi, nhưng mãi chẳng thốt nên lời. Đỗ Cẩm Ninh hiểu rằng La Đại Khánh cùng các hộ viện khác làm việc cho nàng chưa lâu, ý thức cảnh giác còn chưa cao, kinh nghiệm lại thiếu thốn, nên lời nàng vừa nói mang nhiều ý cảnh tỉnh. Lúc đầu ta đã dặn ngươi chặn đường hắn và cố tìm hiểu nơi đối phương trú ngụ. Ngươi đã ngăn hắn lại và giúp ta nhận biết thân phận vị cô nương kia, phần thưởng 10 lượng bạc vẫn sẽ thuộc về ngươi. Nhưng vì cuối cùng sơ suất, phạm phải sai lầm lớn, ta phạt ngươi sao lại quan hệ biểu 2 lần, ngươi có chịu phục không? La Đại Khánh nghe nói phải sao lại quan hệ biểu, lập tức mặt mày như đưa đám. Hắn bối rối thưa, thiếu gia, có thể nào không phải sao chép không? Ta tình nguyện ngài phạt ta 20 côn cũng được. Ta đánh ngươi 20 côn làm gì? Da ngươi dày thịt ngươi béo, ta e rằng còn làm hư gậy gộc của tỷ phu ta nữa kìa. Đỗ Cẩm Ninh dứt khoát bác bỏ đề nghị của hắn, không chút nương tay. Diêu Thư Kỳ ngồi một bên cố nén cười. Đỗ Cẩm Ninh yêu cầu mọi nô bộc trong nhà, kể cả hộ viện, đều phải biết chữ. Những ai đã qua tuyển chọn đều được dạy chữ, còn được cấp tiền tiêu vặt để khuyến khích học hành. La Đại Khánh và các hộ viện khác được học chữ từ Trương Thông, người phụ trách giảng dạy. La Đại Khánh vốn là một nông dân thô kệch, vì ăn khỏe mà trong nhà không đủ ruộng để cung cấp, lương thực thu hoạch sau khi nộp thuế chỉ còn đủ duy trì cuộc sống chật vật. Do hắn cao lớn vạm vỡ, lại học được vài chiêu công phu từ chùa làng, Trang Việt thấy vậy liền thuê hắn làm hộ viện cho Đỗ gia. Với một người chất phác như La Đại Khánh, làm việc tay chân không thành vấn đề, chịu đòn roi cũng chẳng mảy may sợ, nhưng bảo hắn đọc sách, viết chữ, chép lại văn bản thì quả là bắt hắn đến đường cùng. Đỗ Cẩm Ninh từ xưa đến nay không dùng hình phạt thể xác với gia nhân, mà đánh vào đúng điểm yếu, ai sợ điều gì, phạt điều đó. Như La Đại Khánh sợ viết chữ thì bị phạt viết chữ, ai quý tiền thì bị cắt tiền tiêu vặt. Cách trừng phạt này đánh trúng chỗ đau nhất, hiệu quả khó lòng chê trách. La Đại Khánh, người trung thực và nghe lời, từ trước đến nay luôn làm theo lời Đỗ Cẩm Ninh không mảy may phản đối. Nhưng lúc này, vì sợ phải chép chữ, hắn đâm liều cãi, nhưng việc theo dõi này chẳng phải chỉ là suy đoán của thiếu gia thôi sao? Nếu thật sự không có ai theo dõi ta tới đây, chẳng phải ta chép lại quan hệ biểu này là vô ích? Nếu ngươi không tin, hãy đi hỏi Trương Thông. Lời Đỗ Cẩm Ninh vừa dứt, nàng phất tay nhẹ nhàng, hảo, ngươi lui ra đi. Nếu Trương Thông nói không ai theo dõi ngươi, ta sẽ thu hồi việc trừng phạt này, nếu có kẻ theo đuôi, ngươi hãy đem hai bản sao quan hệ biểu nộp cho Diêu quản gia trước khi trời tối. Lão gia đã rõ. La Đại Khánh chấp tay hành lễ, cúi đầu lui ra, liền tức tốc tìm Trương Thông xác minh. Trong nhóm hộ viện, mỗi người đều có nhiệm vụ riêng. Trương Thông nổi tiếng là người tin tường, có trách nhiệm và mắt nhìn bén nhạy, chuyên trông coi động tĩnh con đường ngoài phủ. Nếu thực sự có kẻ bám theo La Đại Khánh, dựa vào tài quan sát của Trương Thông, không thể nào không biết, huống chi, do chuyện mâu thuẫn với Lỗ quốc trưởng công chúa, Đỗ Cẩm Ninh đã căn dặn Trương Thông phải đặc biệt lưu tâm đến hành tung của Vương Uy. Trương Thông lạnh lùng phá vỡ hy vọng mong manh của La Đại Khánh, khi ngươi vừa vào cổng, cách chừng 3 trượng có một nam tử gầy gò, sắc mặt đen sạm, nhìn ngươi chằm chằm. Sau khi ngươi bước vào, hắn lượn quanh cổng, thấy rõ ràng biển tên phủ đệ của chúng ta rồi mới rời đi. La Đại Khánh bỗng chốc như cây cải gặp sương, tinh thần lập tức sa sút. Lần sau làm việc cẩn trọng hơn, động não nhiều chút. Vâng, đã rõ. Nghĩ tới việc phải chép lại 2 lần bản danh sách rối ren đầy các mối quan hệ, La Đại Khánh cảm thấy bài học này sẽ là điều khắc ghi suốt đời. Lỗ quốc trưởng công chúa Triệu Minh Nguyệt chưa tới tuổi lập gia đình, chưa khai phủ riêng, vẫn cư ngụ cùng Thái Hậu trong cung. Vài năm trước, khi đại hoàng tử tranh đoạt ngôi báu, Thái Hậu sợ con gái bị đối thủ lợi dụng và gặp nguy hiểm, nên không cho phép nàng ra ngoài. Nay, Hoàng Huynh đã vững quyền lực, qua hơn 1 tháng thanh trừng và làm sạch phe đối lập, Thái Hậu mới đồng ý để Triệu Minh Nguyệt ra ngoài dạo chơi. Không ngờ, vừa xuất cung đã gặp nguy hiểm. Hộ vệ bị bám sát, sa phu bị một hòn đá nhỏ từ tửu lâu bên đường ném trúng đầu, bất tỉnh ngay trên xe. Nếu không có người qua đường trợ giúp, Thái Hậu thật không dám tưởng tượng điều gì sẽ xảy ra với nữ nhi của mình. Sau này không được ra ngoài nữa, ngoan ngoãn ở lại trong cung, không được đi đâu hết, Thái Hậu nghiêm khắc nói. Triệu Minh Nguyệt dẫu môi nhỏ, trước đây ngài đã cấm không cho ra ngoài, giờ lại càng cấm cản, con sắp buồn chết trong cung rồi. Mặc kệ thế nào, trước mắt ngươi phải yên ổn trong cung. Đợi Hoàng Huynh điều tra rõ kẻ đứng sau mưu đồ này rồi hãy tính. Thái Hậu giữ vẻ mặt nghiêm nghị, dứt lời. Triệu Minh Nguyệt nhẹ nhàng ê nga ê một tiếng, cúi đầu xoắn và táo, trên mặt đầy vẻ không cam lòng. Trịnh Thái Hậu vốn hiểu rõ tính tình hoạt bát của con gái mình. Nàng biết rõ, việc bị giữ lại trong cung chẳng khác nào lấy đi sinh mệnh của Triệu Minh Nguyệt. Trước kia, khi nghe các biểu tỷ muội từ quốc công phủ kể chuyện bên ngoài hoa lệ và thú vị, nàng luôn khát khao được ra ngoài thăm thú. Lúc trước, vì tình thế bắt buộc, Thái Hậu không cho phép nàng rời khỏi cung. Nhưng nay, thân ca ca đã đăng ngôi, chính bản thân mình cũng là Thái Hậu, nếu tiếp tục giam giữ nàng như xưa, Triệu Minh Nguyệt chắc chắn sẽ không vui vẻ. Không chừng vì muốn thoát khỏi sự cấm đoán, nàng sẽ vội vàng chọn một phò mã và tự gả mình đi mất. Nhắc tới phò mã, Trịnh Thái Hậu bất giác nghĩ tới lời của hộ vệ về chàng trai tuấn tú mà họ gặp trước đó. Nàng không khỏi nhíu mày hỏi, Nguyệt Nhi, nói thật cho mẫu thân nghe, con cho người theo dõi chàng thiếu niên kia là có ý gì? Triệu Minh Nguyệt đã biết trước hộ vệ đã thuật lại mọi chuyện. Nàng hiểu mẫu thân luôn để tâm tới mình, nên việc Thái Hậu hỏi tới chuyện này cũng không có gì lạ. Cô bé chu môi, trả lời, người đó thật vô lễ, con vốn muốn cảm tạ vài lời, mới hỏi xem chàng có phải là người đọc sách hay không, vậy mà chàng lại không đáp lời, thậm chí còn đề phòng con như đề phòng kẻ cướp. Con tức giận không chịu được, nên mới bảo Vương Uy theo dõi để dọa chàng một phen. Nhìn bộ dạng phong trần mệt mỏi của chàng, giọng nói lại mang khẩu âm nơi khác, chắc hẳn là vừa từ xa tới kinh thành, dự định tham gia kỳ ân khoa sang năm. Con làm vậy cũng chỉ muốn dạy chàng một bài học, rằng kinh thành này không phải là nơi bọn nhà quê có thể ngông cuồng. Một cử nhân không là gì đáng kể, cần biết lời ăn tiếng nói, nếu không sẽ dễ đắc tội người không nên đắc tội. Nghe xong lời con gái, Trịnh Thái Hậu cẩn trọng quan sát biểu cảm của Triệu Minh Nguyệt. Khi thấy nhắc đến chàng trai kia, trên mặt nàng không có dấu hiệu thẹn thùng hay ngượng ngập, mà chỉ có vẻ bực bội và không thoải mái, Thái Hậu mới an lòng. Dù hoàng tử đã ngồi trên ngôi báu, con gái bà không cần phải lấy chồng vì lợi ích chính trị nữa, có thể tự do chọn người mà mình ưng ý. Tuy nhiên, Trịnh Thái Hậu vẫn không muốn con gái gả cho kẻ không rõ gốc tích, chỉ thấy người sang bắt quan làm họ. Những gia tộc huân quý, từ nhỏ đã lớn lên bên nhau, tính tình ra sao bà đều nắm rõ. Họ có gia thế liên hệ, quan niệm tương đồng và cả gia tộc cùng chung số phận, sẽ không dám bạc đãi Triệu Minh Nguyệt. Đó mới là đối tượng phò mã mà bà cảm thấy an tâm nhất. Dọa người là đủ rồi, nhưng chớ nghĩ đến việc hạ ngáng chân người ta vào kỳ khoa khảo. 10 năm dùi mài kinh sử không phải chuyện dễ, người ta cũng đã cứu con, đừng lấy oán báo ân. Dù tin tưởng vào tính cách của con gái, Trịnh Thái Hậu vẫn răng đe vài lời. Đã biết mà. Triệu Minh Nguyệt lại chu môi. Nếu nàng thực muốn trả thù, chỉ cần nói với mẫu thân rằng chàng thiếu niên kia đã từ chối cứu nàng là đủ. Hừ, một kẻ máu lạnh như thế, dám bảo hộ vệ không cần cứu nàng, khiến nàng tức giận muốn chết. Nếu nàng chỉ cần lộ ra một chút với mẫu thân, chắc chắn bà, với bản tính che chở con cái, sẽ không nén được mà yêu cầu Hoàng Huynh không cho phép chàng làm tiến sĩ nữa. Đỗ Cẩm Ninh lúc này đang ngồi trong viện của Lỗ Tiểu Bắc, cùng Hứa Thành Nguyên và Lỗ Tiểu Bắc vừa dùng bữa vừa đàm luận chuyện mua nhà. Ngựa xe mệt nhọc, ngươi nên nghỉ ngơi vài ngày, đợi khi tinh thần khang kiện rồi hãy đi xem tòa nhà cũng chưa muộn, Lỗ Tiểu Bắc nói. Dù sao, chỗ này của chúng ta cũng rộng rãi, ta cùng tam tỷ ngươi là chủ gia, không ngại gì cả. Hay là các ngươi cứ ở đây lâu dài, làm cho nhà cửa thêm phần rộn ràng. Nếu có thể ở mãi, thì càng hay. Dù sao cũng chỉ có ngươi và nhạc mẫu, đâu nhất thiết phải tìm thêm tòa nhà khác bên ngoài. Hắn quay sang Hứa Thành Nguyên, nói thêm, đại tỷ phu, ngươi cũng thế. Ngươi thấy đấy, nhà ta có tới 3 dãy sân, không gian rất rộng rãi. Ngươi cùng Tạ Thẩm Nhi có thể ở đây lâu dài cũng được, lại vừa lúc để Linh tỷ nhi cùng đại tỷ thân cận thêm. Đỗ Cẩm Ninh vừa thưởng thức món ăn, vừa cười mà không nói lời nào. Tuy nàng và Lỗ Tiểu Bắc có tình cảm như huynh đệ, Đỗ Phương Linh lại là thân tỷ của nàng, nên việc sống cùng một mái nhà cũng không phải là điều khó khăn. Nhưng Đỗ Cẩm Ninh không thiếu tiền, và nàng chuộng sự riêng tư, tự do. Ở chung với thân thích tuy thân thiết, nhưng dễ dẫn tới những va chạm không đáng có. Dù nghĩ thế, nàng không nói ra, bởi nếu nói, Hứa Thành Nguyên ắt sẽ thấy ngượng ngùng khi tiếp nhận thiện ý của Lỗ Tiểu Bắc. Hứa Thành Nguyên, so với nàng, là người biết cân nhắc chi tiêu. Nếu ở lại nhà Lỗ Tiểu Bắc, hắn cũng tiết kiệm được phần nào chi phí. Hứa Thành Nguyên từng sống cùng Đỗ Cẩm Ninh ở Phủ Thành 2-3 năm, hiểu rõ tính cách của nàng. Dù có tiền hay không, nàng cũng thích tự do và giữ gìn không gian riêng tư. Việc sống lâu dài trong nhà thân thích là điều nàng không chấp nhận. Đỗ Cẩm Ninh không muốn ở lại, Hứa Thành Nguyên cũng chẳng dám khác. Trong các anh em cột chèo, hắn là người ít tiền nhất, nhưng vẫn có lòng tự trọng. Hắn không chịu cảnh dựa dẫm, càng không muốn gây phiền hà cho người khác. Tiểu Bắc, ngươi cũng không cần khuyên thêm, ta kéo theo nhi nữ, lại còn có lão mẫu thân, vô luận như thế nào cũng không tiện ở trọ trong nhà thân thích, Hứa Thành Nguyên lắc đầu nói. Ngươi giúp ta tìm xem nơi nào có tòa nhà thích hợp, ta sẽ thuê một cái. Đỗ Cẩm Ninh liền nhân đó đem tính toán cùng Tạ Thị khai một quán cơm nhỏ kể lại cho Lỗ Tiểu Bắc nghe, nếu có chỗ nào gần nhà chồng của đại tỷ mà thích hợp làm quán cơm, bất kể là mua hay thuê, chỉ cần giá cả và địa điểm phù hợp, đều có thể bàn được. Lỗ Tiểu Bắc biết rằng khuyên nhủ bọn họ thêm cũng vô ích, liền gật đầu đáp, cứ yên tâm, ta đã ở kinh thành này kinh doanh 2 năm, quen biết đủ loại người, việc tìm kiếm một tòa nhà thích hợp hay mặt tiền cửa hiệu đều không phải là chuyện khó. Kỳ thực, Đỗ Cẩm Ninh cũng có thể sai Diêu Thư Kỳ đi tìm người lo liệu, nhưng nàng tin tưởng vào bản lĩnh của Lỗ Tiểu Bắc. Những việc như thế này, giao cho Lỗ Tiểu Bắc xử lý là điều nàng luôn an tâm, Diêu Thư Kỳ cũng không cần phải bận tâm thêm. Sáng sớm ngày hôm sau, Đỗ Cẩm Ninh cầm lễ vật đi bái kiến Quan Nhạc Quần. Quan Nhạc Quần biết tin nàng đã đến kinh thành từ hôm trước, liền đoán chắc rằng hôm nay nàng sẽ đến thăm, nên từ chối lời mời uống rượu của đồng liêu, rời nha môn sớm để trở về chờ đợi. Sư đồ gặp nhau, tình cảm chan chứa, cả hai đều không khỏi trao nhau lời hỏi han, kể về tình hình của mình trong những ngày gần đây. Dẫu rằng mấy năm qua hai người thường xuyên qua lại thư từ, tháng nào cũng có một phong thư, nhưng vì khoảng cách xa xôi, mỗi người đều chỉ viết về những điều tốt đẹp, không dám nhắc đến chuyện không vui, sợ đối phương lo lắng. Vậy nên gặp mặt, tự nhiên có vô vàn điều muốn thổ lộ. Quan Nhạc Quần, như thường lệ, vẫn quan tâm nhất đến chuyện hôn nhân của đồ đệ. Hắn hỏi, nghe nói Pha Nghĩa Đình muốn gả nữ nhi cho ngươi. Đỗ Cẩm Ninh cười khổ, đáp, Quan Gia Trạch nói với thầy sao? Quan Nhạc Quần gật đầu, dù hắn không nói, ta cũng đoán ra được. Người như ngươi, tuổi trẻ tài cao, lại mang cả phẩm mạo và đức hạnh, ai mà chẳng động lòng tính chuyện mai mối. Dẫu biết rằng lão sư đã đoán biết chuyện biểu muội, Đỗ Cẩm Ninh vẫn kể lại tỉ mỉ về việc Trần Thị nhận dưỡng chất nữ từ trong nhà Cửu Cửu và việc hai người đã được đính ước. Nàng giải thích thêm, biểu muội của ta ở nhà gặp rất nhiều khổ cực, Cửu Cửu là kẻ ham ăn biếng làm không đáng tin cậy, còn mợ thì trọng nam khinh nữ đến cực điểm. Nếu nàng cứ ở trong nhà, e rằng số phận sẽ bị bán đổi lấy sính lễ cho huynh đệ cưới vợ. Mẫu thân ta đã đưa nàng về nuôi dưỡng, hứa hẹn rằng khi đến tuổi, sẽ cho nàng của hồi môn phong phú và tìm một gia đình tử tế để gả. Qua nhiều ngày tháng nhìn nhận, biểu muội quả thực là người hiền lành, trung thực. Quan Nhạc Quần thở dài một tiếng, cũng chỉ có thể dùng biện pháp như thế mà thôi. Nói rồi hắn nhìn Đỗ Cẩm Ninh, ánh mắt đầy vẻ thương xót. Thiên đố anh tài a, hắn nghĩ thầm. Một hài tử xuất sắc như thế, cớ sao lại phải chịu đựng một cái nghịch cảnh như vậy? Bất quá, hắn nói tiếp, ngươi biện pháp này cũng không phải nhất lao vĩnh giật. Đỗ Cẩm Ninh ngước mắt hỏi, lão sư, xin chỉ giáo thêm. Ngươi phải hiểu rằng, đất Tống ta giữ lấy di phong đại đường, bọn nữ tử ở đây tác phong thường bưu hãn. Thực sự có kẻ thấy ngươi vừa mắt, bất kể ngươi đã có vị hôn thê hay chưa, cũng chẳng ngại dùng thủ đoạn, giữa công chúng mà cùng ngươi làm điều mất lễ nghĩa. Khi ấy, ngươi sẽ không thể không về nhà, mà phải lui hôn ước với biểu muội, ngoan ngoãn nghênh thú vị kia quý nữ. Đỗ Cẩm Ninh giật mình, làm sao có thể như thế được? Quan Nhạc Quần cười nhẹ, lắc đầu đáp, đâu chỉ là có thể. Đã có tiền lệ rồi. Đỗ Cẩm Ninh buồn rầu thở dài, nhưng như vậy, ta làm sao mà cưới vợ được? Nàng ngước mắt nhìn lão sư, hay là, lão sư hãy lan truyền tin ta yếu sinh lý đi. Tổng không thể, dù là như vậy, những quý nữ kia vẫn tìm cách gả cho ta được sao? Sợ nàng sao? Nếu những quý nữ ấy thật sự dùng thủ đoạn bị ổi để cường ép ngươi, ngươi cứ cưới nàng đi, có thiệt hại gì đâu, Quan Nhạc Quần trợn mắt nói đầy vẻ nghiêm túc. Đỗ Cẩm Ninh trố mắt nhìn lão sư, ngài. Quả thực không tin nổi, đây có phải là lão sư chính trực của nàng không? Chẳng lẽ bị kẻ nào tam quan bất chính xuyên hồn vào rồi? Ngươi thấy lão sư có vẻ hư đốn đúng không? Quan Nhạc Quần cười tủm tỉm, ngươi nếu ngốc ở kinh thành lâu rồi, bạch cũng có thể bị nhuộm thành hắc. Chúng này, đạo đức đến thế mà suy đồi sao? Kia thì không phải, Quan Nhạc Quần lắc đầu, nhưng nơi quyền thế chen vai, lý lẽ chẳng qua chỉ là tiếng gió thoảng qua. Đỗ Cẩm Ninh im lặng. Sau một hồi lâu, nàng mới chán nản mà hỏi, vậy ta phải làm sao đây? Cho nên ta nói, nếu có ai cường ép gả cho ngươi, ngươi cứ cưới đi, có gì mà phải bận tâm. Kẻ ấy không nói lý trước, sao ngươi phải cố kỵ nhiều như thế? Cùng lắm 1-2 năm sau ly hôn là xong. Ở chốn này, ly hôn rồi tái giá là chuyện thường, chẳng làm hại gì đến cả đời nữ tử. Đỗ Cẩm Ninh khẽ cười khổ. Nếu nàng thực sự là một nam tử yếu đuối, như vậy có lẽ cũng không hề gì, vì nàng vốn chẳng phải bậc hoàng mỹ thánh thiện. Nhưng thực tế, nàng không phải là nam nhi. Thôi, tính vậy, đi một bước xem một bước. Ít nhất trước khi ta trung tiến sĩ, ngoài vẻ ngoài này ra, ta không có gì để người khác lợi dụng. Cho dù có ai muốn cưỡng ép cả ta, cũng phải đợi đến khi ta đỗ đạt tiến sĩ đã. Quan Nhạc Quần gật đầu, không nhắc lại chuyện này nữa, mà chuyển sang nói một việc khác, ta đã giúp ngươi tìm một chỗ tòa nhà. Đỗ Cẩm Ninh nghe vậy, trong lòng ấm áp dâng tràn, lão sư. Quan Nhạc Quần cười nói, ta biết tiểu tử ngươi giỏi kiếm tiền, nên ta giúp ngươi chọn một tòa nhà quý giá, lại ở ngay khu chúng ta đây. Đỗ Cẩm Ninh ngạc nhiên, nói, nơi này làm sao lại có tòa nhà bán ra được, Kinh thành vốn chia khu cư trú theo ba bậc thượng, trung, hạ. Như khu quan gia đây, chính là nơi tụ cư của bậc huân quý, những trạch viện rộng lớn, nhà cao cửa rộng, đường xá thông thoáng, vệ sinh và trị an đều cực kỳ tốt. Việc sống gần với quyền quý tự nhiên mang lại vô số lợi ích không kể hết. Những tòa nhà ở đây, thường thì một gia tộc cư ngụ qua mấy đời, rất hiếm khi có người rao bán. Dù có bán, người ta cũng chỉ nhắm tới thân thích hoặc người quen, không để kẻ lạ mặt dễ dàng mua vào. Láng giềng xung quanh cũng giám sát cẩn thận, không để ai có địa vị thấp hơn tới đây cư ngụ. Ở thời cổ đại, bán tòa nhà không chỉ đơn giản là chuyện muốn bán là bán, còn cần sự đồng ý ký tên của hàng xóm xung quanh. Những thương gia phú hộ có dã tâm vào đây mua nhà, thường đều gặp cảnh bế tắc. Vậy nên, khi nghe Quan Nhạc Quần nói như thế, Đỗ Cẩm Ninh mới lấy làm kinh ngạc. Thời gian trước, kinh thành không phải vừa trải qua sóng gió lớn sao? Tòa nhà này vốn là của một thân tín nhị hoàng tử. Người đó trong cuộc tranh đấu nhảy nhót hăng say nhất, cuối cùng bị Tân Hoàng xử chém đầu, xét nhà, Quan Nhạc Quần kể rõ. Rồi ông nhìn Đỗ Cẩm Ninh, tòa nhà này có người kiên kỵ không muốn, nếu ngươi không cần, ta sẽ tìm nơi khác. Ngươi cũng có thể tìm một mảnh đất trống, dựng lên một lâm viên giống như ở phủ thành Quế Tỉnh. Ta không kiên kỵ, Đỗ Cẩm Ninh kiên định đáp. Nàng đã từng trải qua sinh tử, sự xuyên không khiến nàng tin vào sự hữu thần, nhưng nàng vẫn đặt niềm tin nơi lão sư, biết rằng Quan Nhạc Quần sẽ không khuyên nàng mua một hung trạch. Quả nhiên, nghe nàng nói vậy, Quan Nhạc Quần nở nụ cười hài lòng, ngươi cứ yên tâm, nơi đó không phải chỗ chết nhiều người. Nhị hoàng tử thất bại, kẻ đó vội cuốn gói trốn chạy, bị thân binh của đại hoàng tử chặn đánh chết ngoài thành. Thê nhi hắn cải trang, định từ cổng thành khác trốn thoát, nhưng bị nhận ra và bắt giữ, cuối cùng cả nhà bị giam vào đại lao. Nam đinh bị chém đầu, nữ quyến sung vào quan phủ và bán đi. Tòa nhà này bị quan phủ thu hồi, dự định bán lại. Người chịu trách nhiệm việc này vừa khéo là bạn tốt của ta, nên ta đã nhờ giữ lại giúp ngươi. Như thế, đồ nhi đa tạ lão sư. Đỗ Cẩm Ninh đứng dậy, chắp tay cung kính nói lời cảm tạ. Quan Nhạc Quần xua tay, ung dung đáp, ngày mai, vào giờ hạ nha, ngươi tới trước cửa công bộ đợi ta. Ta sẽ dẫn ngươi vào hoàn tất các thủ tục. Nhớ mang theo 4000 lạng ngân phiếu. Đoạn, ông hỏi thêm, ngươi biết công bộ ở đâu không? Không biết thì cũng không sao, chỉ cần hỏi một câu liền biết. Đỗ Cẩm Ninh đáp lời. Đệ tử này xưa nay luôn thông minh, lanh lợi, nên Quan Nhạc Quần cũng không lo nàng sẽ tìm không ra nơi cần đến. Ông gật đầu, chẳng nói thêm lời nào. Nhắc tới công bộ, Đỗ Cẩm Ninh lại tràn ngập nghi vấn. Lão sư, nàng hỏi, ngài không phải ban đầu ở lễ bộ sao? Cớ gì lại thuyên chuyển sang công bộ? Do phụ thân Quan Gia Trạch, Quan Chính Tường, vốn nhậm chức tại lễ bộ, nên từ khi Quan Nhạc Quần tới kinh thành, ông cũng giữ một chức vụ tại đó. Dù chức vị chẳng cao, nhưng Đại Tống quốc lực hưng thịnh, lấy lễ nghi làm trọng, lễ bộ quan viên luôn được hoàng đế sủng ái và coi trọng. Còn công bộ thì khác, quản lý những công trình xây dựng, đồn điền thủy lợi, rừng núi săn bắn, chế tạo quân khí, cùng nhiều việc lặt vặt khác. Công việc tuy nặng nhọc, lại khó mà lập chiến tích rõ ràng. Nếu nói Quan Chính Tường bị ảnh hưởng bởi sự thay đổi quyền lực giữa hai triều đại, kéo theo Quan Nhạc Quần, hoặc chức vị hiện tại của Quan Nhạc Quần tại công bộ cao hơn ở lễ bộ, thì Đỗ Cẩm Ninh còn có thể hiểu được. Nhưng đằng này, Quan Chính Tường vẫn vững vàng tại vị, còn Quan Nhạc Quần lại tự nhiên bị điều đi. Điều này khiến Đỗ Cẩm Ninh sinh nghi, trong lòng không khỏi băn khoăn. Nàng vẫn tin rằng Quan Nhạc Quần là vì nàng mà tự nguyện chuyển từ lễ bộ sang công bộ. Nga, hai anh em làm việc cùng một bộ dễ gây ra lời dị nghị. Công bộ có chức vị trống, ta liền chuyển qua đó thôi. Quan Nhạc Quần nói qua loa, giọng nhẹ nhàng như không. Đỗ Cẩm Ninh chớp chớp đôi mắt, đôi mày nhíu lại, tỏ vẻ không tin lời ông. Quan Nhạc Quần trừng mắt nhìn nàng, cất giọng trách, ngươi tuổi còn nhỏ, chỉ mới là một cử nhân, đừng để tâm vào những việc không thuộc phận sự. Tâm trí đi quá xa, lại chẳng nâng cao được danh vọng. Đỗ Cẩm Ninh biểu môi, phản bác, lão sư, lời này ngài nói ra chỉ để hòng hống mấy tiểu hài nhi khác thôi. Chứ với ta, ngài không nên nói như vậy. Rõ ràng, tâm trí lão sư đâu có kém gì ta, còn chẳng phải là sâu xa hơn ta nhiều bậc. Quan Nhạc Quần nhịn không được cười lớn, chỉ tay về phía Đỗ Cẩm Ninh, nói, ngươi a, ngươi, thật là. Ngoài cửa, một người khoác quan phục, đang từ đường bên cạnh bước vào sân viện, nghe tiếng cười sảng khoái vang vọng từ thính đường, liền ngừng chân, hỏi hạ nhân bên cạnh, người nào đến mà có thể khiến tứ lão gia cao hứng đến thế? Hạ nhân cung kính đáp, bẩm lão gia, là học trò của tứ lão gia, tên gọi Đỗ Cẩm Ninh, đến bái phỏng ngài. Hiện sư sinh hai người đang chuyện trò ở thính đường. Nghe vậy, Quan Chính Tường mỉm cười nói, học trò của tứ đệ, ta đã nghe danh tiếng từ lâu, nhưng chưa từng diện kiến. Hôm nay nếu hắn đã đến, ta cũng muốn xem thử là người thế nào. Dứt lời, ông xoay người, bước thẳng về hướng thính đường. Tại chỗ nhị môn, có người đang chờ thấy Quan Chính Tường từ xa, liền bước ra đón tiếp. Chẳng ngờ, Quan Chính Tường lại dừng chân giữa chừng, không đi vào nhị môn, mà đổi hướng tiến về phía thính đường. Người nọ thấy thế liền sốt ruột, vội vàng chạy theo, gọi lại khi Quan Chính Tường đang bước lên bậc thềm, lão gia, đại thiếu gia hôm nay không khỏe, Di Nương muốn mời ngài qua thăm một chuyến. Nghe vậy, Quan Chính Tường lập tức dừng lại, quay người hỏi, đại thiếu gia bị làm sao? Đã mời Lan Trung chưa? Người hầu đáp, dường như ăn phải đồ hỏng, đã thỉnh Lan Trung đến, uống 2 thang thuốc nhưng chưa thấy thuyên giảm. Di Nương không biết phải làm sao, đang lo lắng vô cùng. Nghe đến đây, sắc mặt tươi cười của Quan Nhạc Quần trong phòng cũng dần phai nhạt, thay vào đó là vẻ nghiêm nghị và lo lắng. Hắn đột nhiên nâng cao âm thanh, quay sang Đỗ Cẩm Ninh mà nói, Cẩm Ninh nhà, ta nghe nói gia trạch của ngươi cùng ngươi ở chung một chỗ, lại còn hướng Tề Mộ Viễn học công phu, có phải là có chuyện như vậy không? Đỗ Cẩm Ninh lập tức hiểu rõ ý tứ của lão sư, cũng nâng cao thanh âm đáp lại, đúng vậy, Tề Mộ Viễn công phu quả thực không tồi, hắn nói rằng bất kể là tham gia khảo thí, hay về sau trúng tiến sĩ làm quan, nếu không có một thân thể khỏe mạnh, cường tráng, thì chẳng làm được gì cả. Nói một cách thẳng thắn, gia đình huân quý như các ngươi, đều muốn tuyển một người con trai thân cường thể kiện để làm thế tử, huống hồ gì chúng ta như vậy chỉ mong có thể dựa vào khoa cử để mở rộng tiền đồ thôi. Có lý, quá có lý. Quan Nhạc cũng lên tiếng, vậy các ngươi tính toán khi nào sẽ đi Tề phủ, hay là như thế nào? Đỗ Cẩm Ninh nhìn ra ngoài cửa, thấy ánh sáng ngoài kia dần tối lại, một bóng người bước vào, xuất hiện trong ánh sáng mờ ảo. Nàng làm ra vẻ không hay biết, ánh mắt chỉ liếc qua Quan Nhạc rồi quay lại nhìn người kia, chưa nói xong đâu. Đại gia chỉ bảo chờ khi tới kinh thành sẽ sắp xếp ổn thỏa, nhìn tình hình rồi sẽ quyết định. Nàng lại hỏi, lão sư các ngươi phủ trì, cách Tề gia có xa không? Nếu xa thì Quan gia trạch sáng sớm có thể đi luyện võ, cũng tiện hơn. Ngài không biết đâu, khi ở phủ thành, trời còn tờ mờ sáng, chúng ta phải đến Tề gia võ trường để tập hợp, luyện quyền theo nhóm, lại còn phải rèn luyện cử khóa đá, chạy bộ. Ân. Một giọng nói thanh thoát từ cửa truyền đến. Đỗ Cẩm Ninh quay lại nhìn, chỉ thấy một thân ảnh cao lớn đứng ở cửa, bóng dáng bị ánh sáng chiếu lên, khuôn mặt không rõ ràng lắm. Quan Nhạc đã đứng lên, nhị ca, ngươi đã về. Ân. Quan Chính Tường bước vào, ánh mắt lướt qua Đỗ Cẩm Ninh từ trên xuống dưới, nét mặt nghiêm túc, vị này chính là. Nga, đây là ta ở trong huyện thu nhận học sinh, tên là Đỗ Cẩm Ninh, vừa mới thi đỗ cử nhân, may mắn có được danh hiệu giải nguyên. Quan Nhạc Quần tuy luôn luôn khiêm tốn, trầm ổn, nhưng khi nhắc đến Đỗ Cẩm Ninh thi đỗ giải nguyên, không khỏi lộ ra vẻ tự đắc khó giấu. Quan Chính Tường khẽ gật đầu, đi đến, nhường ra vị trí chủ tọa rồi ngồi xuống. Ngoài cửa, một hạ nhân vội vã, sắc mặt đầy vẻ lo lắng. Khi thấy thế, hắn lặng lẽ liếc nhìn Đỗ Cẩm Ninh một cái. Cảm nhận được ánh mắt ấy, Đỗ Cẩm Ninh vừa đúng lúc nhìn lại, hắn lập tức cúi đầu, che giấu đi ánh mắt của mình. Quan Nhạc Quần vốn là người nhạy bén, một cái chớp mắt vừa rồi, hắn liền nhận ra ánh mắt không mấy thiện cảm kia. Mặt hắn lập tức trầm xuống, hướng Quan Chính Tường nói, nhị ca, ta nghĩ ngươi vẫn nên nhanh chóng quay về hậu viện đi. Học sinh này chỉ là một tên nông thôn tiểu tử, không có chút bối cảnh gì. Nếu như Gia Hưng vì chuyện này mà sinh ra oán hận, có thể sẽ ra tay sửa trị hắn, khiến hắn vướng vào tai bay vạ gió. Quan Chính Tường ngẩn người, lập tức nhíu mày, ngươi nói gì vậy? Nói xong, hắn không khỏi quay lại, tinh tế quan sát Đỗ Cẩm Ninh. Kể từ khi Quan Nhạc Quần lên kinh, mặc dù cùng hắn sống chung dưới một mái nhà, nhưng lại lấy lý do vợ hắn thân thể không tốt, không muốn chịu cảnh ồn ào, nên thuê một ngôi nhà tĩnh lặng, sống một mình. Còn ra lệnh cho hạ nhân từ cửa sau đi mua sắm, không để cho bọn họ chung sống cùng, thậm chí ngày thường cũng ít khi giao du với họ. Ngoại trừ các dịp lễ Tết, hai vợ chồng rất ít khi qua lại với gia đình này. Còn chuyện trong phòng thê thiếp tranh đấu, Quan Gia Trạch và Thứ huynh Quan Gia Hưng mâu thuẫn, Quan Nhạc Quần từ trước đến nay đều không quan tâm, chỉ giả vờ như không biết gì. Hắn đây là lần đầu tiên nghe được đệ đệ dùng ngữ khí như vậy mà nói với mình, hơn nữa lại nói về Quan Gia Hưng. Điều này tự nhiên khiến trong lòng hắn dâng lên một sự bực bội khó tả. Cảm giác ấy càng làm hắn thêm tò mò về Đỗ Cẩm Ninh, muốn hiểu rõ lý do tại sao thiếu niên này lại có thể khiến cho một người tính tình bình thản như Quan Nhạc Quần, vốn luôn kín đáo, lại có thể bao che cho y như vậy và thốt ra những lời như vậy. Đỗ Cẩm Ninh tất nhiên không thể để lão sư phải bảo vệ mình một cách mù quáng. Nàng ngẩng đôi mắt, lặng lẽ nhìn Quan Chính Tường, ánh mắt hai người chạm nhau trong một khoảnh khắc đầy ý nghĩa. Sau đó, nàng nhẹ nhàng quay đi, biểu lộ bình thản, nhẹ nhàng nói, lão sư, nhà ngài có việc, không bằng để ta cáo lui trước. Cũng tốt. Quan Nhạc Quần gật đầu, cũng đứng lên, đi, lão sư sẽ tiễn ngươi ra ngoài. Nói xong, hắn đi đến vỗ nhẹ lên vai Đỗ Cẩm Ninh, dẫn đầu bước ra ngoài. Đỗ Cẩm Ninh quay lại chắp tay hành lễ với Quan Chính Tường, Quan đại nhân, tại hạ cáo từ. Nói xong, không đợi Quan Chính Tường phản ứng, nàng đã nhanh chóng bước theo sau Quan Nhạc Quần, bước ra khỏi cửa. Quan Chính Tường cảm thấy đệ đệ đối với mình như vậy, không thể không xấu hổ, lòng buồn bực không thôi. Hắn ngồi yên một lúc lâu, cuối cùng đứng dậy, bước đi về phía hậu viện. Quan Nhạc Quần tiễn Đỗ Cẩm Ninh ra đến cổng lớn, rồi lại tiếp tục đi thêm một đoạn xa nữa, cho đến khi rời khỏi Quan gia, lúc này mới quay sang nói với Đỗ Cẩm Ninh, vừa rồi không phải là Quan Gia Trạch hay Thứ huynh Quan Gia Hưng đến gọi phụ thân hắn, mà là chính mẫu thân của Quan Gia Hưng, Hoàng Di Nương, giả danh gọi phụ thân hắn. Cái nữ nhân ấy, bị huynh trưởng ta sủng đến mức không biết trời cao đất dày, nhưng lòng dạ hẹp hòi. Gần đây, bởi vì Quan Gia Trạch mẫu thân địa vị càng ngày càng cao, nàng trong lòng không thoải mái, suốt ngày tìm chuyện, muốn khiến ta huynh trưởng vì nàng ca ca trong nha môn mà làm điều sai trái. Hắn thở dài một hơi, tiếp tục nói, trong phủ này, tình huống phức tạp lắm. Ngươi sau này đến tìm Quan Gia Trạch thì phải chú ý một chút, đừng để bị lợi dụng. Nếu muốn tìm ta thì không cần phải vào trong, trực tiếp đến cửa hông cầu kiến là được. Đỗ Cẩm Ninh và Quan Nhạc Quần có một sự kết giao sâu sắc, Quan Nhạc Quần làm người chân thành, đối với nàng cũng không hề giấu giếm gì. Nàng tự nhiên cũng không còn gì phải e dè, chỉ nhẹ nhàng nói, lão sư, sao ngài không dọn ra ngoài ở? Nếu tiền mua nhà không đủ, học sinh ở đây có, ngài cứ việc lấy mà dùng, đừng khách khí với học sinh. Quan Nhạc Quần không kìm được mỉm cười, nhưng nụ cười vừa tắt, trong lòng lại dâng lên một nỗi cảm khái khó tả. Mấy năm qua, hắn ở lại Ly Thủy huyện làm sơn trưởng, tuy danh nghĩa có chút sản nghiệp, nhưng tất cả đều là gia đình cha chú để lại cho hắn. Hắn chỉ là người quản lý, không cố ý kiếm tiền. Vì thế, dù hắn có thể coi là khá giả, nhưng tuyệt đối không phải là người đặc biệt giàu có. Còn Đỗ Cẩm Ninh, quả thật là một người thắng trong đời, là tấm gương điển hình cho những ai muốn làm giàu. Quan Nhạc Quần vẫn còn nhớ lần đầu tiên gặp Đỗ Cẩm Ninh, khi đó nàng gầy gò, ăn mặc rách rưới, thiếu thốn cả ăn uống và mặc, vì 1 đồng tiền, vào mùa đông phải đi bộ mấy dặm đường về trong thôn. Mới chỉ qua hơn 4 năm ngắn ngủi, Đỗ Cẩm Ninh từ một đứa trẻ nghèo khó, bây giờ đã biến thành một thiếu niên anh tuấn, môi hồng răng trắng, tay cầm trà quán, vườn trà, thư phô, mỗi ngày nàng đều tạo ra không ít lợi nhuận. Tiền tài của nàng, chỉ sợ còn nhiều hơn cả hắn, một gia đình thế gia này. Nếu hắn muốn mua nhà, nói không chừng còn có thể mượn tiền từ nàng. Nghĩ đến đây, Quan Nhạc Quần liền nhìn về phía Đỗ Cẩm Ninh với ánh mắt đầy niềm vui mừng và tự hào. Đây chính là học trò của hắn, so với bất kỳ ai khác, đều là xuất sắc hơn hẳn. Lão sư trong tay có tiền, không cần phải lo lắng. Còn nữa, hiện tại ta tạm thời chưa thể mua tòa nhà. Hắn lên tiếng, giọng điệu vẫn bình thản. Nếu là đối diện với người khác, những lời này hắn sẽ không nói thêm. Nhưng đối với Đỗ Cẩm Ninh, hắn không có gì là không thể thổ lộ. Hắn giải thích thêm, khi ta đến kinh thành, huynh trưởng nhất quyết giữ ta lại, ta không thể không tỏ ra có chút mặt mũi, nên đành ở lại nơi này. Tòa nhà này vốn là tổ tiên để lại, không có ai cụ thể sẽ được thừa kế, chỉ cần là người trong dòng chính của Quan gia, vào kinh ai cũng có thể ở, tòa nhà rộng lớn, chúng ta ở cũng không có gì trở ngại, nên cứ ở mãi. Giờ ta mới từ lễ bộ ra, nếu ngay lập tức mua nhà dọn ra ngoài, người khác sẽ chẳng biết suy đoán như thế nào, sẽ cho rằng anh em chúng ta không hòa thuận. Vì vậy, cho dù ta muốn dọn đi, cũng không phải là bây giờ, ít nhất phải đợi 2-3 năm nữa. Hắn thở dài một hơi, tiếp tục, nếu là trước kia, với tính tình của ta, muốn làm gì thì làm, muốn ở lại thì ở, muốn đi thì đi, tùy hứng mà làm, không cần suy nghĩ nhiều. Nhưng giờ khác rồi, đến tuổi trung niên, không thể như hồi trẻ mà tùy tiện được nữa. Có người để ý, có sự để ý, có cố kỵ, làm việc thì lại cảm thấy bị trói buộc. Đây là chuyện trong nhà Quan gia, Quan Nhạc Quần kể cho nàng nghe, Đỗ Cẩm Ninh cảm kích sự thẳng thắn của lão sư đối với mình. Tuy nhiên, nàng không có ý định tham gia vào những chuyện này, cũng không muốn góp ý hay chỉ trích. Nàng chỉ lặng lẽ lắng nghe, không một lời đáp lại. Quan Nhạc Quần cũng chỉ là cùng đệ tử nói vài lời, không mong chờ nàng sẽ an ủi hay giúp đỡ gì. Nói xong, hắn lại cảm khái một hồi, rồi nói, được rồi, sắc trời không còn sớm, ngươi mau về đi. À, suýt quên, Quan Gia Trạch không ở đây, mà ở tại thành Tây, trong phủ của Khổng gia. Nếu ngươi muốn tìm hắn, thì đi đến đó mà tìm. Đỗ Cẩm Ninh ngạc nhiên, đôi mắt mở to. Nàng vừa mới còn suy nghĩ, nếu đến Quan gia mà không tìm Quan Gia Trạch, không biết hắn có tức giận hay không. Không ngờ, Quan Gia Trạch lại không ở Quan gia. Chuyện này sau này nói sau đi. Quan Nhạc Quần vẫy tay, đi đi, đừng quá chậm, mẫu thân ngươi còn đang đợi. Kia, lão sư, ta đi trước. Đỗ Cẩm Ninh chắp tay, cung kính cáo biệt. Nàng đi đến xe ngựa, khi chuẩn bị lên xe, quay đầu nhìn lại, thấy Quan Nhạc Quần vẫn còn đứng đó. Trong lòng nàng ấm áp, liền vội vã vẫy tay, lão sư, ta đi rồi, ngài cũng mau về đi. Quan Nhạc Quần gật đầu, lúc này mới quay người bước về phía Quan gia. Đỗ Cẩm Ninh nhìn theo bóng lưng hắn rời đi, đang chuẩn bị bước lên xe ngựa thì bỗng thấy một người từ trong ngõ bước ra, ánh mắt đánh giá nàng rồi hỏi, ngươi chính là Đỗ Cẩm Ninh. Đỗ Cẩm Ninh nhíu mày, gật đầu đáp, đúng vậy. Huynh đài có gì chỉ giáo? Hừ, chỉ như vậy thôi. Người nọ hừ lạnh, rồi xoay người rời đi. Thanh Mộc đỡ Đỗ Cẩm Ninh lên xe ngựa, nhỏ giọng hỏi, thiếu gia, người đó là ai? Nói chuyện mà không có lễ phép như vậy. Nhìn dáng vẻ, chắc hẳn là Quan Gia Hưng, thứ huynh của Quan Gia Trạch. Đỗ Cẩm Ninh nói, vừa rồi người nọ khoảng 18-19 tuổi, dung mạo khá giống với Quan Chính Tường, quả thật không thể nhầm lẫn, chính là phụ tử. Dù không giống Quan Gia Trạch, người kia giống mẫu thân Khổng thị, nhưng cũng dễ dàng nhận ra. Đọc qua những lời hắn vừa nói, nàng biết ngay đó chính là ai. Thanh Mộc nhìn thấy, vội vã từ cửa sổ xe nhìn ra, chỉ thấy người nọ vẫn nhìn chằm chằm vào họ. Hắn sợ hãi đến mức vội vàng thu đầu lại, rồi nói, người đó vẫn còn nhìn chúng ta đấy. Đừng để ý đến hắn. Đỗ Cẩm Ninh thản nhiên nói, không chút sợ hãi. Với tính cách của Quan Gia Trạch, suốt những năm qua tranh đấu với Quan Gia Hưng mà không hề rơi vào thế yếu, nàng làm sao có thể sợ người này. Đỗ Cẩm Ninh đang tính toán, hôm sau sẽ đến xem tòa nhà thì hỏi thăm Quan Nhạc Quần, không ngờ sáng hôm sau, Quan Gia Trạch đã tự đến cửa thăm viếng. Đỗ Cẩm Ninh đón hắn vào, nhân lúc Lỗ Tiểu Bắc còn đang ở trước, nàng khẽ hỏi, ngươi sao lại ở nhà ngoại? Ngươi là đã luôn ở đó, hay mới đến kinh thành rồi chuyển đi? Sao trước kia ta chưa từng nghe ngươi nhắc đến chuyện này? Ta cũng vừa mới đến kinh thành, quay về Quan gia, nhưng vừa nghe người gác cổng nói mẫu thân ta đã về nhà mẹ đẻ, ta còn chưa kịp vào cửa thì đã quay ngựa trở lại nhà ngoại. Quan Gia Trạch trả lời, ta nghĩ ngươi sẽ biết khi đến thăm tứ thúc, hôm nay ta cố ý đến đây giải thích với ngươi một chút. Đỗ Cẩm Ninh khẽ xua tay, đây là chuyện nhà ngươi, không cần phải nói. Ta chỉ cần biết, sau này có việc gì cần tìm ngươi thì biết phải đi đâu là được. Chúng ta là bạn lâu năm, nhà ta chuyện gì cũng không giấu ngươi. Quan Gia Trạch thở dài, rồi kể cho Đỗ Cẩm Ninh nghe về tình hình trong gia đình. Hóa ra, khi Khổng thị, vợ của Quan Nhạc Quần, theo chồng lên kinh thành, bà không ở lại Quan gia mà trực tiếp đưa hai con về sống tại nhà mẹ đẻ, Khổng gia. Sau khi về Khổng gia, thay vì an phận ở hậu viện, bà lại đi theo tẩu tẩu tham gia các buổi tụ hội của các phu nhân quan lại trong kinh. Bà cố tình nhờ một người am hiểu giao thiệp trong Khổng gia dạy dỗ, trong các buổi tụ hội, bà đã khéo léo dùng thủ đoạn khiến các gia đình nhận thức bà, làm quen và kết thân, từ đó xây dựng danh tiếng, biến mình thành một nhân vật có ảnh hưởng trong giới thượng lưu. Còn Khổng Chính Tường trước kia, không có chính thê ở kinh thành, mọi chuyện trong nhà đều do Hoàng Di Nương xử lý. Mặc dù Hoàng Di Nương không có tư cách tham gia các buổi tụ hội, nhưng mỗi lần đều cẩn thận gửi lễ vật và giải thích rõ ràng tình huống. Kinh thành này không thiếu những quan viên như Khổng Chính Tường, chính thê ở quê, còn các di nương và bà tử trong phủ lo liệu mọi chuyện trong nội trạch. Chính vì vậy, khi mọi người nghe về tình huống trong Khổng gia, họ đều tỏ vẻ thông cảm, đồng thời cũng tôn trọng Hoàng Di Nương, khiến các phu nhân trong giới quan lại cũng rất quý mến bà. Tuy nhiên, khi Khổng thị được đưa lên danh phận chính thất, tham gia các buổi tụ hội, Hoàng Di Nương lại chỉ có thể gửi lễ vật như một di nương, tạo nên một tình huống kỳ lạ. Vì thế, những người trong giới bắt đầu xì xào về tình trạng của Quan gia. Sau khi chuyện này được đồn ra, một ngự sử có quan hệ tốt với Khổng gia, đã mưu tính kế hoạch, trực tiếp cáo giác Khổng Chính Tường về việc sủng thiếp, bỏ qua chính thê. Lúc ấy là khi Tiên Hoàng còn tại vị, vì cơ thể yếu đuối, không có thời gian quản lý chuyện này. Ông chỉ triệu hồi Khổng Chính Tường vào cung, quở trách một hồi rồi để Hoàng hậu xử lý. Hoàng hậu, vợ cả của Hoàng đế, là mẫu thân của nhị hoàng tử, đương nhiên rất hận Khổng thị vì bà là thiếp của Hoàng quý phi và là mẫu thân của đại hoàng tử. Khi nghe thấy chuyện của Khổng thị và Hoàng Di Nương, Hoàng hậu lập tức ra tay, không chỉ phê bình Khổng Chính Tường mà còn ra lệnh cho hắn tự mình đến Khổng phủ đón Khổng thị và các con về. Quan Chính Tường vì chuyện này mà trở thành trò cười trong triều, nhất là khi ngự sử chỉ trích hắn là lễ bộ thượng thư mà còn vi phạm lễ nghĩa, không phân biệt tôn ti. Hắn lúc đó chỉ hận không thể tìm một cái khe đất để chui vào. Sau đó, bị hoàng đế và hoàng hậu liên tiếp răn dạy, hắn đành phải tự mình đến cửa thỉnh Khổng thị trở về. Khổng thị làm ra một trận sóng gió như vậy, tự nhiên không thể dễ dàng từ bỏ. Từ Khổng gia đưa ra yêu cầu cho Quan Chính Tường, muốn hắn đưa Hoàng Di Nương cùng đôi nhi nữ của bà trở về quê quán. Quan Chính Tường đã nhiều năm sủng thiếp diệt thê, căn bản không sợ Khổng gia quyền thế, có thể thấy hắn đối với Hoàng Di Nương thật sự là chân ái. Khi vừa nghe Khổng gia đưa ra yêu cầu này, hắn nào chịu chấp nhận. Hắn hiểu rõ, Khổng thị vì một đôi nhi nữ, không thể nào dễ dàng hòa giải. Thái độ của hắn vô cùng kiên quyết, liền đưa ra đề nghị, cho phép Hoàng Di Nương và thứ nữ chuyển đến ngoại ô thôn trang để tĩnh dưỡng, còn vợ lẽ lớn tuổi yêu cầu thành thân thì cứ để ở lại trong kinh, học hành thi cử, Khổng thị mang theo đôi nhi nữ hồi quan phủ. Nếu Khổng thị không đồng ý, hắn sẵn sàng từ chức, cũng không cần tiếp tục công việc quan lại, chỉ mong được hòa giải với bà. Nhi nữ của Khổng thị tuổi còn nhỏ, chưa thành thân. Dù đã đính hôn nhưng vẫn có thể từ hôn. Vào thời điểm này, Khổng thị sao dám hòa giải, làm sao có thể để Hoàng Di Nương quyết định chuyện hôn nhân, tương lai, thậm chí tính mạng của con gái bà. Dù mục đích của bà đã gần đạt được, nhưng cũng chỉ có thể đồng ý yêu cầu của Quan Chính Tường, dẫn theo Quan Gia Trạch và Quan Gia Ngọc trở về quan phủ. Hoàng Di Nương được đưa đến ngoại thành thôn trang tĩnh dưỡng, lý do là vì thân thể không khỏe, còn nữ nhân hầu hạ đi cùng bà thì lấy lý do chăm sóc thân thể mà đi trước. Khổng thị nghĩ, khi còn trẻ, nàng không thể chiếm được trái tim của Khổng Chính Tường, hiện giờ lại càng không hy vọng. Nàng đã mua hai nữ tử dung mạo xinh đẹp, hy vọng có thể phân rẽ sự sủng ái của Khổng Chính Tường đối với Hoàng Di Nương. Chỉ cần Khổng Chính Tường để ý đến những nữ tử khác, dần dần quên đi Hoàng Di Nương, địa vị của nàng trong nhà cũng coi như vững vàng. Nhưng Hoàng Di Nương và nàng đấu tranh suốt bao năm, sao dễ dàng bị đánh bại. Huống hồ, nàng còn có Quan Gia Hưng là trợ lực. Vì thế, hai nữ nhân lại tiếp tục đấu đá, qua lại không ngừng. May thay, Khổng thị có hoàng hậu chống lưng, mà Khổng Chính Tường lại không thực sự coi trọng chức quan. Hơn nữa, Khổng thị mua hai tân nhân quả thật có tài năng, nên Khổng Chính Tường trong mấy năm qua cũng chưa từng đưa ra quyết định gì lớn. Chỉ có Quan Gia Hưng thường xuyên gây rối, làm cho Hoàng Di Nương cảm thấy mình cần phải tồn tại. Nếu Tiên Hoàng không qua đời, chỉ cần thêm chút thời gian, có lẽ Khổng thị sẽ thành công với kế hoạch của mình. Nhưng không ngờ Tiên Hoàng băng hà, đại hoàng tử lên ngôi, Hoàng quý phi trở thành Thái hậu, còn Hoàng hậu, dù có được phong tước, nhưng trên thực tế đã bị giam lỏng. Lúc này, Hoàng Di Nương liền nắm bắt cơ hội, giả vờ sinh bệnh, khiến Quan Gia Hưng cầu xin Khổng Chính Tường đón bà về kinh thành để thăm Lan Trung, từ đó thành công quay lại quan phủ. Khổng thị tức giận rời khỏi nhà mẹ đẻ. Chính vì vậy, khi Quan Gia Trạch về kinh sau, đã đến cửa Quan gia mà không vào, trực tiếp đến Khổng phủ hành động. Đỗ Cẩm Ninh nghe xong, thở dài một hơi, trong lòng càng thêm kiên định không muốn trở thành người phụ nữ hậu trạch cổ đại. Quan Gia Trạch, chúng ta lớn lên cùng nhau, có vài lời có thể nói sau rèm, nhưng ta cũng muốn khuyên ngươi một câu. Đỗ Cẩm Ninh lên tiếng. Mặc dù Đỗ Cẩm Ninh tuổi còn trẻ hơn Quan Gia Trạch, địa vị cũng không bằng hắn, nhưng Quan Gia Trạch lại tin phục và kính trọng nàng, bất luận ai cũng không thể so sánh. Ngươi nói đi. Mặc kệ nói gì, ta đều biết, ngươi luôn đối tốt với ta. Quan Gia Trạch đáp. Ngươi hiện giờ cũng chịu không ít thê thiếp tranh đấu gây tổn hại. Ta muốn khuyên ngươi, hãy đối đãi tốt với thê tử của mình, đừng nạp thêm thiếp. Ngươi nhìn xem tứ thúc của ngươi, cả đời chỉ có một thê tử là Tứ Thẩm, có phải phu thê ân ái, gia đình hòa thuận không? Ngươi sao không lấy hắn làm gương mẫu? Ta nghĩ, ngươi nữ nhi nhất định sẽ cảm kích quyết định của ngươi, thê tử của ngươi cũng sẽ đối xử tốt với ngươi cả đời. Quan Gia Trạch tuy căm hận Hoàng Di Nương, cũng oán trách phụ thân tuyệt tình, nhưng hắn thật sự chưa bao giờ nghĩ đến việc bản thân có muốn nạp thiếp hay không. Rốt cuộc, trong thời đại này, chỉ cần có tiền, nam nhân có thể dễ dàng dưỡng thiếp thị cùng thứ tử thứ nữ, mà không phải làm rể hay dựa vào gia đình vợ mà sống. Không chỉ nam nhân, ngay cả nữ nhân, khi đã gả cho người chồng, thường cũng phải vì trượng phu mà nạp thiếp, hoặc thu thêm vài tiểu thiếp, để khi bản thân mang thai hoặc không tiện hầu hạ chồng thì có người thay thế. Thê tử của Quan Gia Trạch là một tiểu thư thế gia, sau khi thành thân vẫn theo sự phân phó của mẫu thân, chuẩn bị cho trượng phu một vài nha hoàn hầu hạ. Tuy nhiên, sau khi kết hôn, Quan Gia Trạch lại vội vàng tham gia thi hương, khiến cho Hoàng Di Nương Khổng Thị lo lắng con trai mới nếm thử nữ sắc có thể bị mê hoặc, nên đã tạm thời ngăn cản con dâu này không hành động quá hiền thục. Quan Gia Trạch tâm tư không đặt vào nữ sắc, tất cả sự chú ý của hắn đều dồn vào khoa cử, tiền đồ, huynh đệ tình và những trận đấu trí với Quan Gia Hưng. Vì thế, những hành động và suy nghĩ của thê tử đối với việc này, hắn cũng không mấy để tâm. Nếu có thể có thêm hai tiểu thiếp xinh đẹp ôn nhu hầu hạ, hắn đương nhiên không phản đối, cũng không thấy khó chịu. Đó vốn là tính cách của đàn ông, chẳng có gì lạ. Nhưng lúc này, Đỗ Cẩm Ninh nói ra những lời như một tiếng chuông cảnh tỉnh, khiến hắn lập tức tỉnh táo lại, như thể được quán đỉnh, không khỏi nhận ra những suy nghĩ của mình vừa rồi. Đúng, 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 ngươi nói rất đúng. Hắn lau mồ hôi, ta thật sự không nghĩ đến chuyện này, suýt nữa đã làm như cha ta. Một trận mồ hôi lạnh lại vã ra, hắn tinh tế suy ngẫm những lời Đỗ Cẩm Ninh vừa nói, rồi nhớ lại những gì đã xảy ra giữa hắn và thê tử. Cuối cùng, hắn trịnh trọng gật đầu, ta hiểu rồi, ta sẽ không nạp thiếp. Thê tử của ta cũng không tệ, ta sẽ không phụ nàng, càng sẽ không nạp thiếp, sinh thêm thứ tử thứ nữ, đặt cả gia đình vào tình huống nguy hiểm. Ngươi hiểu là tốt. Đỗ Cẩm Ninh gật đầu, chỉ mong ngươi nương đừng trách ta vì đã nói những lời này. Làm mẫu thân, ai mà không hy vọng con mình có thể gặp nhiều may mắn, nhiều phúc phần. Ta nương thâm chịu đau khổ, nàng sao lại trách ngươi? Quan Gia Trạch đáp. Đỗ Cẩm Ninh mỉm cười khổ sở, lắc đầu. Có một số nữ nhân, dù chính bản thân đã thâm chịu đau khổ, nhưng khi đổi được thân phận, lại dùng những quan niệm ấy để làm hại người khác. Chẳng hạn như, nhiều năm sau, những bà vợ tức phụ sau khi thành gia, liền quên đi những khổ sở năm xưa, rồi giống như bà của mình, hà khắc, ngược đãi con dâu. Hoặc như, chính mình thâm hận chồng nạp thiếp, nhưng khi đến chuyện của nhi tử, lại chỉ mong hắn nạp thêm vài thiếp, sợ con dâu và nhi tử tình cảm quá tốt, làm như thế là muốn hãm hại họ. Nhân tính thật sự là phức tạp và khó hiểu nhất trên đời. Đỗ Cẩm Ninh suy nghĩ một chút, những lời này của mình nếu lọt vào tai Khổng Thị, không biết sẽ gây ra bao nhiêu phiền toái. Nàng không sợ Khổng Thị, nhưng sợ Khổng Thị sẽ gây chuyện với Quan Nhạc Quần và thê tử của ông, làm phiền lão sư và sư nương. Quan Gia Trạch nhìn thấy Đỗ Cẩm Ninh cười khổ, nghĩ đến sự thành kiến của mẫu thân đối với Đỗ Cẩm Ninh, liền trịnh trọng nói, ngươi yên tâm, ta sẽ không nói với ai về chuyện này, ta nương và muội muội đều không biết. Ta chỉ nói với ngươi là, ta thật sự không muốn nạp thiếp. Đỗ Cẩm Ninh khẽ nhướng mày, không nói lời nào. Trong tình huống này, dù nàng có nói gì, cũng đều không phải là lúc thích hợp. Quan Gia Trạch cũng không ép nàng nói thêm gì, mà tiếp tục lên tiếng, đúng rồi, Đỗ Cẩm Ninh, ngươi thông minh như vậy, ngươi có cách gì giúp ta không? Làm sao để ta có thể hoàn toàn tách được thứ huynh kia ra khỏi cuộc sống của mình? Người này thật sự là quá chán ghét. Trong đầu Đỗ Cẩm Ninh hiện lên hình ảnh của Quan Gia Hưng. Nói thật, các thế gia công tử, sau khi trải qua những năm tháng tu dưỡng, quả thật không có ai là xấu. Hoàng Di Nương bao năm nâng niu Quan Chính Tường như báu vật, diện mạo của ông cũng phải nói là xuất chúng. Thế nhưng, lần đầu tiên nhìn thấy gương mặt của Quan Gia Hưng, Đỗ Cẩm Ninh chỉ muốn quay đi ngay lập tức, không muốn nhìn thêm một lần nào nữa. Dù không phải hắn xấu xí, nhưng trong mắt nàng, Quan Gia Hưng chỉ là một tên nông thôn tiểu tử, chẳng đáng để sợ. Hôm qua, khi hắn xuất hiện trước mặt nàng, khuôn mặt đầy ác ý, không chút che giấu, khiến nàng chỉ muốn tránh xa. Không nói đến Quan Gia Trạch, chính nàng cũng không muốn phải tiếp tục nhìn gương mặt đó nữa. Tuy nhiên, nhúng tay vào chuyện gia đình Quan gia liệu có thật sự là một việc tốt? Dù cho tình cảm giữa Quan Gia Trạch và Quan Gia Hưng có thể được hóa giải, về sau có thể làm anh em hòa thuận, nhưng với mối quan hệ của Quan Gia Trạch và phụ thân Quan Chính Tường, liệu có thể chấp nhận được sự can thiệp của một người ngoài như nàng không? Nàng, một kẻ nhỏ bé, chỉ là một cử nhân, sao lại dám can thiệp vào tranh chấp thê thiếp của Lễ Bộ Thượng Thư và huynh đệ nhà họ Quan? Việc này thật sự là không thể quản, vô luận từ bất kỳ phương diện nào mà nói, nàng đều không có tư cách nhúng tay vào. Tuy vậy, Quan Gia Trạch đã đến xin giúp đỡ, nàng lại không thể mặc kệ, càng không muốn khiến tâm trạng của hắn thêm phần nặng nề. Đỗ Cẩm Ninh từ từ nâng mắt, lặng lẽ liếc nhìn Quan Gia Trạch, rồi bắt đầu lừa dối hắn. Cái này thì ta không giỏi, nhưng ta có thể nói cho ngươi một điều, nếu muốn đánh bại ai, ngươi phải tìm ra nhược điểm của đối phương. Một khi tìm được, cứ bám vào điểm yếu ấy, dù cao ngất cũng có thể hạ gục được. Thấy ánh mắt thất vọng của Quan Gia Trạch, nàng lại trầm giọng nói tiếp, ngươi thứ huynh này chẳng có gì đặc biệt. Hắn chỉ dựa vào mẹ mà thôi. Về sau khi ngươi lên quan, sẽ gặp phải nhiều đối thủ giảo hoạt hơn hắn, chẳng lẽ lúc đó ngươi lại đến tìm ta giúp đỡ? Bây giờ ngươi sợ gì? Cứ yên tâm mà làm, chỉ cần nhớ kỹ, muốn đánh bại hắn, không thể để hắn dựa vào cái gì, phải làm cho hắn mất đi chỗ dựa. Hắn dựa vào cái gì? Cần ta nhắc ngươi không? Quan Gia Trạch lắc đầu, như ngộ ra điều gì, ánh mắt sáng lên. Hắn nghĩ đến, Quan Gia Hưng dựa vào Hoàng Di Nương, mà Hoàng Di Nương lại dựa vào hắn, phụ thân Quan Chính Tường. Chỉ cần khiến Quan Chính Tường ghét bỏ họ, thì mọi chuyện tự nhiên sẽ không còn là vấn đề. Nhưng làm sao để làm cho phụ thân ghét bỏ họ đây? Mẫu thân lại đưa hai tiểu thiếp có tư sắc đến, cũng chưa thể làm Hoàng Di Nương thất sủng, vậy còn có cách nào khác để khiến nàng thất sủng? Nghĩ đến đây, mắt Quan Gia Trạch chợt sáng lên, hắn vừa định mở miệng nói ra suy nghĩ của mình. Đình đình đình. Đỗ Cẩm Ninh vội vã giơ tay lên, làm dấu hiệu ngừng lại, ngươi có ý gì, đừng nói cho ta biết. Quân không mật tắc thất thần, thần không mật tắc thất thân, tiết lộ bí mật có hại cho thần. Đây là quân tử phải thận trọng, đừng để lời nói lọt ra ngoài. Sau này nhớ kỹ, có chuyện gì thì cứ gọi người làm là được, đừng đem chủ ý nói ra. Ai biết tường có tai không? Quan Gia Trạch theo bản năng nhìn ra ngoài cửa, đúng lúc nhìn thấy Diêu Thư Kỳ bước lên cầu thang, đang tiến về phía cửa. Có lý, có lý. Quan Gia Trạch vội vàng gật đầu, còn đưa tay che miệng, không nói không nói. Đỗ Cẩm Ninh chỉ biết lắc đầu, không nói gì. Lần gặp lại sau 2 năm, Quan Gia Trạch lúc này quả thật khác biệt rất nhiều so với trước đây, hắn giờ đây trông thật thành thục, ổn trọng, không còn là thiếu niên thiếu kinh nghiệm nữa. Nhưng giờ nàng mới hiểu, cái tính cách đậu bức ấy, thật ra không phải là hắn không sửa đổi, mà chỉ là hắn đã giấu đi, trở nên tinh tế hơn mà thôi. Dư quản gia chắc là có việc tìm ngươi, ngươi trước lo xử lý công việc, lát nữa ta sẽ dẫn ngươi đi xem tòa nhà. Quan Gia Trạch nói. Đỗ Cẩm Ninh ngạc nhiên, ngươi tới là dẫn ta đi xem tòa nhà sao? Đúng vậy. Ta tứ thúc nói, tối hôm qua ngươi đến quá muộn, dù có qua cũng chẳng thấy rõ. Nhưng không xem thì cũng không thỏa đáng, nên phái người gọi ta đến dẫn ngươi đi xem. Tòa nhà đó ta đã nhận, chỉ cần nói một tiếng là có thể vào. Quan Gia Trạch vỗ vỗ ngực, tự tin nói. Đỗ Cẩm Ninh chỉ biết lắc đầu, trong lòng cảm thán, cái tên này, đến nửa ngày mà không đề cập chính sự, cứ tưởng hắn chỉ tới phun tào. Nàng quay đầu nhìn về phía Diêu Thư Kỳ, có chuyện gì sao? Diêu Thư Kỳ vội vàng đáp, ta chỉ đến hỏi về tòa nhà thôi. Thái thái bảo ta tìm người hỏi thăm, ta tới đây là muốn hỏi thiếu gia chỉ thị. Nói xong, hắn nhìn Đỗ Cẩm Ninh bằng ánh mắt nghi hoặc, rồi lại nhìn sang Quan Gia Trạch. Tòa nhà mà Quan Nhạc Quần đã nhắc đến tối qua, nói là để dành cho Đỗ Cẩm Ninh. Nhưng vì con đường tòa nhà khó đi, có nhiều người đang dòm ngó, không biết có thể mua được không. Diêu Thư Kỳ lo lắng, không vui, nên tối qua Đỗ Cẩm Ninh về nhà cũng không nói với Trần Thị về tòa nhà. Diêu Thư Kỳ tự nhiên cũng không biết gì. Nghe vậy, Đỗ Cẩm Ninh liền kể lại chuyện tối qua với Quan Nhạc Quần, rồi đứng dậy nói, đi thôi, chúng ta cùng nhau đi xem tòa nhà. Diêu Thư Kỳ nghe xong, rất vui mừng, vội nói, ta đi gọi người chuẩn bị xe ngựa. Nói xong, hắn liền chạy đi. Đi thôi, chúng ta ra ngoài. Đỗ Cẩm Ninh quay sang nói với Quan Gia Trạch. Hai người chậm rãi bước ra cửa, hướng đại môn đi. Khi đến gần cửa lớn, Lỗ gia sa phu đã đợi sẵn, xe ngựa cũng đã chuẩn bị xong, Diêu Thư Kỳ và Ung Phúc Lai đứng bên cạnh chờ. Ung Phúc Lai là người chuyên lái xe cho Đỗ Cẩm Ninh, nhưng hắn đối với kinh thành hoàn toàn không quen thuộc, vì vậy mỗi lần ra ngoài, nàng đều phải nhờ Lỗ gia sa phu. Ung Phúc Lai đi theo, cũng nhân tiện học lộ trình. Đám người lên xe ngựa, Ung Phúc Lai và sa phu ngồi ở xe thùng, cùng nhau hướng Quan Trạch đi. Xe ngựa đi qua, ăn xong bữa cơm, dưới sự chỉ dẫn của Quan Gia Trạch, họ tiến vào một con đường nhỏ. Phía trước không xa sẽ đến, Quan Gia Trạch nói. Đỗ Cẩm Ninh vén rèm xe lên, liếc mắt một cái, không khỏi nhướng mày, này không phải nhà ngươi sao? Tòa nhà này có phải là cùng nhà ngươi ở trên cùng một con phố không? Khu vực này khá rộng, hôm qua Quan Nhạc Quần có nói qua, ta còn tưởng sẽ cách một đoạn khá xa mới đúng. Quan Gia Trạch lắc đầu, chỉ là cùng một con phố thôi, thực ra là nhà ta cách vách, chỉ cách một cái ngõ nhỏ mà thôi, không phải gần lắm. Vậy à, Đỗ Cẩm Ninh hơi ngạc nhiên. Sau này ta dọn về đây, chúng ta sẽ gần nhau hơn. Ngày thường không có việc gì, có thể gọi nhau qua uống trà, chuyện trò, thật sự là rất tiện. Quan Gia Trạch vui vẻ nói. Đúng vậy, đúng vậy. Đỗ Cẩm Ninh đáp qua loa, trong lòng không khỏi có chút không vui. Nàng không thích Quan gia lắm, không muốn lại gần họ như vậy. Nếu nàng có điều gì muốn giấu, Quan Gia Trạch lại là người quen thuộc, thật không dễ chịu. Xe ngựa chạy qua cửa lớn Quan gia, lại đi thêm một đoạn, dừng lại trước một cổng lớn. Quan Gia Trạch dẫn đầu xuống xe, rồi di một tiếng. Đỗ Cẩm Ninh theo sau xuống xe, hỏi hắn, sao vậy? Quan Gia Trạch nhìn về phía cổng, lắc đầu vẻ khó hiểu, cửa sao lại không mở. Nói xong, hắn đi qua, hô to hai tiếng, nhưng vẫn không có ai trả lời. Hắn quay lại giải thích với Đỗ Cẩm Ninh, những tòa nhà như thế này, khi hộ bộ bán đi, thường sẽ thuê người trông coi để tránh bị kẻ xấu làm hư hại, hoặc để người cũ vào lấy đồ đạc. Những tòa nhà kiểu này, cửa luôn đóng kín, phải có người đến xem mới mở ra. Nhưng giờ cửa mở mà không có người, thật sự là không bình thường. Không có ai ở đây, bọn họ cũng không thể tùy tiện đi vào. Đỗ Cẩm Ninh nghĩ một lúc rồi nói, nếu vậy, ngươi thử gọi thêm lần nữa xem. Quan Gia Trạch lại hô hai tiếng, nhưng vẫn không có ai đáp lại. Cuối cùng, hắn chỉ có thể đi vào trong, gọi to thêm một lần. Cuối cùng, một giọng nam từ sâu trong nhà vọng ra, đến đây rồi. Chưa đầy một lát, một lão nhân bước ra, theo sau là hai nam nhân và hai hạ nhân. Nhìn qua trang phục của họ, hai nam nhân mặc áo lụa, lưng đeo ngọc bội, khí chất khác biệt, rõ ràng là những người có địa vị và tài sản. Đỗ Cẩm Ninh trong lòng cảm thấy có chút không ổn. Lý đại gia, ta dẫn người đến xem tòa nhà, đã cùng hộ bộ sử đại nhân trao đổi qua. Quan Gia Trạch bước lên trước, nói xong, trong tay liền lấy ra một tấm thẻ bài. Đây chính là bằng chứng của hộ bộ. À, Lý lão nhân có chút khó xử, chỉ tay về phía hai nam nhân, hai vị này cũng là hộ bộ sử đại nhân mời đến để xem tòa nhà. Làm sao có thể? Quan Gia Trạch ngạc nhiên, sắc mặt có chút giận dữ. Hai nam nhân không nói gì, chỉ từ trong tay áo lấy ra một tấm huy chương đồng, ánh sáng lấp lánh, đối với Quan Gia Trạch mà nói rõ ràng. Quả nhiên là bằng chứng của hộ bộ, giống hệt như trong tay Quan Gia Trạch. À. Quan Gia Trạch nhìn Đỗ Cẩm Ninh một cái, trong lòng không biết phải nói gì. Hộ bộ sử đại nhân, lúc còn nhỏ, chính là người bạn thân chí giao của Quan Nhạc Quần. Sau khi tòa nhà này được hộ bộ tiếp nhận, đại nhân đó đã luôn giữ lại cho Quan Nhạc Quần. Vì tòa nhà này gần Quan gia, Quan Nhạc Quần đã từng nói muốn mua, và nó quả thật rất hợp với nhu cầu của ông. Mặc dù sau này Quan Nhạc Quần không muốn sống quá gần huynh trưởng trong hậu trạch, nhưng vẫn để lại tòa nhà cho con cháu trong gia đình, vì vậy hộ bộ vẫn lưu lại. Tuy nhiên, bây giờ lại xuất hiện hai người lạ nói muốn đến xem tòa nhà, chuyện này thật sự rất kỳ lạ. Đỗ Cẩm Ninh vẫy tay ngừng hắn, rồi quay sang nói với Lý lão nhân, Lý đại gia, chúng ta có thể vào xem không? Có thể. Lý lão nhân vội vàng gật đầu, Đỗ tiểu thư cùng Quan thiếu gia là đã nhận chỉ thị từ hộ bộ sử đại nhân, ta tự nhiên không dám ngăn cản. Đi thôi, chúng ta vào. Đỗ Cẩm Ninh kéo Quan Gia Trạch đi, dẫn đầu tiến vào. vào chính viện, tiếp tục đi vào trong, rõ ràng không có ai theo sau. Đỗ Cẩm Ninh mới hỏi, nếu tòa nhà này có hai nhà cạnh tranh, hộ bộ xử lý như thế nào? Bán đấu giá, ai trả giá cao thì được. Quan Gia Trạch đáp, thông thường, những tòa nhà này sẽ được bán đấu giá, nhưng triều đình có phúc lợi cho quan lại, vì vậy không bán ra ngoài mà cho phép trong nội bộ tiêu thụ. Nếu tòa nhà trong một thời gian dài không bán được, mới có thể đấu giá cho công chúng. Đỗ Cẩm Ninh gật đầu, không nói gì nữa, chỉ lặng lẽ quan sát xung quanh. Tòa nhà này mặc dù không thể so với Quế Tỉnh Phủ, nhưng cũng rất rộng rãi, hình dáng vuông vắn, rất hợp quy tắc. Tòa nhà có 3 gian trước sau, mỗi gian đều vuông vức. Ngoài chính phòng còn có một gian phòng tối và 2 gian phòng nhỏ bên trái, phải, bị một bức tường ngăn thành 2 sân. Sau khi xem xong, Đỗ Cẩm Ninh không khỏi cảm thấy không hài lòng. Các tỷ tỷ đều đã xuất giá, trong nhà chỉ còn lại nàng và mẫu thân Trần Thị làm chủ. Nàng cùng Trần Thị đều là xuất thân thảo căn, gia đình không có nền tảng vững chắc, lại đơn giản thuần túy, không có gia giảng bãi tràng, cho nên trong nhà trừ những hạ nhân cần thiết, không có ai rảnh rỗi. Mặc dù hạ nhân đều ở trong phòng sau, nhưng phòng ốc nhiều như vậy, sao có thể không có việc gì mà để trống? Không phải chỉ cần thêm 2 hạ nhân để quét dọn sao? Trần Thị chịu ảnh hưởng của nàng và Đỗ Phương Huệ, giờ cũng dần thích những thứ hoa thảo, nhưng khu vườn này, ngoài vài cây hoa và 2 luống huê thực dược, những nơi khác hầu như chỉ có gạch xanh. Trần Thị còn chẳng tìm được chỗ để trồng loại cây mà mình yêu thích. Phòng nhiều, nhưng lại không có một khu vườn hoa cỏ nào. Với một tòa nhà như vậy, đối với những gia đình đông người thì rất thích hợp, nhưng với nàng mà nói, thực sự không hài lòng. Nếu như Tề Mộ Viễn ở đây, chắc chắn sẽ nghĩ cho nàng, đặt mình vào hoàn cảnh của người khác để suy nghĩ. Nhưng Quan Gia Trạch lại là người tính tình tùy tiện, chỉ một lòng muốn Đỗ Cẩm Ninh sống gần hắn, để sau này có thể thường xuyên lui tới, cho nên hắn vẫn luôn rất phấn chấn về việc mua tòa nhà này. Hắn đã sớm tính toán sẵn, đệ nhất tiếng làm ngoại viện, ngươi có thể ở đó đọc sách, viết tự, tiếp đãi khách nhân, đệ nhị tiếng làm khách viện, tỷ tỷ ngươi các nàng tới chơi sẽ có nơi nghỉ ngơi, đệ tam tiếng làm mẫu thân ngươi chỗ ở, sau này ngươi thành thân, đông viện làm tân phòng của ngươi, có hài tử thì có thể ở tây viện. Nam nhi 7 tuổi sẽ chuyển về đệ nhị tiếng sân. Đỗ Cẩm Ninh bật cười, ngươi thật sự là biết cách sắp xếp. Đó là đương nhiên. Quan Gia Trạch đắc ý nói, dù sao ta cũng đã thành gia, ở phương diện này, tự nhiên là kinh nghiệm hơn ngươi nhiều. Đi thôi, ra ngoài đi. Đỗ Cẩm Ninh vẫy tay, bảo hắn ra ngoài. Khi đến chỗ người gác cổng, Quan Gia Trạch nhìn thấy mấy người kia đã đi rồi, cửa chính lại bị buộc chặt từ bên trong, liền quay sang hỏi Lý lão nhân, Lý đại gia, mấy người kia là ai? Lý lão nhân vốn chỉ là người được hộ bộ thuê để canh giữ tòa nhà này bán cho ai, hắn không quan tâm, cũng sẽ không tham gia vào những cuộc cạnh tranh này. Tuy nhiên, vì Quan Gia Trạch là thiếu gia của Quan gia, hắn trước kia đã gặp qua, cũng biết Quan Gia Trạch là con trai của Lễ bộ thượng thư, cho nên hắn không ngại giúp đỡ một phen. Lý lão nhân đáp, ta vừa hỏi qua, họ là Trần gia, năm xưa Trần đại nhân là công bộ đồn Điền Thanh lại tư chủ sự, còn người kia là em vợ của ông ấy. Đỗ Cẩm Ninh và Quan Gia Trạch nhìn nhau, hai người đều nhíu mày. Quan Nhạc Quần hiện giờ là công bộ đồn Điền Thanh lại tư chủ sự, mà Trần gia không chỉ là đồng liêu của ông ấy, mà còn là bạn cùng cấp. Tòa nhà này vốn là hộ bộ sử đại nhân cố ý giữ lại cho Quan Nhạc Quần, vậy mà Trần chủ sự sao lại biết được, còn đúng lúc đến đây xem xét. Đi, ra ngoài đã, trong chốc lát ta sẽ cho người đi hỏi một chút. Quan Gia Trạch nói, rồi cùng Lý lão nhân cáo từ. Hai người dẫn theo Diêu Thư Kỳ cùng nhau ra cửa, lên xe ngựa. Lúc này, Quan Gia Trạch mới lên tiếng, ngươi có thể chưa biết về cái tranh chấp kia. Hắn chỉ lên bầu trời, trong các bộ, có người bị thay thế, tạo ra một số khoảng trống. Tứ thúc ta đang hy vọng được thăng chức làm đồn Điền Thanh lại tư Lang Trung, từ 9 lục phẩm lên 9 ngũ phẩm, còn Trần đại nhân cũng nhìn trúng vị trí đó, đang cùng tứ thúc ta cạnh tranh. Đỗ Cẩm Ninh nhíu mày, vẻ mặt nghiêm trọng. Với tính tình của Quan Nhạc Quần, nếu ông đã cố gắng vì nàng giữ lại tòa nhà này, ông sẽ không nói chuyện này ra ngoài, bởi vì làm vậy có thể khiến hộ bộ sử đại nhân gặp rắc rối. Nếu không, sao lại có sự việc này xảy ra? Dù sao, việc quan trọng là tòa nhà phải mua được. Tứ thúc ta dự tính sẽ đợi đến khi thời gian thích hợp, đợi ngươi đi hộ bộ làm thủ tục. Ta nghĩ ngươi không ngại, có thể sớm hành động, đi trước sẽ chiếm ưu thế. Quan Gia Trạch nói. Đỗ Cẩm Ninh gật đầu. Dù nàng không hoàn toàn hài lòng với tòa nhà này, nhưng vì Quan Nhạc Quần đã bỏ công sức vì nàng, nàng cũng không thể để người khác, đặc biệt là đối thủ của Quan Nhạc Quần, chiếm ưu thế. Dù thế nào, việc mua tòa nhà này cũng phải được làm cho xong. Xe ngựa đến công bộ, theo chỉ thị của Quan Gia Trạch, người gác cổng đã vào trong gọi Quan Nhạc Quần cùng gã sai vặt ra, rồi nhẹ nhàng nói rõ sự tình để ông vào thông bẩm. Chẳng bao lâu sau, Quan Nhạc Quần vội vã đi ra. Đi, ta dẫn các ngươi vào hộ bộ. Quan Nhạc Quần không nói hai lời, vung tay lên rồi bước ra ngoài. Lục bộ của triều đình tuy nằm cùng một khu, nhưng các bộ không phải là có một cổng chung, mà mỗi bộ đều có cổng riêng, giữa các bộ là một bức tường hoặc một con ngõ nhỏ. Đại gia không cần xe ngựa, theo sau Quan Nhạc Quần đi một đoạn, đến trước cửa hộ bộ, nơi có treo thẻ bài. Trạch Ca Nhi, các ngươi ở đây chờ, ta dẫn Cẩm Ninh vào là được. Quan Nhạc Quần nói. Quan Gia Trạch ở Kinh Thành đã 2 năm, thỉnh thoảng sẽ đến nha môn tìm Quan Nhạc Quần hoặc Quan Chính Tường, nên hắn cũng quen với quy tắc ở đây. Không có việc gì, người ngoài không thể tùy tiện vào, dù sao họ là thân phận bạch thân, không mặc quan phục đi vào sẽ khó tránh khỏi bị chú ý, nếu không có ai dẫn đường, thì càng dễ bị giữ lại, phải chờ người nhà tới nhận. Hắn đáp ứng một tiếng, rồi cùng Diêu Thư Kỳ lùi về sau vài bước, đứng cách viện môn một chút. Quan Nhạc Quần và Đỗ Cẩm Ninh vào trong sân hộ bộ. Đỗ Cẩm Ninh theo Quan Nhạc Quần đi vào, chỉ thấy trong sân có người đang cãi cọ ầm ĩ, mơ hồ nghe thấy từ lương thực. Tuy cách khá xa, nhưng cũng đủ biết là đang tranh luận chuyện gì. Cả hai đi thêm một đoạn, Quan Nhạc Quần dẫn nàng vào một căn nhà. Đỗ Cẩm Ninh nhìn thấy ngay trong phòng hai người đàn ông mà nàng đã gặp không lâu đang đứng, cùng một quan viên chừng 40 tuổi đang trao đổi gì đó. Các ngươi như vậy, thật khó làm việc. Quan viên kia nói. Quan Nhạc Quần và Đỗ Cẩm Ninh bước qua, gọi lớn, Sử Quân. Quan viên kia ngẩng đầu lên, thấy Quan Nhạc Quần và Đỗ Cẩm Ninh, sắc mặt lập tức dịu xuống, mỉm cười nói, các ngươi đến vừa lúc. Hắn chỉ vào Trần Chủ Sự, nói, vị này là Trần Chủ Sự, nghe nói từ đâu biết được tòa nhà bên cạnh nhà ngươi sẽ bán, nên muốn cùng ngươi cạnh tranh. Trên đường, Quan Nhạc Quần và Đỗ Cẩm Ninh đã bàn luận qua. Nếu Trần Chủ Sự muốn đấu giá, thì đấu giá cũng được. Tuy nhiên, nếu giá quá cao, Quan Nhạc Quần đã khuyên Đỗ Cẩm Ninh không nên tiếp tục tham gia đấu giá, vì tòa nhà dù vị trí không tồi nhưng giá cao thì không có lợi. Đỗ Cẩm Ninh tự nhiên đồng ý. Đấu giá cũng tốt. Quan Nhạc Quần nhìn Trần Chủ Sự, ánh mắt lạnh nhạt. Vậy nếu hai nhà cùng đến, bây giờ trực tiếp đấu giá luôn sao? Sử Quân hỏi. Được. Ta không có ý kiến. Quan Nhạc Quần và Trần Chủ Sự đều gật đầu tán thành. Sử Quân lập tức mời một đồng liêu vào, làm chứng cho cuộc đấu giá. Chúng ta đã làm định giá cho tòa nhà này, giá khởi điểm là 3.500 lượng bạc. Mỗi lần tăng giá, phải là 100 lượng. Bây giờ bắt đầu. Sử Quân thông báo. Trần Chủ Sự, người em vợ của ông, lập tức đưa ra giá, 3.800 lượng bạc. Quan Nhạc Quần nhìn Đỗ Cẩm Ninh một cái, ra hiệu nàng tiếp tục. Đỗ Cẩm Ninh, sau khi nhận được sự thông cảm từ lão sư giới cao đừng chụp, trong lòng liền hạ quyết tâm không mua tòa nhà này, mà còn để Trần Chủ Sự cùng gã em vợ của hắn một phen. Hiện giờ nàng chỉ là một cử nhân, cho dù sang năm có thể đỗ tiến sĩ, cũng chỉ là một tiểu quan hạng 7, hạng 8. Với vị thế như vậy, trong mắt những thế gia đại tộc, nàng và bình dân cũng chẳng khác biệt là mấy. Vị trí của một người, có được tôn trọng hay không, không phải nhìn ngươi đang ở nơi nào, mà là ngươi có xứng đáng hay không. Nghèo ở chợ đông không ai hỏi, giàu nơi núi thẳm có khách tìm, chính là lý do đó. Nếu nàng là một người có thể làm đại sự, mặc cho tòa nhà ở trong xóm nghèo, cũng sẽ có người tìm tới nàng. Những kẻ nịnh nọt sẽ tự động đến làm láng giềng. Đã quyết định, Đỗ Cẩm Ninh lần nữa khôi phục trạng thái quyết đoán như Oscar ảnh đế khi đưa ra quyết định. Nàng nhìn qua Sử đại nhân, rồi lại nhìn qua Trần Chủ Sự và người em vợ của hắn, lúc này mới do dự nói, 4.000 lượng. Nói xong, ánh mắt của nàng lướt qua Quan Nhạc Quần, tự hồ muốn nhận được sự xác nhận từ hắn. Quan Nhạc Quần đã cùng Đỗ Cẩm Ninh sống chung vài 3 năm, hiểu rõ nàng là người như thế nào. Thấy nàng biểu hiện như vậy, hắn không khỏi hiểu rằng, nàng muốn y chơi y một phen. Đỗ Cẩm Ninh dù xuất thân không cao, lại chưa từng trải qua những cảnh đời phức tạp, nhưng tính cách lại vô cùng tự tin và phóng khoáng. Nàng luôn tự tin rằng, dù gặp phải ai, từ người bình thường cho đến hoàng đế, nàng cũng không bao giờ sợ hãi. Quan Nhạc Quần thì ngược lại, không lo nàng không đủ mạnh mẽ, chỉ lo nàng sẽ quá mạnh mẽ, vô tình gây ra chuyện không đáng có. Nếu đệ tử muốn ê chơi người, thì vẫn là đối thủ mà thôi, sao Quan Nhạc Quần lại không phối hợp với nàng chứ? Hắn lập tức cau mày, nhìn Đỗ Cẩm Ninh một cái, rồi khẽ vỗ râu, chậm rãi gật đầu. Khi đã ra quyết định, hắn bước lên gần Đỗ Cẩm Ninh, thấp giọng nói, đừng ra giá quá cao, 3.800 lượng vốn là mức giá thị trường. Nếu quá cao, sẽ không có lợi. Tòa nhà này tuy không lớn, nhưng yên tĩnh. Trần Chủ Sự và em vợ của hắn cũng đứng không xa. Quan Nhạc Quần nói rất nhỏ, nhưng ba người kia vẫn nghe thấy. Sử Quân mặt không biểu cảm, ánh mắt cũng không hề liếc về phía Quan Nhạc Quần, vẻ mặt vẫn giữ dáng điệu công bằng của một người làm việc theo quy tắc. Trần Chủ Sự và em vợ của hắn trao đổi ánh mắt, trên mặt trồi lên một nụ cười khinh thường, trong lòng lại hừ một tiếng, coi thường Quan Nhạc Quần. Quả thật là ở nông thôn lâu rồi, chẳng có chút khí phách gì. Tòa nhà này sao có thể chỉ dựa vào giá thị trường để cân nhắc? Nếu không phải các thương gia giàu có đang tranh nhau, thì lấy đi bán với giá 1 vạn lượng bạc, ai mà không muốn. Nhưng đương nhiên, nếu bán ra ngoài, khẳng định không được, bởi vì những hộ gia đình xung quanh, đặc biệt là quan gia, sẽ không chấp nhận. Hợp đồng mua bán phải có chữ ký của những người xung quanh, và người mua cũng phải có thân phận tương xứng hoặc có tiền đồ sáng sủa, có tiềm lực. Trần Chủ Sự liếc mắt ra hiệu cho cậu em vợ, ý bảo hắn ra giá. Cậu em vợ nhận được tín hiệu của tỷ phu, tin tưởng sẽ làm tăng giá, liền ra một cái mức giá đầy tàn nhẫn, tính toán dọa cho Đỗ Cẩm Ninh bỏ chạy, 4.500 lượng. Đỗ Cẩm Ninh quả nhiên bị con số này dọa cho hoảng sợ, nàng ngơ ngác nhìn Trần gia cậu em vợ, tự hồ không thể tin vào giá cả này. Mau lên đi, còn có việc. Trần Chủ Sự không kiên nhẫn thúc giục, không nói ta, dù là quan đại nhân, ngươi cũng phải về nha môn làm việc chứ. Không thể ở ngoài này lâu quá được. Đỗ Cẩm Ninh bị Trần Chủ Sự nói vậy làm cho hơi bị hoảng hốt, vội vàng nói, 4.600 lượng. Mới chỉ thêm 100 lượng, có vẻ như rất keo kiệt. Trần cậu em vợ biểu môi, không thèm để ý đến tỷ phu, thẳng thừng nói, 4.800 lượng. Đỗ Cẩm Ninh nhút nhát liếc nhìn Trần Chủ Sự, ánh mắt cúi xuống, cắn môi, từ kẽ răng thốt ra mấy chữ, 5.000. 5.100 lượng. 5.000 lượng là 5.000 lượng, rồi lại thêm 100, thực sự chẳng phải là hào phóng gì. Trần cậu em vợ tuy trong lòng khinh bỉ Đỗ Cẩm Ninh, nhưng hắn cũng cảm thấy nghiêm trọng hơn. Tòa nhà này không lớn, mỗi tiếng diện tích không rộng, dù có chút phụ gia nhưng nhiều nhất cũng chỉ hợp lý ở mức 4.500 lượng, thêm nữa cũng không có lời. Rốt cuộc bán đi cũng không kiếm được gì, mà 5.000 lượng đối với hắn mà nói, quả thật là một số tiền rất lớn. Mua một tòa nhà tam tiến với giá 5.000 lượng, có đáng không? Trong lòng hắn hơi lưỡng lự, ra giá cẩn thận, 5.200 lượng. Đỗ Cẩm Ninh nhìn sắc mặt hắn, đoán được Trần cậu em vợ đang cân nhắc giới hạn tâm lý của mình. Nàng cố tình biểu lộ vẻ do dự, ánh mắt cầu xin nhìn về phía Quan Nhạc Quần, như thể muốn nói, lão sư, ta không thể tiếp tục, chúng ta không cần phải tranh cãi về việc này nữa, đừng mua nữa. Quan Nhạc Quần, chẳng hổ là lão sư xuất sắc, không hổ là diễn viên học viện, hắn ngay lập tức nhận ra Đỗ Cẩm Ninh muốn chơi trò. Hắn ánh mắt sắc bén nhìn Trần Chủ Sự, lại âm trầm nhìn Đỗ Cẩm Ninh. Đỗ Cẩm Ninh không khỏi co rúm một chút, rồi thấp giọng như mũi kêu, 5.300 lượng. Trần cậu em vợ nghe vậy, cảm giác kiêu ngạo bỗng nhiên tăng lên nhiều, trong chốc lát quên mất tòa nhà có đáng giá hay không, liền lập tức trả giá, 5.500 lượng. Đỗ Cẩm Ninh tự hồ bị dọa sợ, ngơ ngác nhìn Trần cậu em vợ một lúc, ánh mắt nhanh chóng chuyển qua Quan Nhạc Quần, miệng lẩm bẩm, lão sư. Quan Nhạc Quần liếc nhìn nàng với vẻ rất không hài lòng, lập tức tự mình ra giá, 5.800 lượng. Nói xong, hắn cười như không cười nhìn về phía Trần Chủ Sự, tựa như muốn nói, đến đi, ai sợ ai. Trần Chủ Sự hoàn toàn không màng đến quy tắc, hắn muốn trong chuyện mua tòa nhà này dẫm lên Quan Nhạc Quần. Điều này không chỉ vì tòa nhà mà còn là để tranh thắng lợi với Quan Nhạc Quần. Ngay từ đầu, bọn họ đã rất tự tin, khí thế đầy mạnh mẽ, làm sao có thể rút lui và để Quan Nhạc Quần thắng. Hắn lập tức nói, 6.000 lượng. 6.100 lượng. Quan Nhạc Quần đáp lại, mắt lộ ra vẻ sắc bén. 6.300 lượng. Trần Chủ Sự không chịu yếu thế, lập tức ra giá. 6.400 lượng, 6.500 lượng. Khi Trần cậu em vợ nghe thấy con số này, sắc mặt bắt đầu tái đi, hắn bước lên muốn khuyên tỷ phu ngừng cãi vã, nhưng rồi nhìn thấy Đỗ Cẩm Ninh, người vừa rồi vẫn còn nhút nhát sợ sệt, bây giờ lại tiến lên kéo tay áo Quan Nhạc Quần, nhỏ giọng nói, lão sư, tính đi. Quan Nhạc Quần tuy rất có quyết tâm, nhưng vẫn giữ được lý trí. Một mặt vẫn tiếp tục trả giá, mặt khác cũng quan sát sắc mặt đối phương, không muốn bị hố mà lại chôn mình. Khi hắn nhìn thấy Trần cậu em vợ sắc mặt tái nhợt, liền biết sắp tới giới hạn rồi. Đỗ Cẩm Ninh đưa ra thang, hắn lập tức tiếp nhận, mỉm cười, ha ha, 6.500 lượng, nhường cho ngươi. Trần chủ sự thấy vậy, trong lòng đắc ý vô cùng, hừ lạnh một tiếng, đưa tay ra như đang thỏa mãn sự chiến thắng, làm ra vẻ mặt phong độ, nói, đa tạ, đa tạ. Quan Nhạc Quần chẳng thèm để ý đến Trần chủ sự, quay đầu lại với Sử Quân, cười nói, Sử đại nhân, ta đi trước, ngươi vội. Nói xong, hắn kéo Đỗ Cẩm Ninh đi ra ngoài, vừa đi vừa tiếp tục nói, 6.500 lượng, giá gốc đã gấp đôi, thật đúng là coi tiền như cỏ rác, ha ha. Trong khi nói, hai người đã ra khỏi cửa, càng đi càng xa. Trần chủ sự nghe vậy, tức giận đến mặt đỏ bừng, cười lạnh nói, không có tiền còn muốn mua tòa nhà, thật là chẳng biết tự lượng sức mình. Xoay người, hắn vung tay ra hiệu cho cậu em vợ, lại đây, cùng Sử đại nhân làm thủ tục. Trần cậu em vợ sắc mặt trắng bệch, đứng ngây người một lúc lâu, không dám nhúc nhích. Sử Quân lạnh lùng quan sát cảnh tượng này, suốt cả quá trình hắn đều giữ im lặng, sắc mặt không biểu lộ gì. Khi Quan Nhạc Quần cáo từ, hắn chỉ hơi gật đầu, nét mặt vẫn không thay đổi, không một chút tươi cười. Thấy Trần cậu em vợ vẫn đứng yên, Sử Quân liền trầm mặt lại, nghiêm giọng nói, tham gia đấu giá quan phủ, không thực hiện đúng quy trình, sẽ bị tính là lừa gạt, xử lý theo tội gian lận. Quan viên đi cùng Sử Quân cũng nhíu mày nhìn về phía Trần cậu em vợ, lạnh lùng nói, ngươi đừng với ta nói là không có tiền, nếu không đủ, tòa nhà này bỏ qua đi. Không đúng, sẽ không. Trần cậu em vợ càng lúc càng hoang mang, lắp bắp nói. Hắn đã theo tỷ phu tới đấu giá, mọi quy trình đều đã rõ ràng, tự nhiên biết nếu không thể mua được tòa nhà, hậu quả sẽ ra sao. Đây không phải là một buổi đấu giá thương mại bình thường, nơi này là quan phủ tổ chức, hậu trường chính là hoàng đế. Nếu dám vượt quá quyền hạn mà chơi đùa, hoàng đế sẽ không ngần ngại trừng trị, buộc ngươi phải dọn nhà khỏi kinh thành. Trần cậu em vợ vừa lau mồ hôi, vừa cố nén nước mắt, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, theo Sử Quân làm thủ tục chuyển nhượng tên tòa nhà. Đến khi bị khí thế dồn ép, đầu óc chóng mặt, cuối cùng Trần chủ sự mới từ từ tỉnh lại. 6.500 lượng. 6.500 lượng a. Thị trường giá chỉ có 3.800 lượng, mặc kệ tòa nhà này có bao nhiêu giá trị chính trị phụ gia, sao có thể đáng giá gấp đôi như vậy? Đây là bị Quan Nhạc Quần lừa gạt sao? Quan Nhạc Quần, ta sẽ không để yên đâu. Dù Trần chủ sự trong lòng thế nào, Quan Nhạc Quần và Đỗ Cẩm Ninh đều vui vẻ bước ra khỏi sân, hắn còn an ủi vỗ vỗ Đỗ Cẩm Ninh vai, không mua được tòa nhà này cũng không sao, Sử Quân tay còn có vài tòa nhà tốt, lúc nào chúng ta lại chọn một cái khác. Lão sư, ta muốn một chỗ có sân vườn rộng rãi, phòng ốc không cần quá nhiều, nhưng đất trống thì phải có, tốt nhất có thể trồng được 1-2 mẫu đồng ruộng. Đỗ Cẩm Ninh nói, ngài cũng biết, mấy năm nay ta chuyên nghiên cứu giống lúa, ta không muốn đến kinh thành rồi lại bỏ qua việc này. Đỗ Cẩm Ninh, mỗi lần nghiên cứu về giống lúa, đều sẽ viết thư gửi cho Quan Nhạc Quần để báo cáo một chút. Quan Nhạc Quần tự nhiên biết rõ điều này, nếu không, hắn cũng sẽ không xin được chỉ thị điều nhập công bộ. Nghe vậy, hắn gật đầu, xem ra ta đã sơ suất. Không mua được tòa nhà này, quả thật là một điều tốt. Rồi lại nói, được, ta sẽ nhờ Sử Quân giúp ngươi xem xét một chút. Đỗ Cẩm Ninh vội vàng nói, Sử đại nhân tay trong tay không có tòa nhà nào giống vậy, huống chi những quan viên như ta thì chẳng mấy ai thích. Ta nghĩ hay để Diêu Thư Kỳ trong nơi đó xem qua, cố gắng tìm thêm cơ hội. Như vậy cũng tốt. Quan Nhạc Quần gật đầu tán đồng. Nói chuyện một hồi, hai người đã đến cửa lớn hộ bộ. Khi Diêu Thư Kỳ thấy bọn họ ra ngoài, lập tức tiến lên hỏi, sao rồi? Tòa nhà mua được chưa? Không có, bị Trần chủ sự làm hỏng. Đỗ Cẩm Ninh kể lại sự tình, cười nói, chúng ta cũng không có thiệt thòi, làm cho bọn họ phải hối hận rất nhiều. Quan Gia Trạch thở dài, bóp cổ tay, ai, như vậy thì chúng ta chẳng thể làm hàng xóm được rồi. Diêu Thư Kỳ nghe thấy giá cả lên đến 6.500 lượng bạc, trong lòng cảm thấy may mắn, may mà thiếu gia không vì muốn làm vui lão sư mà tùy tiện tranh cãi với người khác, phí tiền vô nghĩa. Hắn vội vàng nói, trong nước có câu, dù láng giềng ở xa hay gần, có tâm thì luôn gặp mặt. Chỉ cần có tâm, ở nơi nào cũng có thể gặp nhau mỗi ngày. Nghe xong, Đỗ Cẩm Ninh không nhịn được mà cười. Nàng vỗ vỗ Diêu Thư Kỳ trên cánh tay, nói, lão Diêu, ngươi quả thật rất có học thức. Diêu Thư Kỳ biết thiếu gia đang trêu đùa mình, nhưng vẫn vui vẻ đáp, đúng vậy, lão Diêu ta cũng đã đọc qua sách vở. Mọi người đều cười vang. Khi đến gần công bộ, Đỗ Cẩm Ninh dừng bước, quay sang nói với Quan Nhạc Quần, lão sư, ngài đi trước, chúng ta về thôi. Rồi lại hỏi, ngài về nhà sao? Quan Nhạc Quần gật đầu, đúng vậy, hạ nha rồi sẽ trở về. Hắn nghĩ đệ tử có chuyện muốn nói, nhưng thấy nàng không có gì muốn bàn, liền không hỏi nữa, chỉ dặn dò một câu, trên đường cẩn thận, rồi quay lại nha môn. Đỗ Cẩm Ninh sau khi làm xe ngựa đưa Quan Gia Trạch về, mới quay lại Lỗ gia. Một hồi sau, nàng đóng cửa thư phòng, bắt đầu viết vẽ vẽ. Thời gian trôi qua nhanh chóng, khi nhìn ra ngoài, trời đã chiều, nàng đoán thời gian quan viên về nhà cũng gần. Lúc này, nàng lấy một tờ giấy, cẩn thận gấp lại và nhét vào phong thư lớn, dùng hồ dán kín miệng phong. Sau đó gọi Diêu Thư Kỳ lại gần. Ngươi tự mình đến quan gia một chuyến, nhớ phải giao thư này tận tay cho lão sư. Nếu không gặp được hắn, thì đừng mở thư ra, chỉ nói là đi tặng lễ. Vì việc mua tòa nhà này, ta muốn cảm ơn lão sư, vì vậy ta bảo ngươi mang một ít điểm tâm qua để kính hiếu lão sư và sư mẫu. Vâng, thiếu gia yên tâm, ta nhất định sẽ làm tốt. Diêu Thư Kỳ nhận thư, cẩn thận bỏ vào ngực, sau đó mới cáo lui ra ngoài. Ra khỏi sân Lỗ gia, hắn lại đi một vòng qua phòng bếp, lấy điểm tâm mà đầu bếp đã chuẩn bị sẵn. Vì Trần Thị và Đỗ Cẩm Ninh đều đã hứa với nhau về việc sẽ đến ở chung, nên Lỗ Tiểu Bắc đã mời một vị sư phó làm đồ ăn. 2 ngày qua, vị sư phó này đã làm đủ thứ món ngon, nhưng gia đình cũng không ăn hết. Diêu Thư Kỳ không quan tâm đến Quan Nhạc Quần thích ăn gì, chỉ chọn những món đẹp mắt rồi lập tức mang đến quan gia. Đúng lúc Đỗ Cẩm Ninh hỏi, Quan Nhạc Quần và Đỗ Cẩm Ninh đều vội vàng rời đi, về nhà thay trang phục, rồi ngồi trong sảnh đợi. Kết quả không đợi được Đỗ Cẩm Ninh, mà lại đợi Diêu Thư Kỳ. Quan Nhạc Quần ngạc nhiên nói, tiểu tử này làm gì thế? Diêu Thư Kỳ không vội báo tin, mà trước tiên dâng điểm tâm lên, thiếu gia nhà ta nói, quan đại nhân đã phải vất vả rồi. Đây là phòng bếp làm điểm tâm, không phải những món gì cao lương mỹ vị, chỉ là tấm lòng hiếu kính với quan đại nhân và thái thái. Mặc dù không đợi được đệ tử, nhưng có thể nhận được món điểm tâm đệ tử gửi đến, Quan Nhạc Quần vẫn rất hài lòng, cười nói, được rồi, ta nhận lấy. Trở về nói cho hắn, làm khó hắn rồi. Diêu Thư Kỳ lúc này mới nói, thiếu gia còn có một phong thư rất quan trọng, bảo tôi nhất định phải giao tận tay cho đại nhân. Quan Nhạc Quần cười nhạt, trên mặt tươi cười không thay đổi, tuy trong lòng có chút nghi hoặc nhưng cũng không hỏi thêm gì. Hắn đứng dậy, đi thôi, theo ta vào thư phòng. Nói xong, hắn dẫn Diêu Thư Kỳ vào phòng. Chưa kịp vào, hắn liền sai người hầu không cần vào, chỉ dặn dò, ở ngoài cửa canh chừng, nếu có ai đến thì báo cho ta biết. Khi vào trong phòng ngồi xuống, hắn mới hỏi, thư đâu? Diêu Thư Kỳ từ trong lòng ngực rút ra phong thư, cung kính trao cho Quan Nhạc Quần. Cổ nhân luôn coi trọng sĩ diện và lời hứa, với những người thân cận hoặc người nhà, thư tín luôn phải kín đáo, không để lộ ra ngoài. Đặc biệt, Diêu Thư Kỳ là thân tín của Đỗ Cẩm Ninh, hắn nhận thư và chỉ định giao cho Quan Nhạc Quần, theo lý mà nói, phong thư này lẽ ra không cần phong kín, chỉ là một cách thức thông thường. Thế nhưng, phong thư này lại được dán kín mít bằng hồ, cách thức này tựa như một dấu hiệu của sự không tin tưởng. Nhưng nếu không tin tưởng Diêu Thư Kỳ, sao lại sai hắn mang thư đi? Đỗ gia đâu phải chỉ có một mình hắn là hạ nhân. Hơn nữa, Đỗ Cẩm Ninh hiện tại không phải có việc gì quan trọng lắm, sao lại cần phải thông qua thư tín? Nếu chuyện thật sự quan trọng, sao không tự mình tới nói, mà lại phải viết vào trong thư? Mọi thứ có vẻ đều quá kỳ quặc. Quan Nhạc Quần nhìn phong thư trong tay, rồi liếc Diêu Thư Kỳ một cái, trong lòng không khỏi cảm thấy bối rối. Hắn cầm lấy cây kéo, cẩn thận mở phong thư, từ từ rút tờ giấy bên trong ra. Diêu Thư Kỳ vốn quen nghe theo lệnh của Đỗ Cẩm Ninh. Hắn cảm thấy thiếu gia dù làm gì đều có lý do của riêng mình. Như khi thiếu gia bảo hắn mang thư cho Tần lão lục, cũng phong kín như vậy, không phải vì không tin tưởng người mà là để giữ phép tắc. Vì thế, Diêu Thư Kỳ cũng không cảm thấy có gì sai trái. Tuy vậy, hắn vẫn không khỏi tò mò, không biết trong thư này thiếu gia viết gì cho Quan Nhạc Quần. Quan Nhạc Quần mở tờ giấy ra, mắt liếc qua từng trang, càng đọc càng không kiên nhẫn, hết trang này lại đến trang khác. Mỗi trang hắn dừng lại một lúc không lâu. Khi đến trang cuối cùng, có vẻ như Đỗ Cẩm Ninh đã viết ra một đoạn dài, làm hắn phải tốn chút thời gian để đọc. Không biết trong thư viết gì, nhưng khi Quan Nhạc Quần đọc xong, môi hắn run rẩy, đôi mắt từ từ mờ đi, ướt dần lên. Cẩm Ninh. Hai chữ như nghẹn lại trong cổ họng, hắn tựa như mới nhận ra thanh âm của mình đã trở nên khàn đặc lại còn mang theo chút nghẹn ngào. Hắn vội vàng quay mặt đi, chớp mắt vài lần, cố gắng đẩy đi cảm giác nghẹn ngào trong lòng, nhưng dù có làm như vậy, hắn cũng không thể lấy lại được bình tĩnh. Hắn ngơ ngẩn nhìn tờ giấy trong tay, không biết trong đầu đang nghĩ gì. Hắn vẫn giữ nguyên tư thế như vậy, trầm mặc một chén trà nhỏ. Mãi đến khi thở dài một hơi, hắn mới lên tiếng, ngươi về nói với thiếu gia nhà ngươi, cảm ơn hắn thay ta. Lòng tốt của hắn ta đã nhận. Ta không nói lời cảm tạ, nhưng sẽ luôn ghi nhớ trong lòng. Vâng, Quan đại nhân. Diêu Thư Kỳ lên tiếng, trong lòng càng thêm tò mò về phong thư trong tay Quan Nhạc Quần. Tuy nhiên, hắn vẫn giữ đúng bổn phận của mình, không dám hỏi Quan Nhạc Quần đó là gì. Thấy Quan Nhạc Quần cúi đầu xem nội dung trong thư, sắc mặt có phần ngạc nhiên, Diêu Thư Kỳ vội vàng nói, không biết Quan đại nhân còn có điều gì phân phó. Nếu không có, tiểu nhân xin phép cáo từ. Quan Nhạc Quần dường như lúc này mới nhớ ra còn chưa đuổi Diêu Thư Kỳ đi. Hắn vội xua tay, không có việc gì, ngươi trở về đi. Vâng, tiểu nhân cáo lui. Diêu Thư Kỳ hành lễ rồi lui ra ngoài. Mặc dù trong lòng vô cùng tò mò về phong thư đó, nhưng khi trở về Lỗ gia, hắn cũng không hỏi Đỗ Cẩm Ninh. Nhìn thấy Hứa Thành Nguyên đang cùng Đỗ Cẩm Ninh thảo luận công việc, hắn không tiến lên bẩm báo, chỉ lặng lẽ đứng bên hầu hạ. Mãi đến khi Hứa Thành Nguyên quay về viện của mình, Diêu Thư Kỳ mới tiến lại gần Đỗ Cẩm Ninh, thành thật bẩm báo, Quan đại nhân xem thư xong dường như rất kích động, ông ấy nói tâm ý của thiếu gia hắn đã nhận, không nói lời cảm tạ nhưng sẽ ghi nhớ trong lòng. Đỗ Cẩm Ninh liếc hắn một cái, hài lòng gật đầu, ngươi làm rất tốt. Mặc dù Hứa thiếu gia là ta tỷ phu, nhưng có một số việc ta không muốn họ biết. Ngươi đã giúp ta tránh cho họ xử lý những việc này, làm rất đúng. Nói rồi, nàng lại dặn dò, ngày mai ta sẽ cùng đại cô gia đi xem học đường. Việc tìm tòa nhà giao cho ngươi, ngươi nhớ tìm thêm vài người để hỏi, xem có chỗ nào phù hợp thì nói cho ta biết. Vâng. Diêu Thư Kỳ đáp. Thiếu gia. Hắn ngẩng đầu nhìn Đỗ Cẩm Ninh, hỏi tiếp, Tề thiếu gia chẳng phải nói sẽ giúp ngài vào Thái học sao? Sao ngài lại muốn tự mình đi tìm học đường? Thái học. Đỗ Cẩm Ninh nhẹ nhàng lặp lại hai chữ, thở dài một hơi, Thái học không dễ dàng vào như vậy. Nếu có tư học phù hợp, chẳng nhất thiết phải tiến vào Thái học. Diêu Thư Kỳ không khỏi ngơ ngác. Trước đây Tề Mộ Viễn đã nói rõ, Tề Bá Côn có thể giới thiệu Đỗ Cẩm Ninh vào Thái học. Tề Bá Côn hiện nay là người được Tân Hoàng tín nhiệm, ông là trợ thủ đắc lực giúp Tân Hoàng lên ngôi, công lao vô cùng lớn, hiện tại không chỉ giữ chức thượng thư lại bộ mà còn kiêm nhiệm chức thái phó của hoàng tử, đồng thời là Văn Hoa Điện đại học sĩ. Văn Hoa Điện đại học sĩ từ trước đến nay là chức danh của thái tử thái phó. Dù Tân Hoàng chưa lập thái tử, nhưng việc phong Tề Bá Côn làm đại học sĩ cho thấy việc lập thái tử chỉ còn là vấn đề thời gian. Hơn nữa, Tân Hoàng có ý định giao lại sự nghiệp vương triều cho Tề Bá Côn, có thể thấy được ông được yêu mến và tin cậy. Thái học tuy là học phủ quốc gia tối cao, nhưng với thân phận và địa vị của Tề Bá Côn hiện nay, muốn cho ai vào Thái học cũng chỉ cần một lời nói. Vậy mà tại sao thiếu gia lại nói Thái học khó vào như vậy? Diêu Thư Kỳ cảm thấy khó hiểu. Nhưng Đỗ Cẩm Ninh không giải thích, hắn cũng biết không thể hỏi thêm nữa. Thiếu gia nếu không có gì phân phó, tiểu nhân xin phép lui. Hắn nói, rồi cúi đầu chờ đợi lệnh. Từ từ đã. Đỗ Cẩm Ninh gọi Diêu Thư Kỳ lại, nhưng nàng không vội vã lên tiếng. Nàng đưa mắt ra ngoài cửa sổ, thấy sắc trời vẫn còn sớm, liền chậm chậm nói, thôi thì, ta nghĩ vẫn là hiện tại đi một chuyến tới Tề Phủ. Tề Gia Gia đối đãi ta không tệ, ta đã đến Kinh Thành, dù sao cũng phải đến thỉnh an lão nhân gia một chuyến. Ngươi gọi người chuẩn bị xe ngựa, đem lễ vật mang theo, cùng ta đi Tề phủ. Vâng. Diêu Thư Kỳ nhanh chóng hành lễ, rồi vội vàng lui ra ngoài, đi chuẩn bị xe ngựa. Tề gia và Quan gia tòa nhà tuy đều là thế gia đại tộc, nhưng lại không ở cùng một khu vực. Mặc dù Tề gia qua bao nhiêu thế hệ làm quan, nhưng trước kia chức quan của Tề Bá Côn không cao, cho nên chỉ có thể ở thành Nam, cách thành Đông một khoảng. Sau khi Tề Bá Côn thăng chức làm lại bộ thượng thư, cũng không chuyển nhà tới khu vực gần Quan gia. Lỗ Tiểu Bắc nơi này tòa nhà gần Tề gia hơn một chút, ngồi xe qua lại chỉ mất một chén trà nhỏ công phu. Ở kinh thành như vậy thành phố lớn, đã là khoảng cách khá gần. Dù là Tề gia hay Quan gia, lúc Lỗ Tiểu Bắc mới vào kinh thành, cũng đã từng tới thăm qua, còn có Tề Mộ Viễn và Quan Gia Trạch đưa thư giới thiệu. Lỗ gia sa phu đối với những tuyến đường này cũng không cảm thấy lạ lẫm. Chẳng bao lâu sau, xe ngựa đã dừng lại trước cửa Tề phủ. Người gác cổng vào thông báo một lát, Tề Mộ Viễn liền vội vã bước ra, cao hứng hỏi Đỗ Cẩm Ninh, ngươi sao lại đến lúc này? Ta còn tưởng rằng ngươi muốn sáng mai mới tới. Ta cố ý đến thỉnh an Tề gia gia, đương nhiên phải nhân lúc ông lão còn ở nhà thì đến rồi. Đỗ Cẩm Ninh cười đáp. Tề Mộ Viễn vừa mời nàng vào, vừa lắc đầu nói, vậy thì ngươi có lẽ sẽ thất vọng rồi, tổ phụ của ta chẳng bao giờ chịu ngồi yên, đâu có lúc nào nhàn rỗi ở nhà. Nhìn xem, trời cũng đã sắp tối mà ông ấy vẫn chưa về. Đỗ Cẩm Ninh cũng đoán được tình huống này. Tân Hoàng đăng cơ, nhân sự không dễ dàng bổ sung. Tề Bá Côn làm người tâm phúc của Tân Hoàng, ngoài việc phải lo việc giáo dục hoàng tử, còn phải bổ sung các quan chức bị trục xuất trong quá trình đoạt đích, điều này quả thật là công việc vô cùng bận rộn. Vậy nên, việc Tề Bá Côn không có ở nhà là chuyện hết sức bình thường. Đỗ Cẩm Ninh mỉm cười nói, dù có ở nhà hay không, ta đã đến đây một chuyến rồi. Có ở hay không là việc của lão nhân gia, còn việc ta đến hay không, chính là chuyện của ta. Lễ nghi thì không thể thiếu. Tốt thật. Tề Mộ Viễn gật đầu, dù sao ngươi đã đến, cả nhà chúng ta ai nấy đều vui mừng. Hôm qua tổ phụ còn nhắc tới ngươi mãi, cha mẹ ta và đệ đệ cũng đều mong muốn được gặp ngươi. Đỗ Cẩm Ninh hơi dừng bước, sau đó cười nói, ta đến đây, đương nhiên cũng là để thỉnh an bá phụ bá mẫu. Tề gia tòa nhà so với Quan gia có phần rộng rãi hơn, kiến trúc phong cách cũng tương tự như Phủ Thành hay Tề Trạch ở Ly Thủy huyện, đều là trồng đầy cây cối hoa cỏ, vừa nhìn vào là thấy sinh khí bừng bừng, lịch sự tao nhã mà thanh u, có lẽ vì Tề gia dân cư không quá đông đúc, nên không cần quá nhiều phòng ốc. Tề Mộ Viễn dẫn Đỗ Cẩm Ninh tham quan Tề phủ, đồng thời phân phó hạ nhân đi bẩm báo với phụ thân Tề Văn Thông. Sau khi Đỗ Cẩm Ninh cùng hắn dạo một vòng quanh ngoại viện, khi đến thính đường, họ thấy trong đó đã có một nam tử trung niên và một tiểu nam hài ngồi chờ. Tề Văn Thông tướng mạo thanh tú, khí chất nho nhã, vừa nhìn là một người đã đọc đủ thi thư, không hề có vẻ gì là một người thường xuyên tiếp xúc với đồng ruộng. Vãn bối Đỗ Cẩm Ninh, kính cẩn thỉnh an Tề bá bá. Đỗ Cẩm Ninh vào trong, cúi đầu thật sâu hành lễ. Đứng lên, đứng lên. Tề Văn Thông đứng dậy, thân thủ đỡ nàng dậy, nhìn nàng mỉm cười nói, ta thường nghe phụ thân nhắc tới ngươi, khen ngợi không ngớt, đã lâu muốn gặp, hôm nay gặp mặt quả nhiên là không hề sai. Bá phụ khen ngợi, tiểu tử thật sự xấu hổ. Đỗ Cẩm Ninh mỉm cười đáp lại. Tề Văn Thông trò chuyện vài câu với nàng, rồi vẫy tay gọi tiểu nhi tử của mình. Bảo Mộ Lâm, ngươi không phải luôn nói muốn gặp Cẩm Ninh ca ca sao? Còn không mau đến hành lễ. Tề Mộ Lâm hiện giờ đã 9 tuổi, thân thể có chút gầy yếu, không như những đứa trẻ khác chắc nịch, nhưng dung mạo lại giống Tề Mộ Viễn đến 7-8 phần. Cậu bé nhẹ nhàng lên tiếng, nét mặt lễ độ, Mộ Lâm xin chào Cẩm Ninh ca ca. Thấy Tề Văn Thông và Tề Mộ Lâm cùng nhau dễ dàng hòa hợp, Đỗ Cẩm Ninh không khỏi thở dài nhẹ nhõm một hơi, nàng cũng không biết vì sao mình lại khẩn trương như vậy. Vừa rồi, khi Tề Văn Thông thấy nàng, cũng đã dành cho nàng lễ nghi, và Đỗ Cẩm Ninh cũng không quên lễ phép đáp lại Tề Mộ Lâm. Đỗ Cẩm Ninh mỉm cười, đưa tay từ Diêu Thư Kỳ lấy ra một bức tranh, trao cho Tề Mộ Lâm, nghe ca ca ngươi nói ngươi thích vẽ tranh, ta không biết tặng ngươi gì, liền vẽ cho ngươi một bức tranh của chính mình. Thật sao? Tề Mộ Lâm ánh mắt sáng lên, vui mừng đến mức không biết phải nói gì cho phải. Đỗ Cẩm Ninh đã từng gặp qua Tề Mộ Lâm, khi tổ phụ từ Quế Tỉnh trở về, ông mang về cho hắn 2 bức tranh. Hôm qua khi huynh trưởng sửa sang lại hành lễ, Tề Mộ Lâm cũng đã nhìn thấy vài bức trong đó. Tề Mộ Viễn rất yêu thích những bức tranh của Đỗ Cẩm Ninh, mỗi năm vào sinh nhật hắn, mọi lễ vật đều không cần, chỉ cần Đỗ Cẩm Ninh vẽ cho một bức tranh là đủ. Vì vậy, trong tay Tề Mộ Viễn đã có không ít tranh của Đỗ Cẩm Ninh. Đỗ Cẩm Ninh vẽ tranh phương Tây theo thấu thị Pháp, ánh sáng và bóng tối được xử lý rất độc đáo, làm cho bức tranh càng thêm sống động, mang đậm phong cách cá nhân. Điều này khiến Tề Mộ Lâm vô cùng ngưỡng mộ và yêu thích, đồng thời cũng rất hâm mộ huynh trưởng vì có thể sở hữu nhiều bức tranh như vậy. Hôm nay, khi Đỗ Cẩm Ninh tặng Tề Mộ Lâm một bức tranh của chính mình, sao có thể không khiến cậu bé vui mừng đến như vậy? Cảm ơn Cẩm Ninh ca ca. Tề Mộ Lâm nâng bức tranh lên, cung kính hành lễ với Đỗ Cẩm Ninh. Đỗ Cẩm Ninh vội bước đến nâng cậu bé dậy, lại hỏi, Cẩm Ninh ca ca có thể dạy ngươi vẽ tranh được không? Tất nhiên rồi. Đỗ Cẩm Ninh cười đáp, ta và ca ca ngươi tình như huynh đệ, ngươi là huynh đệ của ta. Về sau chỉ cần ngươi muốn, có thể thường xuyên đến tìm ta, ta sẽ hết sức dạy ngươi, không có gì giấu giếm. Cảm ơn Cẩm Ninh ca ca. Tề Mộ Lâm vui sướng, mặt nhỏ cũng đỏ bừng. Không cần gọi ta là ca ca, chỉ cần gọi Cẩm Ninh ca là được. Đỗ Cẩm Ninh nghe thấy bốn chữ Cẩm Ninh ca ca luôn có một cảm giác kỳ lạ, giống như bị ngứa da, khiến nàng nhớ đến những tiểu thư trong các tiểu thuyết hoặc các nữ phụ với giọng nói ngọt ngào. Khi nàng vừa dứt lời, một hạ nhân vội vã bước đến, khom người báo cáo, lão gia, biểu thiếu gia cùng biểu cô nương tới rồi. Chưa kịp nghe xong lời báo cáo, ba người trẻ tuổi bước vào, lập tức hành lễ với Tề Văn Thông, dượng. Sau đó, họ chào hỏi Tề Mộ Viễn và Tề Mộ Lâm, Sa đệ, Lâm đệ. Vị cô nương kia khoảng 14, 15 tuổi, mặc bộ váy đỏ, ngũ quan xinh đẹp, khí chất thanh xuân, đầy sức sống. Sau khi hành lễ với Tề Văn Thông, nàng nhìn về phía Tề Mộ Viễn, ánh mắt long lanh, giọng nói mơ hồ mang chút kiều mị, Mộ Sa ca ca. Đỗ Cẩm Ninh không kìm được mà rùng mình, cảm giác như toàn thân nổi đầy da gà. Tề Văn Thông thấy hai người cháu gái và cháu trai nhìn về phía Đỗ Cẩm Ninh, liền vội vàng giới thiệu, đây là bạn tốt của Mộ Viễn ở Quế Tỉnh, Đỗ Cẩm Ninh. Sau đó, ông chỉ vào các vị khách và giới thiệu với Đỗ Cẩm Ninh, Cẩm Ninh, đây là Mộ Viễn đại biểu ca Tô Tuấn, đây là nhị biểu ca Tô Phong, còn đây là biểu muội Tô Tụ. Mọi người lại cùng nhau chắp tay thi lễ. Ngươi chính là Đỗ Cẩm Ninh nhà, mấy ngày nay biểu đệ có nhắc tới ngươi rất nhiều. Tô Tuấn, một thanh niên khoảng 18, 19 tuổi, nhìn Đỗ Cẩm Ninh với ánh mắt đầy tò mò, không có chút ác ý nào. Nhưng Tô Phong lại khác. Hắn nhìn Đỗ Cẩm Ninh từ trên xuống dưới, sắc mặt lạnh nhạt, ánh mắt mang chút khinh miệt. Còn Tô Tụ, sau khi sơ qua hành lễ với Đỗ Cẩm Ninh, quay đầu liền hỏi Tề Mộ Viễn, Mộ Sa ca ca, hôm nay sao không đến nhà ta? Mẹ ta suốt ngày nhớ ngươi. Tề Mộ Viễn tự hồ không nghe thấy lời của Tô Tụ, chỉ lẳng lặng nhìn Đỗ Cẩm Ninh, ánh mắt tràn đầy sự quan tâm, như thể đang lo lắng nàng không thể ứng đối một cách tốt đẹp với huynh muội nhà Tô. Tô Tụ có chút buồn bực, cắn nhẹ môi, rồi mới nghiêng đầu nhìn Đỗ Cẩm Ninh một cái. Vừa rồi, nàng chỉ chú tâm vào Tề Mộ Viễn, mặc dù Tề Văn Thông đã giới thiệu nàng và Đỗ Cẩm Ninh, nhưng nàng lại chẳng để ý đến nữ tử trước mặt. Nhưng lúc này, khi nàng nhìn kỹ, nàng mới nhận ra Đỗ Cẩm Ninh thật sự rất xinh đẹp, hình như còn xinh đẹp hơn cả nàng một chút. Làn da trắng nõn, ngũ quan thanh tú, nhìn qua rõ ràng có vẻ dịu dàng quyến rũ, làm người không khỏi sinh lòng yêu mến. Nhưng trong lòng Tô Tụ vẫn cảm thấy Tề Mộ Viễn mới là người đẹp nhất. Hắn tuấn lãng vô cùng, lại không thiếu khí khái của nam tử Hán, đặc biệt là khi hắn mỉm cười nhạt, như là núi xa sông dài, thần thái phiêu dật, thanh nhã không nói nên lời. Vì thế, ánh mắt của nàng lại quay về với Tề Mộ Viễn, không thể không thừa nhận, trong lòng vẫn hướng về hắn. Tề Mộ Viễn không giống như Quan Gia Trạch, tính tình tùy tiện, vô tâm. Hắn rất tinh tế và mẫn cảm, cảm giác còn nhạy bén hơn người thường một chút. Khi Tô Tụ lộ ra ánh mắt không mấy thiện cảm, hắn cũng đã nhận ra, dù là trước đây, hắn cũng sẽ không như vậy thiếu lễ phép. Dù sao, đây là biểu muội của hắn, cho dù không thích, cũng phải giữ thể diện cho cửu cửu. Nhưng khi Đỗ Cẩm Ninh vừa mới dạy Tề Mộ Lâm không gọi nàng lại Cẩm Ninh ca ca, mà Tô Tụ lại ngay lập tức gọi hắn lại Mộ Sa ca ca, điều này khiến hắn đột nhiên cảm thấy không thể chấp nhận. Hắn có cảm giác nếu mình đáp lại nàng với cách xưng hô ấy, Đỗ Cẩm Ninh có thể sẽ không để ý đến hắn nữa. Mặc dù hắn không hiểu vì sao lại có cảm giác như vậy, nhưng đó là một trực giác mãnh liệt. Hắn bắt đầu cảm thấy ánh mắt của Tô Tụ đối với mình cũng chẳng mấy thiện cảm. Đại biểu ca, đây là Đỗ Cẩm Ninh, bạn thân của ta. hắn lần này đến kinh thành là để tham gia ân khoa vào năm sau. Tề Mộ Viễn bước tới, giới thiệu Đỗ Cẩm Ninh với Tô Tuấn. Tề Mộ Viễn với vẻ ngoài trang nhã, dù đã chú ý tới sự lạnh nhạt của Tô Tụ đối với Tề Văn Thông, nhưng chỉ cho rằng nàng không nghe thấy lời của Tô Tụ. Lo lắng Tô Tụ sẽ cảm thấy xấu hổ, lại sợ nhi tử mình quá mức thất lễ, Tề Mộ Viễn đẩy nhẹ cuộn tranh đang chuẩn bị xem cho Tề Mộ Lâm, nhẹ nhàng nói, Mộ Lâm, ngươi đi tiếp đón một chút biểu tỷ đi. Tề Mộ Lâm vốn được sủng ái, nghe vậy có chút không vui, liếc nhìn Tô Tụ một cái, rồi thấp giọng lầm bầm, nàng chỉ có mắt nhìn mỗi ca ca thôi, ta cùng nàng nói chuyện, nàng cũng chẳng để ý đến. Nói xong, lại tiếp tục vuốt ve bức tranh. Tề Văn Thông nghe thấy, liếc mắt nhìn Tô Tụ, quả nhiên thấy nàng vẫn đang chăm chú nhìn Tề Mộ Viễn. Ông không khỏi bật cười. Cũng tốt, trong nhà đã chọn cho bọn họ hai đứa nhỏ, cảm tình tốt là điều đáng mừng, ít nhất không lo việc họ không hợp nhau, sau này hôn nhân không hòa thuận. Đỗ Cẩm Ninh làm người tinh tế, một chút liền nhận ra thái độ của Tô Tuấn đối với nàng và Tô Phong đều giống nhau. Tuy Tô Tuấn có vẻ lớn tuổi hơn, nhưng cảm xúc che giấu rất khéo, không hề lộ ra ngoài. Lúc này, hắn cùng nàng trò chuyện chỉ là vì lễ nghĩa, là nhìn mặt Tề Văn Thông và Tề Mộ Viễn mà thôi. Nàng thầm nghĩ, có lẽ đây là thái độ của đa số thế gia tử đối với những người đến từ nông thôn như bọn họ. Nàng không cảm thấy gì bực bội, chỉ cảm thấy mọi chuyện chẳng có gì thú vị. Nói hai câu, nàng liền chuẩn bị cáo từ, hôm nay đến đây, chủ yếu là để thỉnh an Tề Gia Gia, Tề Bá Bá. Nếu Tề Gia Gia không có ở nhà, nhà ngươi lại có khách nhân, ta xin cáo từ trước. Tề Mộ Viễn, trước kia luôn ở cùng Đỗ Cẩm Ninh, hiện giờ đến kinh thành đã 2 ngày không gặp nàng, đang định tiếp tục cùng nàng trò chuyện thêm chút nữa, thì nghe Đỗ Cẩm Ninh mở miệng muốn cáo từ. Hắn biết nàng không thích phải giao tiếp với những người không thành ý như Tô Tuấn, hắn cũng vậy. Tuy nhiên, đây là thân thích của hắn, không thể trực tiếp đuổi người đi. Chưa đợi Tề Văn Thông nói gì, hắn đã trực tiếp lên tiếng, cũng được, ngày nào rảnh rỗi lại mời ngươi tới đây dùng bữa. Nói xong, hắn bước ra ngoài, đợi Đỗ Cẩm Ninh theo sau. Tề Văn Thông nhìn thấy hành động này của con trai, không khỏi cảm thấy ngạc nhiên. Con trai hắn tuy lạnh nhạt, ít khi thân cận với người khác, nhưng khi cần phải xã giao, luôn có thể làm rất tốt, ít nhất không mất lễ. Nhưng lần này, hắn lại có chút thất lễ, có vẻ như không muốn Đỗ Cẩm Ninh ở lại lâu thêm nữa, không kiên nhẫn chút nào. Tề Văn Thông liếc nhìn Đỗ Cẩm Ninh, lo lắng con trai vô tình làm phật lòng vị bạn tốt của mình. Đỗ Cẩm Ninh chỉ cười nhẹ, không để tâm, chắp tay chào mọi người, cáo từ. Rồi bước theo Tề Mộ Viễn ra ngoài. Khi ra khỏi viện môn, Tề Mộ Viễn quay đầu lại, nói với Đỗ Cẩm Ninh, có phải rất chán không? Ai, khi gặp những người thân thích này, ta thực sự thấy ngán. Bởi vì tổ phụ của ta vừa phục chức quan, thân thích ai nấy đều muốn đến gần gũi. Nghe nói ta trở về, mọi người cũng muốn gặp ta, không thể từ chối. Đỗ Cẩm Ninh thấy hắn vẻ mặt như không còn gì để lưu luyến, không khỏi bật cười, nhẫn nhịn một chút thôi, gặp một lượt rồi sẽ không còn thấy phiền nữa. Còn nữa, ngươi muốn tham gia ân khoa năm sau, sao có nhiều thời gian mà gặp người như vậy? Không cần đọc sách sao? Đúng vậy, tổ phụ ngày sau sẽ nghỉ tắm gội, buổi sáng sẽ dành thời gian đưa chúng ta đến Thái học. Tề Mộ Viễn đáp, lúc vào Thái học, chúng ta sẽ chọn ở lại đó, giống như ở Nam Lộc Thư Viện, khỏi cần chen vào những việc vặt này nữa. Đỗ Cẩm Ninh dừng bước, ngày sau. Tề Gia Gia đã nói chuyện với Thái học bên kia rồi. Tề Mộ Viễn gật đầu, đương nhiên rồi. Tổ phụ đã viết thư thông báo, khi khai ân khoa sẽ có thông báo. Lúc đó, nếu ngươi muốn đi học, chúng ta sẽ làm thủ tục cho ngươi. Đỗ Cẩm Ninh trầm mặc một lúc, không nói gì. Kể từ khi biết được tâm tư của Tề Mộ Viễn, thực ra nàng đã có ý muốn giữ khoảng cách với hắn. Dù sao, tình cảm giữa họ trước đây quá thân thiết, gần như thủ túc, khiến nàng không thể đột ngột cắt đứt. Hơn nữa, Tề Mộ Viễn không chỉ là hắn, phía sau hắn còn có Tề Bá Côn, một người có quyền lực lớn. Nàng không muốn vì bản thân mà đắc tội với một người như vậy, dù có không muốn dính dáng đến Tề Bá Côn, nhưng cũng không thể khiến mình có kẻ thù. Hơn nữa, Tề Mộ Viễn đối với nàng luôn giữ một khoảng cách đúng mực. Mối quan hệ của họ như bạn bè, không vượt qua ranh giới. Nàng thật sự không thể không để ý tới hắn. Sau khi đến kinh thành, nàng muốn tranh thủ cơ hội này mà xa cách hắn. Tề Mộ Viễn, ở phủ thành ngoài tổ phụ, chẳng khác gì một người cô đơn. Hiện tại, có cha mẹ, huynh đệ, còn có bạn bè như Tô Tuấn và thân thích khác. Khi vào Thái học, hắn sẽ kết giao với những người có cùng địa vị, cuộc sống sẽ muôn màu muôn vẻ. Khi ở Quế Tỉnh, vì thiếu thốn sự quan tâm từ gia đình, hắn có chút dựa dẫm vào nàng. Nhưng giờ đây, sự phụ thuộc đó cũng nên từ từ biến mất. Đây là con đường đúng đắn mà họ hai người cần phải đi. Tề Mộ Viễn, Đỗ Cẩm Ninh mở miệng. Tề Mộ Viễn dừng lại, nhìn nàng bằng đôi mắt trong veo như núi xa, lặng lẽ quan sát. Ta. Đỗ Cẩm Ninh ngập ngừng một chút, ta vẫn không tiến vào Thái học. Tề Mộ Viễn chỉ khẽ nhướng mày, không nói gì. Thái học, cơ bản đều là thế gia tử. Dù không phải thế gia tử, cũng là thế gia đại tộc hoặc quyền quý thân thích. Ta không muốn trải qua như Kỳ Tư Dục vậy chuyện, ta chỉ muốn lặng lẽ niệm thư mà thôi. Ta tin, ngoài học đường, có tiên sinh chỉ dẫn, học vấn của ta cũng sẽ có phần tiến bộ. Dẫu tiên sinh trình độ có chút hạn chế, nhưng ta có thể toàn tâm toàn ý, tập trung vào học vấn, nghĩ đến cũng có thể bù đắp khiếm khuyết này, huống chi Lục Cửu Uyên tiên sinh họ cũng chuẩn bị lên kinh. Tề Mộ Viễn vẫn lặng lẽ đứng đó, không nói một lời, chỉ chăm chú nhìn Đỗ Cẩm Ninh, đợi nàng dứt lời, không vội đáp lại, khi thấy nàng ngừng nói, hắn mới khẽ mở miệng, nếu ta nói, ngươi đi đâu học đường, ta liền theo ngươi đến đó học thì sao? Đỗ Cẩm Ninh hơi ngạc nhiên, mắt trợn lên một chút, ngươi. Nàng dừng lại một chút, rồi quay mặt đi, không cần, ngươi không cần làm vậy. Ngươi cứ vào Thái học đi. Bạn tốt không cần lúc nào cũng bên nhau. Muốn gặp mặt, nghĩ tắm gội thời gian chúng ta có thể cùng nhau uống trà. Tề Mộ Viễn nâng tay lên, là một cử chỉ yêu cầu dừng lại. Ta hỏi ngươi một câu. Hắn im lặng nhìn nàng, ngươi có phải đang cố tránh ta không? Đỗ Cẩm Ninh không muốn đối mặt trực tiếp với hắn. Nàng và Tề Mộ Viễn lớn lên bên nhau, có chung quan điểm, tính tình hợp nhau, có thể nói là tình đầu ý hợp. Nếu nàng hiện tại là nữ tử, hoặc nàng tính toán trở lại nữ nhi thân, có lẽ nàng sẽ không đẩy Tề Mộ Viễn ra mà sẽ chấp nhận tình cảm của hắn. Nhưng nàng không phải. Nàng vẫn phải giả trai, cô độc mà bước trên con đường này. Lúc này Tề Mộ Viễn rõ ràng hỏi nàng về sự lựa chọn giữa hai con đường, nàng tự nhiên sẽ không, cũng không muốn nói dối. Nàng không tránh ánh mắt của hắn, mà nâng đôi mắt lên, thẳng thắn nhìn về phía hắn, nhẹ gật đầu, là. Tề Mộ Viễn khẽ mím môi, ánh mắt chìm xuống. Đỗ Cẩm Ninh không hề dời mắt, đôi mắt kiên định và sâu sắc, chẳng có chút nào tỏ ra do dự. Tề Mộ Viễn cố gắng nuốt một chút gì đó trong cổ họng, cuối cùng không chịu nổi ánh mắt kiên định ấy, đành phải dời ánh mắt sang nơi khác. Đỗ Cẩm Ninh nhìn thấy, rồi khẽ hạ mi mắt. Môi nàng hơi động, tự hồ muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng lại không nói gì. Nàng quay người, nhanh chóng bước ra ngoài. Tề Mộ Viễn nhìn bóng dáng nàng, không đuổi theo, lặng lẽ đứng đó. Mãi đến khi Đỗ Cẩm Ninh gần đến cửa lớn, chân đã sắp bước qua ngạch cửa, Tề Mộ Viễn mới lên tiếng, gọi theo bóng nàng, ta không đồng ý, ta sẽ không từ bỏ. Trừ khi ngươi nói, ngươi chán ghét ta. Lời hắn như tiếng vang trong sân, Đỗ Cẩm Ninh hơi dừng bước, nhưng bàn chân vẫn kiên định bước qua ngạch cửa, ra ngoài viện môn. Thân ảnh của nàng nhanh chóng biến mất phía ngoài cửa viện. Từ trong phòng, nghe thấy tiếng nói của Tề Văn Thông và Tô Tuấn, mọi người đều đứng dậy, hướng về phía cửa ra, nhìn qua Tề Mộ Viễn. Tô Tụ hỏi, Mộ Sa ca ca, đã xảy ra chuyện gì? Tề Mộ Viễn vẫn còn ngây người, nghe thấy câu hỏi của nàng, liền không quay đầu lại, nhanh chóng xoay người, bước về phía cửa, sau đó từ cửa nách đi qua, vòng quanh vào nội viện, trở về sân của hắn. Tô Tuấn thấy thế, nhíu mày, hỏi Tề Văn Thông, dượng, Mộ Sa biểu đệ có phải hay không chán ghét chúng ta? Làm sao có thể? Tề Văn Thông vội cười đáp, các ngươi là ruột thịt, dù không gặp nhau bao năm, nhưng tình nghĩa vẫn luôn tồn tại. Sau này Tiểu Viễn vào Thái học, cũng sẽ cần nhiều hơn sự trợ giúp của các ngươi. Hắn nhìn bóng dáng Tề Mộ Viễn, thở dài, mấy năm qua, hắn ở huyện một mình, tổ phụ vì quan sự bận rộn, chẳng thể nào chăm sóc đủ, Tiểu Viễn lớn lên dưới sự quan tâm của Đỗ Cẩm Ninh. Các ngươi cũng biết, hắn từ nhỏ tính tình lãnh đạm, ở trong huyện mấy năm, giờ có thể trưởng thành như vậy, Cẩm Ninh ấy, công không thể không nói. Hắn lắc đầu, thở dài, mới vừa rồi hai người bọn họ huynh đệ không biết có phải bị vướng miệng, nháo một hồi không thoải mái. Hắn vung tay, tiếp tục nói, không sao, bọn họ vẫn còn nhỏ, chỉ lát nữa là ổn thôi. Từ trong miệng hắn lộ ra một nụ cười nhẹ, các ngươi vào xem cô đi, bà ấy vẫn luôn nhắc các ngươi đó. Đặc biệt là Tụ tỷ, cô có một khối nguyên liệu tốt, nói rất hợp để làm quần áo cho ngươi. Mặc dù có chút không vui, ba người vẫn không dám thể hiện ra ngoài. Tô gia tuy đông con, nhưng mười mấy năm qua đã suy thoái, vị trí quan lớn nhất cũng chỉ tới ngũ phẩm. Nghe nói, hiện giờ triều đình có khá nhiều chỗ trống, trong khi Tề Bá Côn nắm quyền, Tô gia vẫn luôn cố gắng nịnh bợ, mong ông ấy đề bạt hai người trong nhà. Do đó, trong thời khắc quan trọng này, họ không thể vì chuyện nhỏ mà đắc tội Tề Văn Thông. Dượng, ngài đi đi, chúng ta vào thăm cô. Tô Tuấn dẫn theo đệ đệ và muội cáo từ, cùng đi tìm Tề Mộ Lâm. Lâm ca nhi, đi thỉnh an mẹ ngươi. Tề Mộ Lâm vốn rất muốn xem bức tranh Đỗ Cẩm Ninh tặng mình, đã sớm muốn đi, nhưng do phải giữ thể diện trước gia đình, lúc này mới miễn cưỡng ở lại. Với tính cách của hắn, làm sao có thể an tâm đi vào nội viện xem Tô Tụ và mẹ. Hắn vội xua tay, ta còn có bài vở chưa xong, đi trước làm bài, chút nữa tổ phụ về sẽ mắng ta. Nói xong, không để Tô Tuấn kịp phản ứng, hắn ôm cuộn tranh và nhanh chóng quay người chạy đi. Ba người Tô gia là thường xuyên đến thăm Tề Mộ Viễn mẫu thân Tô Thị, nên không cần người dẫn, dễ dàng vào trong nội viện và đến sân của Tô Thị. Nghe thấy cháu tới, Tô Thị rất vui mừng, vội sai người ra ngoài đón. Sau khi đón ba người vào phòng, bà vui vẻ nói, ta đã cho bếp làm món các ngươi thích ăn, chút nữa ở lại dùng bữa. Bà nhìn thấy ba người và quay sang hỏi, Tiểu Viễn đâu? Sao không thấy hắn cùng các ngươi ở chung? Còn nói gì đâu? Tô Tụ bĩu môi, đi đến bên cạnh Tô Thị ngồi xuống, kéo tay bà làm nũng, vừa hờn dỗi vừa nói, hắn vừa gặp Đỗ Cẩm Ninh và bạn học, chỉ chăm chăm nói chuyện với hắn ta, không thèm để ý chúng ta. Ta gọi hắn mấy tiếng hắn cũng không đáp. Chưa đợi Tô Thị lên tiếng, nàng lại tiếp tục, dù sao cũng vậy. Chúng ta là biểu ca biểu muội, cũng là người trong nhà. Hắn tiếp đón khách ngoài là lẽ dĩ nhiên, nhưng Đỗ Cẩm Ninh đi rồi, lại mặt mày nhăn nhó. Biểu ca không những không bực bội, còn đuổi theo đi, thật là làm ta nhìn không vừa mắt. Tô Thị nghe vậy, nhíu mày, tức giận nói, sao lại thế này? Vừa rồi nghe hạ nhân bẩm báo Đỗ Cẩm Ninh đến, bà còn tính đến khi ăn sẽ mời nàng vào, nhưng giờ lại nghe thế này thì sao? Ai đến nhà người khác làm khách, đặc biệt là lần đầu, lại còn để chủ nhà thấy mặt nhăn nhó. Đỗ Cẩm Ninh sao lại thiếu lễ nghĩa như vậy? Tô Tụ liền kể lại mọi chuyện đã xảy ra. Dù không thêm mắm dặm muối, nhưng nàng đã phóng đại tình huống một chút. Tô Thị nghe xong, lập tức nổi giận, ấn tượng của bà với Đỗ Cẩm Ninh giảm sút hẳn, thật là nông thôn đến, thiếu lễ nghĩa. Nói rồi, bà lại vỗ vỗ tay Tô Tụ, Tiểu Viễn lâu không về, tuy tính tình tốt, nhưng vẫn hơi lãnh đạm. Các ngươi thay ta dạy bảo hắn một chút. Tô Tuấn và hai người muội đều im lặng đáp ứng. Tô Thị lại bảo người lấy nguyên liệu đưa cho Tô Tụ xem. Nhìn qua nguyên liệu vải tốt, Tô Tụ càng thêm xinh đẹp, bà rất hài lòng. Bà luôn thích Tô Tụ rộng rãi, định cho nàng làm dâu trưởng trong nhà. Nhưng vì Tề Mộ Viễn lâu nay ở Quế Tỉnh, chuyện hôn nhân chưa thể quyết, Tô Tụ đã chờ ở đây 2 năm. Giờ Tề Mộ Viễn đã trở về, chính trị ổn định, lúc này là thời điểm đưa việc hôn nhân lên bàn. Nhìn thấy vẻ đẹp của Tô Tụ, bà quay đầu dặn dò nha hoàn, đi, mời đại thiếu gia đến đây, đừng để hắn cứ suốt ngày ở trong thư phòng, giống như con mọt sách. Nha hoàn đi ngay, chẳng bao lâu quay lại bẩm báo, thiếu gia nói, hắn không thoải mái, bảo phu nhân tiếp đãi khách nhân, lát nữa mới tới ăn cơm. Tô Tụ vừa nghe, lập tức nói, chắc là bị cái tên Đỗ Cẩm Ninh làm cho tức giận. Tô Thị tuy có chút bất mãn khi thấy Tề Mộ Viễn không cho nàng mặt mũi trước bà con, nhưng bà cũng hiểu rõ tính tình của đại nhi tử mình. Dù vậy, bà cũng không có phái người đi quấy rầy hắn thêm. Phải đến khi Tô gia tam huynh muội ăn cơm xong và trở về nhà, nàng mới tự mình đi tới sân của Tề Mộ Viễn. Sân này vốn giống như Quế Tỉnh Phủ Thành và Ly Thủy huyện, ngày thường ít khi có ai dám tiến vào, nếu không, Tề Mộ Viễn nhất định sẽ nổi giận. Tô Thị chỉ có thể đứng ở cửa viện, bảo nha hoàn gọi, đại thiếu gia, phu nhân tới thăm ngài. Sau một hồi lâu, Tề Mộ Viễn mới ra tới, mở cửa, khuôn mặt không biểu cảm nhìn Tô Thị, lạnh lùng hỏi, mẫu thân có chuyện gì? Không có chuyện gì, sao ta không thể tới xem ngươi? Tô Thị giận dữ liếc hắn, vừa nói vừa kéo váy bước vào trong. Tề Mộ Viễn nhìn thấy phía sau Tô Thị không có đi theo Tô gia huynh muội, lúc này mới im lặng. Khi Tô Thị bước vào, hắn mới đóng cửa lại, đem Tô Thị và hai nha hoàn, một bà tử nhốt lại ngoài cửa. Tô Thị thấy vậy, không nhịn được thở dài, ánh mắt đầy lo lắng nhìn về phía nhi tử của mình. Tề Mộ Viễn không để ý đến bà, chỉ lo bước vào thính đường, rót một ly trà, đặt lên bàn dài trước mặt Tô Thị, rồi mới chậm rãi ngồi xuống. Tô Thị nhìn đứa con trai giờ đã cao lớn, dung mạo tuấn lãng, lại nhớ tới dáng vẻ kiều mị của Tô Tụ, tức thì đặt mọi chuyện sang một bên, lên tiếng hỏi, vừa rồi sao lại thế này? Ngươi biểu ca, biểu muội bọn họ thật vất vả mới đến thăm, ngươi cũng không nói chút gì để bồi bọn họ. Tề Mộ Viễn không khách khí chọc thủng, bọn họ chẳng phải lâu lâu mới đến sao? Tô Tụ biểu muội còn ở nhà thường trú một đoạn thời gian, bọn họ ở đây lâu hơn ta. Cần gì ta phải bồi họ? Ta trở về không phải để tham gia thi hội sao? Chẳng lẽ là để tiếp khách? Tô Thị sắc mặt cứng đờ, giọng nói nghẹn lại, nhìn nhi tử, ngẩn ngơ nói, ngươi sao lại đối xử với nương như vậy? Tề Mộ Viễn liếc nhìn nàng, quay đi, ánh mắt lạnh nhạt nhìn ra ngoài cửa, không thốt lên lời. Tô Thị thấy con trai không để ý đến mình, không kìm được lòng đau xót, nước mắt không ngừng rơi xuống. Nương biết ngươi trách ta không chăm sóc tốt ngươi, để ngươi khi còn nhỏ phải chịu khổ. Nhưng ta cũng không phải cố ý, ngươi còn muốn trách ta đến bao giờ? Tô Thị nói, càng nghĩ càng thương tâm, bà cầm khăn lau mặt, nghẹn ngào khóc lên. Tề Mộ Viễn đứng nhìn ra ngoài cửa, ánh mắt dõi theo những tán cây lay động, trên mặt lộ ra vẻ mệt mỏi, dường như đã không còn chút gì vương vấn. Nàng là như thế đó, mỗi khi động một chút là lại rơi lệ, chuyện gì cũng làm không xong, nhu nhược như vậy, tự hồ toàn bộ thế giới đều phải quay quanh nàng, chiều chuộng nàng, dỗ dành nàng, để nàng vui vẻ. Tề Mộ Viễn thật sự không hiểu được, phụ thân sao có thể nhẫn nại với người phụ nữ này đến như vậy, làm gì có thể để nàng ở trong lòng bàn tay như thế. Dù sao, hắn thật sự không thể chịu nổi. Hắn không phải không hiếu thuận, cũng không phải trách cứ lúc trước nàng đem hắn đánh mất, để người bắt đi. Hắn chỉ là không thể chịu nổi tính cách của mẫu thân mình mà thôi. Nếu không phải vì hắn bị bắt về nhà, mẫu thân 3 ngày 2 bận lại đến tìm hắn khóc lóc, thì hắn cũng không tự đặt ra một quy tắc, không cho ai vào sân của mình. Sau khi nhận ra rằng biện pháp này có thể đem lại yên tĩnh, hắn liền tiếp tục duy trì quy tắc ấy cho đến giờ. Tề Mộ Viễn rõ ràng hiểu, mẫu thân khóc lóc là không thể khuyên, khuyên một lời, nàng sẽ càng khóc lâu hơn. Nếu không khuyên, nàng cũng chẳng có gì để khóc nữa, tự khắc sẽ dừng lại. Thật ra, hắn hiểu rõ, tất cả đều là do sự yếu đuối của bà mà sinh ra. Quả nhiên, sau khi Tề Mộ Viễn nhìn những tán cây ngoài cửa, tưởng tượng một lần nữa về những dòng văn chương trong lòng, Tô Thị cuối cùng cũng ngừng khóc lóc. Bà dùng khăn tay lau đi nước mắt, thúc thích hỏi Tề Mộ Viễn, mẫu thân đi Tô gia cầu hôn cho ngươi, được không? Tề Mộ Viễn đột nhiên quay đầu lại, đôi mắt sắc bén nhìn thẳng vào Tô Thị, đôi môi khép chặt, giọng điệu kiên định như đá, hắn nghiêm túc trả lời, không được. Vì sao? Tô Thị nhìn nhi tử, câu hỏi này không khiến bà ngạc nhiên, bởi trước đây khi viết thư, Tề Mộ Viễn đã rõ ràng từ chối việc kết hôn. Lúc trước ngươi không đồng ý là vì lo lắng Tô Tụ biểu muội lớn lên khó coi, tính tình không hợp phải không? Bây giờ nhìn nàng, ở chung vài lần, ngươi cũng nhìn ra rồi, nàng so với nhiều nữ hài tử khác không chỉ xinh đẹp, mà tính tình cũng tốt, hành sự đàng hoàng, nói chuyện dễ mến, ngươi còn không hài lòng ở chỗ nào? Tô Thị hỏi, ánh mắt đong đầy hy vọng. Khó coi, ta không thích nàng. Tề Mộ Viễn đáp lại, giọng điệu lạnh lùng không chút do dự. Hắn không muốn nói ra những gì hắn lo lắng, rằng mẫu thân có thể tự tiện quyết định mọi chuyện. Dù việc hôn nhân của hắn cần qua sự đồng ý của tổ phụ, nhưng nếu mẫu thân cố chấp, khóc lóc và làm nũng, hắn chắc chắn sẽ không thể từ chối được. Nương, hắn cố kiềm chế sự tức giận, nhẹ nhàng nói, cha khi còn trẻ thích ngươi, nên cưới ngươi. Chẳng lẽ ngươi không muốn ta cưới một người mình thích sao? Nhưng Tô Tụ đẹp lắm, tính tình cũng tốt, sao ngươi lại không thích nàng? Tô Thị không hiểu, giọng bà đầy lo lắng. Tề Mộ Viễn cau mày, nhìn Trịnh đại nhân bên cạnh, hắn lớn lên còn đẹp hơn cha, tính tình cũng tốt. Ngươi có phải thích hắn không? Tô Thị sắc mặt lập tức biến đổi, hai mắt trợn tròn, giận dữ nói, ngươi nói gì vậy? Có phải ngươi đang trêu đùa ta không? Bà liếc nhìn ra ngoài, sợ trượng phu nghe được những lời vừa rồi. Nhìn sân vắng lặng, chỉ còn lại hai mẹ con, Tô Thị mới yên lòng. Lòng bà thở phào nhẹ nhõm, cảm giác như thể cái quy tắc trong sân này là một sự an toàn, không ai có thể xâm nhập, là một điều tốt đẹp. Vậy không phải kết hôn sao? Không phải người lớn lên đẹp, tính tình tốt là phải thích sao? Tề Mộ Viễn lạnh lùng nói, nếu ngươi cứ muốn tôi và Tô Tụ đính hôn, ta sẽ nói với cha, ngươi có phải thích Trịnh đại nhân không? Tô Thị tức giận, mặt đỏ bừng, lời nói nghẹn lại, bà không biết phải nói gì, chỉ có thể lặng lẽ cười khổ. Một lúc lâu sau, bà mới nói, ngươi sao lại biến thành như vậy? Những lời này sao có thể nói lung tung? Mấy năm nay, ngươi đã đọc sách bao nhiêu, sao lại nói những lời này? Nếu ngươi không ép ta cưới Tô Tụ, làm sao ta phải nói linh tinh? Tề Mộ Viễn trả lời với vẻ vô lại. Được rồi, không ép ngươi nữa. Tô Thị thở dài, trong lòng đầy tiếc nuối, ai, cô nương tốt như vậy. Sau này đừng kêu người Tô gia đến nhà nữa. Nếu không, nếu có gì truyền ra, làm hại đến danh tiếng của Tô Tụ, ta sẽ không quan tâm. Chỉ cần ta không muốn, dù có chết ngươi cũng không thể bắt ép ta cưới nàng. Được rồi, tùy ngươi. Tô Thị bất đắc dĩ thở dài. Những bà mẹ khác đều quản con trai, nhưng bà lại phải cầu xin con trai. Nếu là trước kia, Tề Mộ Viễn vẫn có thể là một nhi tử hiếu thảo, cùng mẹ nói chuyện vui vẻ. Nhưng hôm nay, khi nghĩ đến Đỗ Cẩm Ninh, hắn cảm thấy trong lòng không yên, thực sự không còn tâm trí đâu mà nghĩ đến những chuyện này. Sau khi cuộc trò chuyện kết thúc, hắn đứng lên, nói, nếu nương không có việc gì, ta đi đọc sách. Ăn cơm chưa? Đừng vừa ăn no lại đi thư phòng, không tốt cho sức khỏe đâu. Tô Thị lo lắng cho nhi tử, cũng đứng dậy theo sau. Tề Mộ Viễn đâu có ăn cơm. Chỉ là không muốn nói thêm gì với mẹ, hắn chỉ nói, ăn rồi, vừa mới ăn xong. Hắn đẩy mẹ ra ngoài cửa, rồi đóng cửa lại, dựa vào cánh cửa, thở dài một hơi, mắt nhắm lại, lầm bầm, Cẩm Ninh, ta nên làm sao bây giờ? Đỗ Cẩm Ninh trở về nhà, nhưng lòng dạ vẫn không yên. Sau khi cố gắng kiên nhẫn trò chuyện với Lỗ Tiểu Bắc và Hứa Thành Nguyên trong bữa cơm, nàng liền lấy cớ phải đọc sách, vội vã trở về thư phòng. Nàng tưởng rằng khi đọc sách, lực chú ý sẽ dần dần được chuyển đi, tâm trạng cũng sẽ lắng xuống. Tuy nhiên, sau một hồi chăm chú vào sách vở, nàng nhận ra mình không thể tập trung nổi. Ngồi đó một lúc lâu, mọi thứ cứ như mờ mịt, không thể tiếp thu gì. Cuối cùng, nàng đành phải buông sách xuống, không còn cách nào khác, chỉ đành mệnh lệnh, Thanh Mộc, lấy giúp ta cây cầm. Muốn đến kinh thành thường trú, nàng đương nhiên phải mang theo cây cầm. Trước kia, ở phủ học, nàng đã học qua một thời gian, ngay cả khi vào Nam Lộc Thư Viện, nàng cũng không từ bỏ niềm đam mê này. Nàng vẫn kiên trì theo đuổi, dù biết mình không phải người tài năng thiên bẩm, nhưng học hỏi vẫn là chuyện có thể làm được. Dù chưa thể sánh với những thiên tài xuất chúng, nàng cũng có thể coi như là đạt được thành tựu nhất định trong lĩnh vực này. Cầm có thể tĩnh tâm. Hôm nay, tâm trạng nàng phiền loạn, nghĩ rằng cây cầm có thể giúp nàng thư giãn đôi chút. Thanh Mục nghe lời, đi lấy cây cầm từ trong rương hành lý, nhà này chỉ là chỗ tạm trú, Đỗ Cẩm Ninh đã bảo không cần mở hết đồ đạc, chỉ lấy một vài vật dụng cần thiết để sử dụng, còn lại để nguyên trong rương, chờ đến khi có nhà ổn định thì chuyển sang. Đồ đạc đã được phân loại cẩn thận, mỗi thứ đều có nhãn rõ ràng, vì vậy muốn lấy cái gì cũng rất dễ dàng. Đỗ Cẩm Ninh ngồi trong sân, điều chỉnh dây cầm, âm thanh trong trẻo của tiếng đàn len keng vang lên. Thanh Mộc, sau khi lấy cây cầm xong, chuẩn bị rời đi. Tuy vậy, vì lo lắng thiếu gia có việc gì cần, hắn không dám đi xa. Khi nghe tiếng đàn vẳng lại từ trong sân, hắn không khỏi nhíu mày. Thanh Mộc đã chứng kiến Đỗ Cẩm Ninh học cầm từ những ngày đầu và thấy được sự tiến bộ của nàng. Dù bản thân không học cầm, nhưng hắn có thể cảm nhận được tiếng đàn hay dở qua một thời gian dài lắng nghe. Tuy vậy, hôm nay, hắn lại cảm thấy có gì đó không ổn. Mặc dù giai điệu vẫn như cũ, nhưng nghe có vẻ khác thường, nhưng không thể lý giải nổi vì sao lại như vậy. Đỗ Cẩm Ninh đánh đàn một hồi, cuối cùng tâm trạng cũng dần ổn định. Nàng buông cây cầm, hô lên, Thanh Mộc, lại đây thu dọn đàn, nhớ lấy 2 xô nước. Đỗ Cẩm Ninh sau khi tắm rửa, cảm xúc đã dần dần ổn định. Nàng từ chối hết thảy những chuyện liên quan đến Tề Mộ Viễn, bỏ ngoài tai mọi tạp niệm, chỉ muốn tĩnh tâm. Nàng lên giường, cố gắng thư giãn và ngủ một giấc. Ngày hôm sau, sau khi dùng bữa sáng xong, nàng liền nói với Hứa Thành Nguyên, ngươi đi trước đến thư viện, hôm nay ta phải đi tìm tòa nhà. Lỗ Tiểu Bắc nghe vậy, khuyên nhủ, tòa nhà không vội, chậm rãi tìm cũng không muộn. Nhưng thư viện, phải chọn cho kỹ, càng sớm quyết định càng tốt. Hết phần 25, mời các bạn đón nghe phần 26.